Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 94. Lời của đấu giá sư vừa nói ra thì các con số bắt đầu từ bốn phía truyền ra, không ít người bắt đầu tăng giá một cách điên loạn, cứ như thể thần thạch không đáng giá là gì cả vậy. Bên trên phòng đấu giá, có những người lộ ra vẻ thất vọng hoàn toàn. Bởi vì không phải ai cũng có thể mua được với giá khởi điểm là 10 vạn thần thạch. Có những người thì sử dụng hết toàn bộ tài sản của gia tộc, mang đến không ít thần thạch nhưng vẫn còn cách xa rất nhiều so với cái giá khởi điểm là 10 vạn thần thạch. Hơn nữa đây mới chỉ là giá khởi điểm mà thôi, ai mà biết sẽ chốt với mức giá trên trời nào. Mọi người đều biết trường sinh đan sẽ rất đắt đỏ nhưng khi đích thân nghe thấy giá khởi điểm của nó mới thấy hóa ra họ vẫn còn đánh giá thấp giá trị của trường sinh đan lắm. Địa vị của những người công khai đấu giá đều không tầm thường. Nhưng có đủ khả năng đưa ra 10 vạn thần thạch thì cũng chỉ có vài người thôi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không ngồi cạnh nhiều người như vậy mà sẽ ngồi độc lập mỗi người trong một gian phòng riêng. 15 vạn 3 ngàn, 15 vạn 5 ngàn. Giá của trường sinh đan không ngừng tăng, mặc dù mỗi lần cộng thêm giá không nhiều nhưng tình hình có vẻ không có dấu hiệu ngừng lại. Cho đến khi, 30 vạn, một giọng nói già nua vang lên, khiến cho sự huyên náo trong hội trường đột nhiên dừng hẳn lại. 30 vạn, con số đó đã đủ đè bẹp 99% số người trong toàn bộ hội trường rồi. Sở hữu nhiều thần thạch như vậy có lẽ là một đại gia tộc hoặc đại tông môn rồi. Công tử, nghe giọng nói này, hình như Kiếm La nghe thấy giọng nói đó thì nhíu mày. Lại là Lãnh Đồng, Sở Khinh Cuồng nói, lần trước ra giá 150 vạn thì có tới hơn 100 vạn là đi mượn, trên người hắn còn nhiều thần thạch đến vậy sao? Hoặc có những thứ trước đây hắn không nỡ bỏ ra, Tiêu Phàm cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn còn đang định thêm giá cơ, nhưng bây giờ xem ra không cần hắn phải nâng giá nữa rồi. Cái giá mà Lãnh Đồng đưa ra có vẻ như là nhất định phải đạt lấy trường sinh đan vậy. 40 vạn, lời Tiêu Phàm vừa nói ra thì lại có một giọng nói khác vang lên. Giọng nói này trầm thấp nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Thời giờ bản thể linh hồn của Tiếu Thương Sinh không còn nhiều. Giọng nói không thể mạnh mẽ mới phải, nhưng cũng có thể người ra giá là thuộc hạ của hắn. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Hắn cần phải chắc chắn phải để Thiếu Thương Sinh mua được và ăn được viên đan dược này, như vậy thì xác suất thành công của kế hoạch từ trước tới nay của hắn thành công sẽ lớn hơn nhiều, nếu không thì chỉ còn cách chính diện giao phong mà thôi. 50 vạn, âm thanh trong gian phòng của Lãnh Đồng lại vang lên, đối với hắn thần thạch cứ như là phế phẩm vậy. 55 vạn. Lại một giọng nói mới mẻ vang lên, nhất thời khiến Tiêu Phàm cảm thấy hoang mang. 60 vạn, giọng nói trầm thấp kia vẫn vô cùng bình thản, dường như không thèm bận tâm tới 60 vạn thần thạch của mình vậy. Giá tiếp tục được đẩy lên cao, từ chỗ Lãnh Đồng bọn họ tiếp tục tăng lên mỗi lần 10 vạn, đến 5 vạn, cuối cùng là 1 vạn. Tiêu Phàm biết rằng, khoảng cách tới cực hạn của bọn họ càng ngày càng gần rồi. Trong đám người này, chắc chắn có Tiêu Thương Sinh. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua trường sinh đan đâu. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ, chỉ có điều hắn nhất thời cảm thấy khó hiểu. Bởi vì hiện tại số người nâng giá không hề ít, còn tận 5 người, có những nguồn tài sản bên trong của nhiều đại gia tộc không thể coi thường được. Cổ huynh, toàn bộ Thương Sinh thần quốc có bao nhiêu gia tộc có thể xuất ra được 100 vạn thần thạch? Tiêu Phàm đột nhiên quay qua nhìn Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần nhất thời không hiểu ý của Tiêu Phàm. Hắn suy nghĩ rồi nói, có ít nhất 20 nhà có thể xuất ra 100 vạn thần thạch, nhưng tự nguyện lấy ra 100 vạn thần thạch để mua thần đan thì không quá 3 nhà. Không biết Thương Sinh thần quốc thần chủ có thể đưa ra bao nhiêu thần thạch? Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Cổ Nhược Trần nghe vậy thì trong lòng dường như thông suốt ra điều gì đó. Tiêu Phàm nhờ hắn làm nhiều như vậy hóa ra mục đích là để Tiếu Thương Sinh mua viên đan dược này. Chỉ có điều hắn làm như vậy không biết là vì điều gì. Cổ Nhược Trần biết rằng Tiếu Thương Sinh sắp rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy. Nếu có thể có được viên thần đan này thì không chừng có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Xem ra, có lẽ Tiêu Phàm đang giúp Tiếu Thương Sinh, nhưng ý của Tiêu Phàm lại chẳng hề giống như đang giúp Tiếu Thương Sinh mà là đang báo thù hắn vậy. Tiêu Phàm có thù với Tiếu Thương Sinh, Cổ Nhược Trần không khỏi nghĩ theo hướng đó, nếu đúng là như vậy thì sự việc không hề đơn giản. Nhưng Cổ Nhược Trần sau khi suy nghĩ xong vẫn nói, thần chủ của một nước, đưa ra 200 vạn thần thạch để mua viên thần đan thì có lẽ cũng không thành vấn đề.
Nếu vậy, thì Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên giơ tấm bài ngọc lên, 200 vạn. Hả? Lời vừa nói ra, toàn bộ các tu sĩ trong hội trường nín lặng như hít phải hơi lạnh. 200 vạn thần thạch, đối với nhiều người nó dường như chỉ là con trên trời thôi chứ làm gì có đại tộc nào có nhiều thần thạch đến như vậy. Hơn nữa, cứ cho là có thì cũng chưa chắc nỡ bỏ ra nhiều như vậy chỉ để mua một viên trường sinh đan. Vì dù sao thì thần thạch của gia tộc cũng là của toàn bộ gia tộc tập hợp lại chứ không phải của riêng một người. Mà trường sinh đan thì chỉ có một viên, cho một người dùng mà thôi. Trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có thần chủ mới mua nổi, 200 vạn thần thạch mà người đó cũng dám kêu ra nữa. Giọng nói này giống với giọng của đã bỏ ra 35 vạn thần thạch mua bản đồ cất giấu báu vật, đúng là giàu có thật, dùng 200 vạn thần thạch để mua được một viên thần đan. Ta thấy chưa chắc hắn đã lấy ra đủ 200 vạn thần thạch đâu, tới lúc đó mà không có thì để xem hắn sẽ chết như thế nào. Những giọng nói kinh ngạc, trào phúng, khinh thường ào ào vang lên trong hội trường. 200 vạn thần thạch như thể một tia sét đánh ngang tai mọi người vậy. Những gia tộc lúc nãy còn tiếc nuối trường sinh đan giờ bỗng trở nên im bặt, dù là gian phòng nơi lãnh đồng ngồi thì cũng im lìm không tiếng nói. Bỏ ra 200 vạn thần thạch để mua một viên trường sinh đan không phải là không đáng, dù có nhiều hơn thì vẫn đáng, nhưng vấn đề là họ không có nhiều thần thạch đến vậy để mà mua. Một hồi lâu sau, đám người bị làm cho kinh ngạc mới định thần lại, đấu giá sư cũng vậy, hắn không ngờ trường sinh đan lại được bán với giá trên trời như vậy. Nếu đúng là 200 vạn thật thì số phần trăm hoa hồng mà đấu giá sư nhận được cũng sẽ vô cùng khủng khiếp, khiến hắn trở nên giàu có vô cùng. 200 vạn thần thạch lần thứ nhất, đấu giá sư bắt đầu đếm ngược, giọng của hắn có phần run rẩy. Trong căn phòng nơi Tiêu Phàm ngồi, đám người Kiếm La cũng đang định thần lại sau một hồi khiếp sợ, toàn bộ họ nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Cổ Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Bọn họ không ngờ Tiêu Phàm lại mạnh tay ra giá 200 vạn, đây chẳng phải là khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của Tiếu Thương Sinh hay sao? Công tử, nếu Tiếu Thương Sinh không ra giá nữa thì phải làm thế nào? Kiếm La không nhịn được liền hỏi. Quả nhiên, Cổ Nhược Trần thầm nghĩ, giờ hắn đã hoàn toàn khẳng định rằng đám người Tiêu Phàm đến vì muốn chống lại Tiếu Thương Sinh. Không phải viên đan dược này chỉ đáng giá 200 thần thạch, nếu là tại thượng giới. Có khi nhiều thần thạch hơn số đó thì vẫn có rất nhiều người muốn mua. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây chỉ là một tiểu thế giới mà thôi, những người bình thường sẽ không nỡ lòng nào mà bỏ ra nhiều thần thạch như vậy để mua một viên đan dược. Lúc nãy, khi Cổ Nhược Trần nói ra 200 vạn, hắn cũng chỉ đánh giá đại khái mà thôi, ai mà biết Tiếu Thương Sinh có dám bỏ ra nhiều thần thạch như vậy không? Tiêu Phàm chau mày, hắn cũng bắt đầu thấy căng thẳng rồi, thậm chí là hối hận nữa. Hắn cảm thấy bản thân hơi manh động. 200 vạn thần thạch lần thứ hai, giọng nói của đấu giá sư lại tiếp tục vang lên, không còn ai ra giá thêm nữa. Linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh không đến nỗi hẹp hòi đến thế chứ. Tiêu Phàm thầm nguyền rủa. Thấy đấu giá sư sắp sửa chốt giá, Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng đúng lúc này thì giọng nói kia lại vang lên. 210 vạn, giọng nói không lớn. Thậm chí có phần già nua và yếu ớt, nhưng nó giống như một tia sét đánh ngang tai toàn bộ hội trường. 210 vạn, đám đông nuốt nước bọt ừng ực, há mồm trợn mắt nhìn lên sàn đấu giá, rất nhiều người thầm chửi kẻ đó là tên điên, chỉ là một viên đan dược thôi mà, đáng giá bỏ ra nhiều thần thạch như vậy sao? Giá trên trời, trong lòng đám đông ai cũng toát ra ba chữ đó, cũng chỉ có ba từ đó mới có thể khái quát được giá trị của trường sinh đan mà thôi. Nghe thấy vậy, bàn tay nắm chặt của Tiêu Phàm mới từ từ mở ra, lúc này hắn mới phát hiện ra lòng bàn tay hẳn còn đang bít xịn mồ hôi. Nhưng cũng may là cuối cùng cũng có người ra giá rồi, hơn nữa người có tư cách ra tới giá này cũng chỉ có một người, đó chính là Tiếu Thương Sinh. Đúng là có người ra giá thật rồi kia, chẳng lẽ là Tiếu Thương Sinh? Kiếm là vô cùng mất bình tĩnh, kích động nói. Cuối cùng thì trên khuôn mặt Tiêu Phàm cũng hiện ra một nụ cười. Sau đó hắn nhìn Cổ Nhược Trần, cảm thấy vô cùng sung sướng, Cổ huynh, phiền huynh chuẩn bị thêm giúp ta 10 viên thần lực chi tinh chiến thần cảnh đỉnh phong. Được, Cổ Nhược Phàm không biết Tiêu Phàm cần nhiều thần lực chi tinh như vậy để làm gì, nhưng vẫn đồng ý một cách không hề do dự. 200 vạn thần thạch dù sao vẫn đủ để mua 50 viên thần lực chi tinh của chiến thần cảnh đỉnh phong. Huống hồ,
Lúc trước Tiêu Phàm còn lấy được 150 vạn thần thạch từ tay Lãnh Đồng, dù trước đây Tiêu Phàm không có một viên thần thạch nào trong tay thì bây giờ hắn cũng là một kẻ giàu có đẳng cấp rồi. Đúng rồi, cổ huynh, nếu như người đấu giá viên đan này muốn biết thần dược sư luyện ra viên trường sinh đan này là ai thì huynh có thể bật mí ra một chút. Tiêu Phàm cười nói. Cổ Nhược Trần gật đầu, hắn đã đoán được phần nào kế hoạch của Tiêu Phàm rồi, đó là muốn dựa vào trường sinh đan để tiếp cận Tiếu Thương Sinh, sau đó sẽ đối phó với hắn ta. Chỉ có điều Tiếu Thương Sinh là lão quái vật đã sống cả vạn năm rồi, nên chẳng lẽ lại dễ đối phó đến như vậy sao? Cổ Nhược Trần muốn nhắc nhở nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Tiêu Phàm hắn nghĩ có lẽ Tiêu Phàm phải nắm chắc mọi thứ lắm mới dám làm như vậy. Kiếm huynh, 200 vạn thần thạch trừ đi 5% phí khấu trừ thủ tục, lát nữa ta sẽ đưa thần thạch cho ngươi. Cổ Nhược Trần cố ý nói thêm một câu. Dứt lời, Cổ Nhược Trần liền quay người đi ra cửa, nhưng Tiêu Phàm liền đứng lên cản Cổ Nhược Trần. Cổ huynh, đợi một lát, Tiêu Phàm kêu lên. Cổ Nhược Trần nhìn Tiêu Phàm đầy nghi ngờ, hai thuộc hạ của hắn cũng đứng lên ngăn phía trước Cổ Nhược Trần, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Lùi lại, Cổ Nhược Trần nhíu mày, quát lên. Hai tên thuộc hạ kia hơi do dự lùi lại bên cạnh hắn nhưng vẫn trong tư thế để phòng Tiêu Phàm. Kiếm huynh, còn có chuyện gì sao? Cổ Nhược Trần lại hỏi, hắn không hề cảm nhận thấy bất kỳ sát ý nào trên người Tiêu Phàm, hắn không tin Tiêu Phàm sẽ đối phó với hắn. Nếu có thể, ta cảm thấy chúng ta nên cùng chết trong gian phòng này chứ không phải bước ra khỏi cửa. Tiêu Phàm nói một cách đầy thâm thúy. Đôi mắt Cổ Nhược Trần co rụt lại như hiểu ra được điều gì đó, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, hành lễ trước Tiêu Phàm rồi đi lại chỗ hắn đã ngồi trước đó. Mọi người nằm xuống đất, tốt nhất là giả dạng như bị trúng độc. Tiêu Phàm nhìn đám người Sở Khinh Cuồng và Kiếm La. Trên mặt đám người lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo ý của Tiêu Phàm, nằm xuống đất, giả bộ hôn mê. Hai thuộc hạ của Cổ Nhược Trần cũng làm như vậy, nằm xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cùng với việc trường sinh đan bị người khác dùng 210 vạn thần thạch mua lại, hội đấu giá cũng kết thúc. Mọi người từ từ rút khỏi phòng đấu giá, sau khoảng thời gian một nửa nén nhang, hội trường vốn náo nhiệt giờ trở nên yên tĩnh trở lại. Người trong những gian phòng đấu giá cũng lần lượt rời đi, chỉ có mỗi gian phòng của Tiêu Phàm là không có động tĩnh gì. Kiếm huynh, đa tạ, Cổ Nhược Trần truyền âm cho Tiêu Phàm. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì huynh nên cảm ơn Cổ Thần Phong đã hạ độc ta. Tiêu Phàm trả lời, hắn vốn dĩ cũng chẳng muốn tham gia chuyện giữa Cổ Nhược Trần và Cổ Thần Phong. Nhưng Cổ Thần Phong lại hạ độc Tiêu Phàm, làm sao mà Tiêu Phàm có thể nuốt giận cho được. Chỉ là giờ đây hắn chưa muốn để lộ thân phận Tu La Điện Chủ của Chiến Hồn Đại Lục mà thôi, hắn không thể ra tay hết sức, nếu không thì Tiêu Phàm đã sớm ra tay với Cổ Thần Phong từ lâu rồi. Cổ Nhược trầm trầm ngâm không nói gì, hắn tin Tiêu Phàm, rõ ràng là hắn biết Cổ Thần Phong muốn ra tay với hắn. Đột nhiên, cửa gian phòng bị ai đó đạp tung, ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ cuốn tới trong nháy máy, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cổ các chủ, xem ra chúng ta không cần phải ra tay rồi. Tên tiểu tử này dám hét giá 200 vạn thần thạch, xem ra thần thạch trên người hắn cũng không ít. Chẳng trách mở miệng là lừa gạt lấy được 20 vạn thần thạch trên người Hắc Mộc lão quỷ. Một người chết mà thôi, có nhiều thần thạch thì có nghĩa gì chứ, đáng tiếc cho kẻ có thực lực mà lại không có đầu óc. Một chuỗi giọng nói khiêu khích từ ngoài cửa truyền tới, Tiêu Phàm đều biết đám người này, đó chính là Hắc Mộc lão tổ, Huyền Thương lão tổ, Ô Bằng lão tổ, và Bạch Long lão tổ. Thậm chí có cả Cổ Thần Phong đang nhìn chằm chằm Cổ Nhược Trần bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cổ các chủ, xử lý đống thi thể này thế nào? Hắc Mộc lão tổ nhìn Cổ Thần Phong nói. Còn xử lý thế nào nữa, đương nhiên hủy thi diệt tích. Huyền Thương lão tổ cười lạnh lẽo, nhìn thấy Tiêu Phàm chết trong lòng hắn đột nhiên có một sự kích động không tên. Huyền Thương, Bạch Long, hai người mang thi thể của bọn họ đi xử lý. Cổ Thần Phong gật đầu, nơi sâu thẳm trong đôi mắt hắn ta lộ rõ vẻ nham hiểm. Huyền Thương lão tổ và Bạch Long lão tổ nghe vậy thì nhìn nhau, tỏ ra do dự. Trong này gió lộng, độc khí đã sớm tiêu tan, người còn lo lắng điều gì nữa? Cổ Thần Phong hơi nhíu mày, hắn cảm thấy khó chịu khi hai người không nghe xa mình sai khiến. Hy vọng Cổ các chủ sẽ đồng ý với điều kiện của bọn ta, nói lời giữ lời. Bạch Long lão tổ gật đầu,
há miệng thổi, lập tức một cơn gió mạnh lao tới. Rõ ràng là Bạch Long lão tổ chưa tin tưởng lời nói của cổ thần phong, hắn mới làm sạch không khí trong gian phòng một lần nữa. Bạch Long, người đang nói gì vậy, đương nhiên cổ các chủ nói lời giữ lời rồi. Huyền Thương lão tổ khẽ mỉm cười. Hắn nói như vậy không hề có ý trách cứ Bạch Long lão tổ mà đang mừng thầm, chiêu này của Bạch Long lão tổ quả là vi diệu. Bọn họ ai cũng là lão già thành tinh làm gì mà không hiểu chút ý nhỏ của cổ thần phong, cho dù cổ thần phong không hề có ý đối phó với bọn họ thì bọn họ vẫn phải cẩn thận. Bản tọa đương nhiên nói lời giữ lời. Cổ thần phong lạnh nhạt gật đầu. Huyền Thương lão tổ lộ rõ nụ cười sán lạn trên mặt, quay người đi vào trong gian phòng. Nhưng đúng vào lúc hai người quay người bước vào thì hai bóng người đột nhiên cử động, ngay sau đó cắt xẹt hai đường ngay trên cổ Huyền Thương lão tổ và Bạch Long lão tổ, hai cái đầu bỗng nhiên bị ném lên. Tốc độ hai người ra tay nhanh đến chóng mặt, Bạch Long lão tổ và Huyền Thương lão tổ đã cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng họ phát hiện ra bản thân mình không thể cử động được nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không kịp đợi họ định thần, thì một cơn nhói đau truyền đến ở trên cổ, hai vị lão tổ hoảng sợ, linh hồn bỗng nhiên bay ra khỏi trán, xông vào trong căn phòng. Hắc Mộc, Ô Bằng, các người, linh hồn của Huyền Thương lão tổ kinh hãi kêu lên, hắn ta không ngờ rằng kẻ ra tay với họ chính là Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ. Nhị gia đã nói rồi, chỉ có hai danh ngạch đó là dành cho bọn ta, các người đương nhiên không cần phải sống nữa. Ô Bằng lão tổ cười nham hiểm. Cổ thần phong, người thật độc ác. Bạch Long lão tổ phẫn nộ nhìn cổ thần phong. Hắn biết vừa rồi chính cổ thần phong đã ra tay, nếu không bọn họ muốn bỏ chạy là đã bỏ chạy được rồi. Âu cũng là sự lựa chọn của tự nhiên. Cổ thần phong điềm đạm nói, giết chết hai vị lão tổ cứ như thể nghiền chết hai con kiến vậy. Không thể không nói, sự tàn nhẫn của cổ thần phong không phải bình thường. Sự lựa chọn của tự nhiên sao? Huyền Thương lão tổ và Bạch Long lão tổ cắn chặt răng nhìn cổ thần phong, thiếu điều muốn lao tới nhưng đáng tiếc, thời kỳ đỉnh cao của bọn họ còn không phải là đối thủ của đối phương, huống hồ là bây giờ. Đi, Huyền Thương lão tổ hét lớn, quay người nhằm phía phòng đấu giá mà chạy trốn. Bạch Long lão tổ theo sát phía sau, bây giờ bọn họ chỉ còn lại linh hồn nên nhất định phải đi đoạt xá mới được. Nếu đám người cổ thần phong định đối phó với họ thì chắc chắn bọn họ sẽ chết. Thấy hai người định trốn thoát, sắc mặt cổ thần phong lạnh nhạt không hề biến sắc, còn Hắc Mộ lão tổ và Ô Bằng lão tổ thì lộ ra vẻ khinh thường. Khi linh hồn của Huyền Thương lão tổ đụng phải vách tường, bốn phía đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, hóa thành một đạo kết giới cản họ bật ngược lại. Cổ thần phong, ngươi sớm đã tính toán với bọn ta rồi. Huyền Thương lão tổ thật sự sợ hãi, đã mất đi thân thể rồi giờ đến ngay cả linh hồn cũng không chạy thoát. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay hết, cất cung tên, bây giờ các ngươi chỉ như một đám phế vật đối với hắn mà thôi, giữ lại các ngươi có ý nghĩa gì? Một giọng nói khác đột nhiên lại vang lên trong phòng, gây ra sự chú ý của đám người cổ thần phong. Tiêu Phàm vốn đã chết đột nhiên cử động, thậm chí đến ngay cả mấy người kiếm la vốn nằm đó cũng đứng lên. Bọn chúng chưa chết, sắc mặt bình tĩnh của cổ thần phong cuối cùng cũng nổi lên một gợn sóng, trở nên âm trầm vô cùng. Một ván bài tốt bị ngươi đập nát mất rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn cổ thần phong, sau đó lắc đầu, ta vốn tưởng ngươi sẽ giết luôn cả Hắc Mộc và Ô Bằng, không ngờ ngươi chỉ giết có hai người kia. Sắc mặt của cổ thần phong càng lúc càng khó coi, hắn vốn tưởng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình, nhưng đến giờ thì hóa ra bản thân mình đã sớm bị bọn họ tính kế lại rồi. Kiếm Hồng Trần, tất cả đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi thì bọn ta đã không bị mất đi thân thể. Huyền Thương lão tổ đột ngột nhìn Tiêu Phàm đầy phẫn nộ, bọn chúng không làm gì được cổ thần phong nên giờ dồn toàn bộ lửa giận qua Tiêu Phàm. Lời vừa nói ra thì toàn bộ linh hồn của Huyền Thương lão tổ bay về phía Tiêu Phàm không chút do dự. Mặc dù hắn phẫn nộ nhưng vẫn đang còn một dự định khác, đó là cướp thân thể của Tiêu Phàm, sau đó dùng hết sức để giết ra ngoài. Hừ, Tiêu Phàm hừ một tiếng lạnh lùng. Trong lòng hắn vừa rồi còn nghĩ giá có thể đoạt lại thi thể của Huyền Thương khiến hắn có thể làm việc cho mình. Nhưng bây giờ xem ra Huyền Thương lão tổ không đáng được hắn cứu. Khi Huyền Thương lão tổ đánh tới thì mi tâm của Tiêu Phàm hiện ra một cái khe, khe hở ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, hút lấy Huyền Thương lão tổ vào bên trong.
Bạch Long lão tổ đang chuẩn bị ra tay thì bị chiêu đó của Tiêu Phàm dọa cho vô cùng sợ hãi, hắn vội vàng lao về phía đám người Sở Khinh Cuồng. Đúng là hai lão già tìm đường chết, Tiêu Phàm thấy vậy thì làm sao có chuyện để Bạch Long lão tổ đạt được ý mình. Hắn bước nhanh về phía trước, linh hồn của Bạch Long lão tổ cũng bị hắn cắn nuốt vào trong, không hề có ý lưu tình chút nào. Bọn chúng sắp chết mà còn muốn tìm hắn báo thù, chứ không hề nghĩ đến việc báo thù kẻ cầm đầu. Những người như vậy thì Tiêu Phàm không cảm thấy bất kỳ áy náy gì khi tiêu diệt thần hồn của bọn chúng. Bên trong thần cung, linh hồn của Huyền Thương lão tổ và Bạch Long lão tổ đang sợ hãi nhìn thí thần thú to lớn, toàn thân bọn họ không ngừng run rẩy. Xin thí thần tổ thú tha mạng, Bạch Long lão tổ và Huyền Thương lão tổ kêu to sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ, chứ làm gì còn sức mà phản kháng. Tha mạng cho các ngươi. Lúc nãy các người có nghĩ đến việc tha mạng cho ta không? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thí thần thú há to miệng, cùng một lúc nuốt hai linh hồn vào trong bụng. Ngay sau đó, thân thể của thí thần thú bỗng nhiên trở nên to lớn, một luồng khí tức cuồng bạo bộc phát ra, như thể lực linh hồn đã đạt tới một linh giới điểm nào đó, đang chuẩn bị bước lên tầng tiếp theo. Muốn đột phá, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách của thí thần thú tới chiến thần cảnh đỉnh phong chỉ còn cách một bước nữa thôi, nhưng một bước này xa xôi vời vợi, Tiêu Phàm không ngờ linh hồn của Thương Huyền lão tổ và Bạch Long lão tổ lại có thể giúp thí thần thú bước qua bước đó. Vẻ bề ngoài thì thần sắc của Tiêu Phàm vẫn như bình thường, hắn không vì chuyện thí thần thú sắp đột phá mà tỏ ra vui mừng. Việc cấp bách bây giờ là đối mặt với vòng vây của Cổ Thần Phong và hai lão tổ còn lại. Người giết Huyền Thương và Bạch Long. Hắc Mộc lão tổ nhìn Tiêu Phàm đầy kinh ngạc, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Huyền Thương lão tổ và Bạch Long lão tổ đều là những chiến thần cảnh đỉnh phong thực sự, đến ngay cả linh hồn của bọn họ cũng đã đạt tới cảnh giới này. Vậy mà Tiêu Phàm lại nuốt linh hồn của hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong trong nháy mắt như không hề có chuyện gì như vậy. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng linh hồn lực của Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn cả của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong lâu năm. Không chỉ Hắc Mộc lão tổ thấy kinh ngạc mà ngay cả Cổ Thần Phong và Cổ Nhược Trần cũng ngạc nhiên, dù hai người bọn họ có đối mặt với linh hồn của hai vị lão tổ đó thì cũng không thể nhẹ nhõm như vậy. Lúc này hai người đó mới phát hiện ra rằng trên người thanh niên này dường như chứa đựng không ít bí mật. Không phải ta giết chết bọn họ mà chính các người đã giết bọn họ. Thần sắc của Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, về sức mạnh linh hồn, Tiêu Phàm chưa từng sợ bất kỳ ai. Giờ đây thí thần thú lại sắp đột phá tới chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu ở trong thần cung thì cho dù là linh hồn thiên thần, Tiêu Phàm cũng vẫn sẽ dám đấu một trận. Nhị thúc, người làm ta quá thất vọng. Lúc này, Cổ Nhược Trần đột nhiên mở lời, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thất vọng sao, ta đã thủ hộ ở giới này mấy trăm năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, gia tộc không nói một lời nào mà muốn đẩy ta ra sao. Lời của Cổ Nhược Trần dường như đã khiến Cổ Thần Phong bị kích động, hắn lập tức cười giận dữ. Vì điều đó mà ngươi muốn giết ta sao? Cổ Nhược Trần nhíu hai mắt, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, ta là cháu ruột của ngươi cơ mà. Cổ Thần Phong nghe thấy vậy thì toàn thân khẽ run lên, nhất thời không biết trả lời thế nào. Ta biết, ngươi muốn để Đường Ca tiếp tục vị trí của ngươi, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ nếu làm như vậy chỉ hại Đường Ca? Cổ Nhược Trần tiếp tục nói. Tài nguyên của giới này nhiều vô hạn, sao ta lại có thể hại con ruột của mình chứ? Ánh mắt Cổ Thần Phong lãnh đạm nói. Ngươi hãy nghĩ đi, năm đó ngươi thiên phú bậc nào, nhưng nhiều năm đã qua đi, tại sao ngươi vẫn chưa đột phá thiên thần được? Cổ Nhược Trần lạnh nhạt. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, không phải thiên phú của ngươi không đủ mà tại vì ngươi hám lợi, lòng dạ đen tối, tâm của ngươi không còn tu luyện nữa rồi. Gia tộc để ngươi quay lại cũng là vì đã nghĩ tới điều đó nhưng ngươi không những không nhận ra mà còn muốn giết hại ta. Nói đến đây, toàn thân Cổ Nhược Trần cũng bắt đầu biểu hiện ra sát ý mập mờ, nếu Cổ Thần Phong không phải là chú ruột thì có lẽ hắn đã sớm lao lên giết chết rồi. Nói thì hay lắm, lúc đó, khi không ai chịu tới giới này, gia tộc sai ta tới đây canh gác, giờ mọi thứ ở giới này đã phát triển thuận lợi thì lại muốn ta quay về. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế? Cổ Thần Phong cười lạnh, khịt mũi coi khinh những lời của Cổ Nhược Trần. Sau đó ánh mắt lạnh nhạt của họ lại dừng lại ngay chỗ Tiêu Phàm, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, tiểu tử,
thật không ngờ ngươi lại có thể giải được Độc Thiên Âm Tang Phong tán, đều tại ngươi, nếu không thì kế hoạch của ta đã thành công rồi. Tiêu Phàm nghe vậy thì im lặng, bản thân hắn không làm gì sao mà ai cũng dồn hết thù hận lên người hắn vậy, lẽ nào khuôn mặt ta lại dễ ức hiếp đến vậy sao? Lẽ nào ta tự vệ cũng có lỗi? Lẽ nào ta đáng bị ngươi hại độc chết? Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên lạnh lùng, hắn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy đâu. May mà ngươi không phải là nhị thúc của ta, nếu không ta đã đập chết ngươi rồi. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng lạnh lùng. May ngươi không phải là nhị thúc của ta, nếu không thì ta đã đập chết ngươi rồi. Lời nói hùng hồn của Tiêu Phàm vang vọng trong hư không. Hắc Mộ lão tổ và Ô Bằng lão tổ nghe thầy vậy thì nhìn Tiêu Phàm đầy kinh ngạc. Tên tiểu tử này đúng là to gan, dám nói chuyện như vậy với Cổ Thần Phong. Dù Cổ Thần Phong có bị Cổ gia chối bỏ thì vẫn là người của Cổ gia, làm gì có chuyện để ngươi sỉ nhục một cách dễ dàng như vậy. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt như thế, bộ dáng như thể mọi chuyện đương nhiên phải vậy, trong mắt hắn không có khái niệm Cổ gia nào cả. Đương nhiên không phải tất cả mọi người khi sinh ra đều bình đẳng, nhưng Tiêu Phàm không cho là mình kém một bậc, Cổ gia có lợi hại đến mấy thì cũng phải nằm sấp khi tới thiên địa lao ngục mà thôi. Hừ, đúng là tên tiểu súc sinh muốn chết. Cổ Thần Phong hừ một tiếng tức giận, đưa tay ra đập tới Tiêu Phàm, trong mắt hắn thì Tiêu Phàm đã là một người chết rồi. Nhị thúc, xem ra người vẫn mê chấp bất ngộ. Cổ Nhược Trần nhíu lông mày, lao tới đứng ngăn ngay phía trước Tiêu Phàm, đưa một trưởng ra đón lấy. Ầm một tiếng, kết giới trong căn phòng bị chấn động kịch liệt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cổ Thần Phong lùi lại hai bước, còn Cổ Nhược Trần thì lùi lại tới ba bước, rõ ràng là chiêu thứ nhất Cổ Thần Phong đã chiếm thế thượng phong, còn việc đây có phải là toàn bộ thực lực của bọn họ hay không thì chỉ có bọn họ mới biết. Vì một người ngoài mà ngươi ra tay với ta, Cổ Thần Phong nhìn Cổ Nhược Trần bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu không có người ngoài là huynh ấy thì ta sớm đã chết rồi, nhị thúc của ta muốn giết chết ta, lại dựa vào một người ngoài như huynh ấy cứu mạng, ngươi thấy có buồn cười không? Cổ Nhược Trần cũng tức giận, lúc trước Cổ Thần Phong muốn giết hắn, giờ lại nói ra những lời buồn nôn như vậy, mặt đúng là quá dày. Hắn đương nhiên biết việc Cổ Thần Phong không chịu nhường lại vị trí các chủ của Vạn Bảo Các, thậm chí còn ngầm đối phó với hắn, đuổi hắn ra khỏi giới này, nhưng hắn không ngờ Cổ Thần Phong lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Nếu không phải có Tiêu Phàm thì có lẽ Cổ Nhược Trần đã đi theo con đường vạch sẵn của Cổ Thần Phong rồi, làm gì còn cơ hội mà đứng đây nói chuyện. Trong mắt hắn, một người ngoài như Tiêu Phàm còn đáng giá kết giao hơn cả một người thân ruột thịt như nhị thúc. Ra ngoài chiến một trận đi. Đừng làm hỏng đồ trong Vạn Bảo Các. Cổ Nhược Trần nói. Đã vạch mặt ra như vậy rồi thì chẳng cần phải che giấu điều gì nữa, tốt nhất là giờ dùng thực lực để chứng minh. Có điều, đây là sàn bán đấu giá, bọn họ đều sở hữu thực lực chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu bọn họ ra tay thật thì có lẽ toàn bộ sàn bán đấu giá này sẽ bị san thành bình địa cũng không biết chừng. Hai người này, bất luận là ai thắng cũng đều sẽ tiếp tục tiếp quản Vạn Bảo Các. Đương nhiên là không muốn nơi đây bị hủy. Dứt lời, Cổ Nhược Trần liền đi ra ngoài. Hắc Mộc, Ô Bằng, giết được bọn chúng thì các ngươi sẽ có được thứ mà mình muốn. Đôi mắt Cổ Thần Phong ngùn ngụt lửa, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, nói xong câu đó hắn cũng biến mất theo Cổ Nhược Trần. Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiểu tử, thuật luyện dược của ngươi quả thật lợi hại. Nhưng ngươi không nên đắc tội với nhị gia, vì tương lai của bọn ta, chỉ còn cách phải hy sinh ngươi thôi. Hắc Mộc lão tổ thở dài, tỏ ra tiếc nuối cho một nhân tài. Nói nhiều vô ích, so tài xem thực hư thế nào đi. Tiêu Phàm lạnh lùng, sắc mặt không hề biến đổi chút nào. Hắn đương nhiên nhận ra ngọn lửa trong đôi mắt của Hắc Mộc lão tổ, nếu Hắc Mộc lão tổ có thể giết mình thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Giống như lúc trước khi hắn cùng Ô Bằng lão tổ ra tay giết chết Thương Huyền lão tổ và Bạch Long lão tổ vậy. Bởi vì chỉ cần giết chết được Tiêu Phàm là bọn chúng sẽ nhận được thứ mà Cổ Thần Phong đã hứa hẹn. Ngươi đã tự tìm đến cái chết như vậy thì đừng trách lão tổ ta lòng dạ độc ác. Hắc Mộc lão tổ nhíu mắt lại, sát ý trong lòng càng lúc càng đậm. Sau đó Tiêu Phàm cũng đám người Ô Bằng đi ra bên ngoài. Ra tay ở đây mà hủy hoại sàn đấu giá thì Cổ Thần Phong sẽ tìm bọn họ gây phiền toái mất. Công tử, ta và Vân Hạc sẽ đối phó với chúng.
Kiếm La nói nhỏ bên tai Tiêu Phàm. Các ngươi còn hơi kém hơn một chút, nhưng có người đối phó với chúng rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ẩn ý. Có người đối phó với bọn chúng, Kiếm La và Khinh Sở Cuồng không hiểu, lẽ nào còn có người muốn giúp bọn họ sao? Rõ ràng là không thể nào. Khi đến thành Thiên Thương Thần, số người Tiêu Phàm đắc tội rất nhiều còn số người mà hắn kết giao thì lại rất ít, làm gì còn có ai giúp đỡ bọn họ chứ? Tiêu Phàm không để ý, nghênh ngang đi ra ngoài sàn đấu giá, bộ dạng như thể đã tính toán kỹ càng rồi. Khi đám người Tiêu Phàm xuất hiện bên ngoài sàn đấu giá thì Cổ Thần Phong và Cổ Nhược Trần đã đang đánh nhau rồi. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai, gây ra sự chú ý của không ít các tu sĩ xung quanh. Đó chẳng phải là các chủ của Vạn Bảo Các và Nhược Trần công tử hay sao? Sao bọn họ lại đánh nhau vậy? Nghe nói họ là chú cháu, hai chú cháu ruột mà lại muốn đối phương chết sao? Bọn họ đúng là chú cháu ruột. Nhưng ta nghe nói Nhược Trần công tử sắp trở thành các chủ của Vạn Bảo Các, Cổ Thần Phong không vui, nên tự nhiên đánh nhau thôi. Cũng đúng, cái thế giới mà người ăn người này, không biết bao nhiêu gia tộc suy tàn nguyên nhân cũng là do tự những người trong gia tộc tàn sát lẫn nhau hay sao? Đám đông xì xào bàn tán, bọn họ không dám không dè chừng việc nghị luận Cổ Thần Phong và Cổ Nhược Trần, bởi vì bọn họ không phải là những người dễ đắc tội. Tiêu Phàm nhìn trận chiến từ trên cao. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Cổ Thần Phong đã bước một bước vào thiên thần cảnh rồi, chiến thần cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm vốn tưởng hắn có thể quét sạch hết các địch thủ chiến thần cảnh, nhưng xem ra bây giờ đúng là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nếu như không bại lộ thân phận hoặc là mượn nhờ năng lực của tiểu thiên địa thì có lẽ Tiêu Phàm cũng không nắm chắc được điều gì khi đối mặt với Cổ Thần Phong. Tiểu tử, cho ngươi một sự lựa chọn. Một là tự mình tự sát hoặc là để lão tổ ra tay. Giọng nói của Hắc Mộc lão tổ vang lên đầy huênh hoang, cứ nghĩ đến điều kiện mà Cổ Thần Phong đưa ra là hắn lại cảm thấy kích động đến điên cuồng. Lão già, người muốn chết à? Kiếm La nhìn Hắc Mộc lão tổ đầy tức giận, nếu không phải Tiêu Phàm ngăn lại thì có lẽ hắn đã xông lên rồi. Ngược lại, Tiêu Phàm không hề tức giận, hắn cười tủm tỉm, nhìn Hắc Mộc lão tổ nói, Hắc Mộc, Ô Bằng. Ta cũng có sự lựa chọn dành cho các ngươi, một là thần phục theo ta, hay là chết. Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ nghe thấy vậy thì hai con mắt như muốn lồi ra, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Kia hình như là Hắc Mộc lão tổ của Hắc Thiên Sơn và Ô Bằng lão tổ của Cổ Yêu Sơn Mạch, tên tiêu tử đó lại dám nói với hai vị lão tổ như vậy sao? Không ít ánh mắt bị gây chú ý bởi cuộc đối thoại giữa Tiêu Phàm và đám người Hắc Mộc lão tổ. Nhất là khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Phàm không ít người cảm thấy giật mình. Tên nhóc này đúng là điên cuồng, dám nói chuyện như vậy với hai vị lão tổ. Tiểu tử, bản tổ biết thực lực của ngươi rất khá, lúc đó có thể đánh bại được Thanh Vân, nhưng bản tổ muốn giết người thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Ô Bằng lão tổ cười nhạo, khịt mũi tỏ ra khinh thường Tiêu Phàm. Bọn chúng rong ruổi khắp thiên địa lao ngục cả mấy ngàn năm, đã gặp qua vô số đối thủ và sự nguy hiểm. Vậy mà bọn chúng vẫn sống sót nên đây đều là những người tồn tại vang danh hiển hách cả. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai dám nói chuyện với bọn chúng như vậy cả. Tiêu Phàm lắc đầu hững hờ. Thực lực của hắn bây giờ đã được nâng lên rất nhiều so với hồi chiến đấu với Thanh Vân lão tổ, thậm chí chỉ còn cách cửu biến chiến thần một bước nữa thôi. Lúc đó nếu như liều mạng giữ lại Thanh Vân lão tổ còn được huống hồ là hiện tại. Cổ Thần Phong hứa với các ngươi. Để các người rời khỏi giới này phải không? Tiêu Phàm đột nhiên đổi chủ đề. Sao, giờ biết nên sợ rồi à? Hắc Mộc lão tổ cười điên cuồng, nhưng trong lòng thì hơi trùng xuống. Không, ta chỉ muốn nói cho các người biết rằng, yêu cầu của các người ta cũng có thể làm được. Tiêu Phàm lắc đầu, cười đầy ý vị. Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ nghe vậy, con người có chút co rụt lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt lần nữa nhìn Tiêu Phàm. Tựa như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm. Rời khỏi giới này, trong ấn tượng của hai người, có vẻ như chỉ có Cổ Gia và Tu La Vương tộc có thể làm được. Mà Tiêu Phàm rõ ràng không phải người Cổ Gia, khả năng duy nhất chính là, hắn là vương tộc của Tu La Sơn. Trong lúc nhất thời, Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ cũng không biết làm sao, nếu thật sự giết người của Tu La Vương tộc, dù là Cổ Thần Phong cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng nếu như Tiêu Phàm đang lừa bọn họ thì sao? Đến lúc đó không giết chết Tiêu Phàm,
cơ hội để hai người bọn họ rời khỏi thiên địa lao ngục sẽ hóa thành bọt biển rồi. Hắn đang gạt các ngươi, chẳng lẽ cũng nghe không hiểu sao? Đương lúc Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ do dự, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mấy người nhìn qua nơi phát ra giọng nói, thì thấy một thanh niên mặc áo bào đen chậm rãi đi tới, bước đi trên không, xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Lãnh Đồng, lông mày Hắc Mộc lão tổ nhíu lại, có vẻ hắn biết thân phận của Lãnh Đồng. Tiêu Phàm nhíu mày, Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ hiểu lầm hắn là người của Tu La Sơn, chỉ cần để cho hai người tin mình là người của Tu La Sơn, chắc có thể khiến hai người này thần phục mình, không nghĩ đến Lãnh Đồng lại làm hỏng kế hoạch của mình. Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ nhất định sẽ tin Lãnh Đồng hơn, dù sao Lãnh Đồng mới là người thừa kế thật sự của Tu La Sơn. Đương nhiên, Tiêu Phàm không phải là không giả mạo thân phận người thừa kế của Tu La Sơn được, mà là hiện tại hắn không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu để cho Tiếu Thương Sinh hiểu lầm mình là người của Tu La Sơn, sẽ đề phòng mình ngay, vậy sao có thể gặp mình nữa? Trong lòng Tiêu Phàm đã làm một quyết định, tạm thời mà nói, chỉ có thể từ bỏ Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ thôi. Thực lực của hai người này, mặc dù mạnh hơn chiến thiên hạ, giết bọn hắn, thật sự là đáng tiếc. Nhưng đây là kết quả cuối cùng, không thể làm gì được. Tiểu tử, ngươi dám gạt chúng ta? Ô Bằng lão tổ giận tím mặt, chút nữa là hắn đã tin Tiêu Phàm. Nếu như phản bội Cổ Thần Phong, bọn hắn biết rất rõ hậu quả của mình. Lừa các ngươi, Tiêu Phàm khịt mũi, lắc đầu coi thường. Dù ta lừa các ngươi, vậy Cổ Thần Phong cũng phải có thể sống sót trong tay của Cổ Nhược Trần chứ. Hắn mà chết, chẳng lẽ làm ma đưa các ngươi ra khỏi giới này sao? Ngươi, Ô Bằng lão tổ phẫn nộ, nhưng không thể phản bác được. Đúng vậy, hiện tại Cổ Thần Phong và Cổ Nhược Trần đánh nhau, thắng bại của bọn họ mới là mấu chốt quyết định tương lai của hai người. Dù chúng ta có đánh sống đánh chết ở đây, cuối cùng nếu Cổ Thần Phong thất bại, vậy dù thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Lãnh Đồng thấy Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Mộc lão tổ không còn dự định tiếp tục đối phó với Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh như băng phóng ra sát ý. Nói, nếu Cổ Thần Phong xảy ra chuyện gì, lời hứa của hắn, bản công tử thay hắn thực hiện. Thật không, ánh mắt hai người Hắc Mộc lão tổ cùng sáng lên. Lãnh Đồng là người thừa kế Tu La Sơn, nếu hắn muốn đưa hai người rời khỏi đây, so với Cổ Thần Phong, thì cơ hội còn lớn hơn nhiều. Dù sao, Cổ Thần Phong đã không được gia tộc mình chào đón, dù hắn giết chết Cổ Nhược Trần, cũng chưa chắc có thể đưa hai người bọn họ ra khỏi giới này. Nhưng nếu như có thể dựa vào cây đại thụ như Lãnh Đồng, hy vọng của hai người rời khỏi giới này sẽ lớn hơn nhiều. Bản công tử sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải hoàn thành hết nhiệm vụ mà Cổ Thần Phong giao. Ngữ khí Lãnh Đồng lạnh như băng nói. Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ bỗng nhìn về nhóm của Tiêu Phàm, không che giấu sát cơ, để lộ hết ra ngoài. Cổ Thần Phong giao cho bọn hắn nhiệm vụ không phải là giết chết bọn Tiêu Phàm sao? Quanh đi quẩn lại, kết quả là, nếu bọn hắn muốn rời khỏi giới này, việc phải làm là giết chết bọn Tiêu Phàm. Kiếm La cùng Vân Hạc thấy thế, lách mình đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, khí thế của chiến thần cảnh đỉnh phong lộ ra rõ rệt. Nhưng Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt, híp hai mắt nhìn Lãnh Đồng, trong mắt phát ra hai tia sáng, sao hắn không biết, Lãnh Đồng muốn báo thù mình chứ. Nhưng hắn đã quá tự cao, tưởng bọn Hắc Mộc lão tổ có thể giết chết Tiêu Phàm sao. Tiểu tử, hôm nay xem ra ngươi nhất định phải chết. Ô Bằng lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Hắc Mộc lão tổ, hai người như con sói đói đánh tới. Giết, Kiếm La gầm thét một tiếng, rút kiếm chuẩn bị xông tới, nhưng lúc này, ở nơi xa, hai luồng khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn tới, trong nháy mắt đã ngăn lại bọn hắn. Trong nháy mắt, cuồng phong cực bạo cùng hỏa diễm cực nóng bao phủ cả hư không. Công kích của Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Mộc lão tổ va chạm vào nhau, khuôn viên xung quanh vài dặm bạo loạn hẳn lên. Kiếm La cùng Vân Hạc kinh ngạc nhìn lên không trung, hai người mới biết được, sự chênh lệch giữa mình cùng bọn Hắc Mộc lão tổ. Đều là chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực cách nhau quá lớn, bọn hắn đối với sự lĩnh ngộ của áo nghĩa, vẫn chỉ mới dừng lại ở chỗ lĩnh ngộ mà thôi. Mà bọn Hắc Mộc lão tổ... đối với việc vận dụng áo nghĩa đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cuồng phong cùng hỏa diễm chậm rãi lắng xuống, trên không trung, lần nữa lộ ra hai thân ảnh, là một lão giả mặc áo xanh và một lão giả mặc áo choàng đỏ,
nhiều người liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của bọn họ. Thanh Phong, Xích Vân, các ngươi chúng thiên ô hỏa độc, vậy mà không chết. Ô Bằng lão tổ hét lớn, trong mắt lộ vẻ khó tin, chúng ta mạng lớn mà thôi. Còn người Thanh Phong lão tổ lạnh băng, cơ hồ hận thấu xương Ô Bằng lão tổ. Tên hỗn xược Huyền Thương đâu? Xích Vân lão tổ cũng rất tức giận, họ bị bọn hắn đánh lén, chúng thiên ô hỏa độc của Ô Bằng lão tổ, nếu như không phải Tiêu Phàm cứu bọn hắn, không chừng bây giờ đã chết rồi. Xích Vân tiền bối, Huyền Thương đã đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Nơi xa Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Chết rồi, vẻ phẫn nộ của lão tổ Xích Vân biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, hắn biết rõ thực lực của bọn Huyền Thương lão tổ, trong thiên hạ, người có thể giết chết bọn chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bị Ô Bằng và Hắc Mộc hai người đánh lén mà chết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ô Bằng, Hắc Mộc, các ngươi lại chó cắn chó sao? Lão tổ Xích Vân không thể tin, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha, chết tốt lắm, Hắc Mộc, bây giờ đến lượt các ngươi. Giết, Thanh Phong lão tổ không nói nhiều với bọn hắn, sự đau khổ lúc đấy hắn khắc ghi trong lòng, nhìn thấy Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Mộc lão tổ, hắn đã muốn ăn thịt, uống máu bọn hắn. Xích Vân lão tổ cũng không chút do dự, như diều gặp gió, cùng Thanh Phong lão tổ nhào đến đối diện hai người. Mấy người kiếm la rốt cuộc cũng biết, vì sao Tiêu Phàm nói không cần tự mình ra tay, thì ra hắn đã sớm biết Thanh Vân lão tổ và Xích Vân lão tổ sẽ đến. Sắc mặt Lãnh Đồng trầm xuống, vốn là hắn muốn mượn tay Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ giết chết Tiêu Phàm, không nghĩ đến nửa đường lại xuất hiện hai người này. Thấy nụ cười của Tiêu Phàm, sát ý của Lãnh Đồng hiện ra ngay, thậm chí ngưng tụ thành kiếm khí thật sự. Sau đó, Lãnh Đồng duỗi bước, từng bước một bước đến chỗ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức lạnh lùng trên thân Lãnh Đồng, chậm rãi quay đầu nhìn, mỉm cười nhìn Lãnh Đồng nói, thế nào, lại chuẩn bị đưa thần thạch cho ta sao? Đưa thần thạch, nghe thấy thế, thần sắc Lãnh Đồng càng thêm lạnh băng, sát khí phát ra càng đáng sợ. Hy vọng một lát ngươi vẫn có thể mạnh miệng, Lãnh Đồng lạnh lùng nói, bước chân không hề dừng lại. Cùng lúc đó, con người băng lạnh vô tình của hắn đột nhiên phát ra một vệt sáng màu đỏ, đỏ của yêu diễm, đỏ của khát máu. Kiếm La và Vân Hạc thấy thế, hai người không chút do dự tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Đồng. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, đột nhiên cảm thấy, lực huyết mạch Tu La trong thân thể chấn động một cái, vội vàng áp chế ngay. Nếu để Lãnh Đồng phát hiện, thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Nhìn con ngươi Lãnh Đồng, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy có chút bất an. Giống như bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn chòng chọc, thân thể có chút không động đậy được. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, nhưng, Kiếm La cùng Vân Hạc như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục tiến lên, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Nhìn kỹ, thân thể Kiếm La và Vân Hạc đang khẽ run lên, như gặp chuyện gì đáng sợ. Cút, đột nhiên, Lãnh Đồng sát khí nặng nề phun ra một chữ, thân thể Kiếm La và Vân Hạc giống như bị một ngọn núi đánh trúng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra xa. Hai người như con diều đứt dây, mất đi khống chế đối với cơ thể. Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy họ, nhưng vẫn bị một luồng sức mạnh tác động lên thân hai người. Hai người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo ngược. Như thế bay ngược ra mấy chục trượng, bốn người mới ngừng lại, nhưng trong lòng bọn hắn đều vô cùng sợ hãi, Kiếm La cùng Vân Hạc thậm chí sợ hãi ra mặt. Tiêu Phàm nhìn qua hai người một chút, phát hiện sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi hột trên trán lớn như hạt đậu lăn xuống, cả người mất hồn. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, trong lòng mọi người chấn động một cái, không ít người nhìn con ngươi Lãnh Đồng, sâu trong nội tâm dâng lên một luồng sợ hãi. Mọi người thực sự không thể tưởng tượng, tại sao con người lại sở hữu đôi mắt đáng sợ như vậy. Công tử cẩn thận, ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Kiếm La dùng chút sức lực cuối cùng của thân thể nhắc nhở Tiêu Phàm, sau đó thân thể mềm nhũn, không chịu đựng được nữa. Con mắt, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng nghi ngờ, hắn nhớ Cổ Nhược Trần nói qua, thực lực của Lãnh Đồng không phải đáng sợ nhất trong những người thừa kế của núi Tu La. Nhưng, ánh mắt của hắn, ngay cả người thừa kế đầu tiên thần vô tâm cũng không sánh bằng, bây giờ xem ra, chuyện đúng là như thế rồi. Tu La Sơn thần nhãn thật là lợi hại. Con người Tiêu Phàm hơi nheo lại, lần nữa quay đầu nhìn Lãnh Đồng,
lại phát hiện con ngươi Lãnh Đồng đã biến thành màu đỏ ngầu. Và lại, phía sau Lãnh Đồng xuất hiện một ma ảnh to lớn, ma ảnh kia Tiêu Phàm rất quen thuộc, chính là ma ảnh Tu La. Bản thân hắn có thể cho hiện lên ma ảnh Tu La ra ngoài, nhưng Lãnh Đồng thì khác, hắn muốn ai thấy thì chỉ có người đó thấy. Tiêu Điện Chủ, cẩn thận đồng thuật của Lãnh Đồng. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai Tiêu Phàm. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác, chính là Tiếu Thiên Tà. Lúc này, ở phía xa, Tiếu Thiên Tà đang đứng đấy lẳng lặng quan sát trận chiến này, cũng chỉ có hắn mới biết được thân phận thật sự của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không quay đầu lại, ngược lại chăm chú nhìn Lãnh Đồng, Tu La thần nhãn, bản thân hắn cũng có, nhưng thật sự không làm được đến bước này như Lãnh Đồng. Chỉ với đồng thuật đã có thể uy hiếp Kiếm La cùng Vân Hạc hai đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, khiến họ không có chút phản kháng, điều này, đoán chừng là trong cùng thế hệ, không ai có thể vượt qua Lãnh Đồng. Và lại, Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của Lãnh Đồng, điều này cũng chứng minh được sự cường đại của Lãnh Đồng. Nhưng, chỉ dựa vào ma ảnh Tu La mà đã muốn dọa Tiêu Phàm, đó là điều không thể. Đừng nói bản thân Tiêu Phàm cũng có ma ảnh Tu La. Cho dù không có, tâm tính và linh hồn lực của hắn, cũng không sợ ma ảnh Tu La. Mấy phút sau, Lãnh Đồng chỉ cách Tiêu Phàm khoảng 20-30 trượng, ma ảnh Tu La kia cao trên trăm trượng uy hiếp càng ngày càng lớn cho Tiêu Phàm. Một luồng lực trùng kích mãnh liệt khó hình dung được, không ngừng đánh thẳng vào thần cung của hắn. Đại khái, Tiêu Phàm đã hiểu được sức mạnh đồng thuật của Lãnh Đồng, thì ra là một loại linh hồn công kích, trong sự uy áp mạnh mẽ của linh hồn này. Người bình thường thật sự không phải là đối thủ. Chết, thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, Lãnh Đồng tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ, trong nháy mắt, một đạo kiếm giận dữ chém vào Tiêu Phàm. Công tử cẩn thận, xa xa Võ Nhược Phong kêu to, nhưng Tiêu Phàm vẫn không nhúc nhích, như người mất hồn. Lúc nhát kiếm chém tới gần Tiêu Phàm đột nhiên động đậy, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đúng lúc tránh được nhát kiếm này. Không ít người đổ mồ hôi lạnh vì Tiêu Phàm, nhất là những người biết thân phận Lãnh Đồng, bọn hắn cho rằng Tiêu Phàm nhất định chết, không nghĩ rằng Tiêu Phàm đã thành công tránh được. Có vẻ như đồng thuật cũng không có gì đáng sợ, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói, có lẽ, đây chưa phải thực lực đồng thuật thực sự của hắn. Nếu đồng thuật của Lãnh Đồng chỉ có sức mạnh ít như vậy, Tiêu Phàm đúng là không cần phải e ngại, thậm chí cũng có thể giết hắn. Nhưng đồng thuật đã có thể làm cho Cổ Nhược Trần cùng Tiếu Thiên Tà đều đối đãi trịnh trọng, chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Chỉ là Tiêu Phàm đang nghĩ, đồng thuật của Lãnh Đồng có thể thi triển thành lực nghiệp hỏa không? Vậy mà tránh được, Lãnh Đồng có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, thậm chí có chút khát máu, khinh thường nói, sức mạnh linh hồn của thần dược sư quả nhiên không tệ, đáng tiếc. Giọng nói vừa dứt, con người đỏ ngầu của Lãnh Đồng đột nhiên hiện ra một điểm đen. Điểm đen như một vòng xoáy quỷ dị, ngay cả tia sáng cũng có thể hút vào. Địa ngục Tu La, trong lòng Lãnh Đồng quát nhẹ, ma ảnh Tu La phía sau hắn biến hóa, hóa thành một mảng trời màu đen bao phủ bốn phía, Tiêu Phàm muốn trốn, nhưng cảm thấy thân thể không chịu sự sai khiến. Một thoáng, đột nhiên điểm đen trong con ngươi màu đỏ bắn ra, hóa thành hai vầng khuyết to lớn màu đen, hòa thành một thể với bốn phía tối đen. Tiêu Phàm cảm nhận được hai luồng sức mạnh sắc bén đang bao phủ hắn, nếu như bị hai luồng sức mạnh này quét trúng, cho dù là hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy mà không phải là huyễn cảnh, lông mày Tiêu Phàm trao lại, từng suy nghĩ lướt qua trong đầu, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng di chuyển, tránh né sự chém giết của hai luồng sức mạnh. Dù hắn đã đoán được sức mạnh mắt Tu La của Lãnh Đồng không chỉ như vừa rồi, nhưng cũng không nghĩ tới mắt Tu La lại mạnh đến vậy. Dung hợp công kích vật lý cùng linh hồn công kích thành một thể, dù là thần tu hay là thể tu, cũng không thể chịu nổi dưới một kích của hắn. Sức mạnh của đồng thuật là siêu việt chiến thần cảnh, vượt cả lực áo nghĩa, tránh là điều không thể. Nhưng lấy thân thể cố chịu đựng, vậy khẳng định không chịu đựng nổi. Lát sau, một ý nghĩ hiện ra trong đầu Tiêu Phàm, nếu đã là sức mạnh của siêu việt chiến thần cảnh, vậy dùng sức mạnh siêu việt của chiến thần cảnh để cản lại, chắc không có vấn đề. Ngự, trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, đầu ngón tay hiện ra một vòng xoáy nhỏ thuận theo chiều kim đồng hồ. Vòng xoáy nhỏ từ từ lớn lên, bao phủ xung quanh Tiêu Phàm, một khắc sau, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc xảy ra,
lúc hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm với vòng xoáy màu đen, không ngờ tất cả lại bị vòng xoay bào mòn. Không chỉ như vậy, còn nuốt chửng luôn luồng sức mạnh kia, rồi chuyển hóa thành một luồng sức mạnh kỳ lạ thâm nhập vào cơ thể hắn, sau đó dọc theo kinh mạch của mình hội tụ tại đôi mắt. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt của hắn cảm thấy nhói đau, con người cũng chậm chậm biến thành màu máu. Chẳng lẽ, con người Tiêu Phàm có chút co rụt lại, trong nháy mắt một ý nghĩ hiện lên trong đầu, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói, nếu thật là như vậy, vậy ta phải cảm tạ lãnh đồng rồi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, cho tới nay, tu la thần nhãn của hắn có chút khác biệt với tu la thần nhãn của các thế hệ tu la điện chủ đã tu luyện. Các thế hệ tu la điện chủ tu luyện đều là đôi sát lục chi nhãn, tu la thần nhãn mở ra, tất nhiên đều là chết chóc, máu chảy thành sông. Nhưng tu la thần nhãn mà Tiêu Phàm lĩnh ngộ lại là sự ngưng tụ nghiệp hỏa của tu la luyện ngục, dẫn đến Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển sức mạnh của tu la thần nhãn. Dù sao, trên đời này có thể không nhìn thấy nghiệp hỏa, dường như cũng không tồn tại ai có thể điều khiển nghiệp hỏa, sợ rằng ngay cả thiên thần cũng tuyệt đối không thể làm được. Nhưng khi ở chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm đã có thể điều khiển sức mạnh của nghiệp hỏa, nếu để cho người khác biết, vậy sẽ khiến người ta kinh sợ. Từng ấy năm tới nay, Tiêu Phàm đều cho là mình xảy ra vấn đề trong lúc tu luyện tu la thần nhãn, nhưng hôm nay, Tiêu Phàm phát hiện mình đã sai. Không phải là hắn tu luyện xảy ra vấn đề, mà là ngẫu nhiên, hắn đã thức tỉnh một loại thần thông đặc thù khi bản thân tự tu luyện tu la thần nhãn, cho đến lúc này, vẫn không lĩnh ngộ được sức mạnh của sát lục chi nhãn. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm thấy được hy vọng, kia là sức mạnh đồng thuật của tu la thần nhãn của lãnh đồng, không ngờ lại có thể kích thích sức mạnh đôi mắt của hắn. Tiêu Phàm đã có thể cảm giác rõ được, tu la thần nhãn của mình, có vẻ như lại muốn mở ra một loại sức mạnh đồng thuật khác, là cái gì, thì Tiêu Phàm cũng không rõ. Quá trình này, cần thời gian từ từ để thức tỉnh, nhưng trong lòng Tiêu Phàm đã có thêm tia hy vọng. Lãnh đồng không hổ danh là có đồng thuật lợi hại nhất trong những người thừa kế của Tu La Sơn. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, nếu như đồng thuật này không làm ta bị thương, vậy cũng không hợp lý. Nghĩ đến điều này, khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, kiếm khí quanh thân gào thét, cắt rách áo choàng, thậm chí còn chảy ra vài vết máu. Nếu muốn diễn kịch, vậy phải diễn thật một chút. Nếu như mình mà không bị một chút gì dưới đồng thuật của lãnh đồng, vậy đoán chừng sẽ có nhiều người đề phòng mình, thậm chí lần tiếp theo đến Tu La Sơn để tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương, cũng có thể bị để ý đặc biệt. Đây không phải điều mà Tiêu Phàm muốn thấy, có thể phát tài trong âm thầm mới là đạo lý quyết định. Tiêu Phàm tiếp tục hấp thụ sức mạnh giết mình từ bốn phía, một bên chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Lãnh đồng đứng sừng sững trong hư không, lạnh lùng nhìn thế giới màu đen trước mắt, vẻ hờ hững lộ ra trên mặt. Trong mắt hắn Tiêu Phàm đã như là một người chết. Ánh mắt của hắn đã khôi phục màu đen, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệch, hiển nhiên, vừa mới thi triển tu la thần nhãn, hắn đã bị tiêu hao không ít. Sát chiêu mạnh thế này, đừng nói là một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, dù là một đám, cũng chưa chắc ngăn cản được. Công tử, Kiếm La ra sức gào thét, trên mặt đều là vẻ lo lắng, hắn đã khôi phục huyết khí, nhưng thân thể vẫn còn chút suy yếu. Thần sắc của Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc cũng rất khó coi, nếu là lúc trước, bọn hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn đã hiểu rất rõ con người Tiêu Phàm không đáng ghét như bọn hắn nghĩ. Thanh danh của các thế hệ Tu La Điện Chủ, đều do Chiến Thần Điện làm vấy bẩn. Công tử sẽ không chết, Võ Nhược Phong cắn răng nói, Tiêu Phàm đã thi triển chủng ma thuật đối với hắn, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn cũng sẽ chết. Không phải là Võ Nhược Phong sợ chết, mà thực tình là hắn không hy vọng Tiêu Phàm chết. Sở Khinh Cuồng nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu vào lòng bàn tay, tràn ra một tia máu tươi, thực lực của hắn đương nhiên mạnh hơn những tu sĩ cùng cấp. Nhưng trước mặt một người tuyệt thế như lãnh đồng, vẫn có chút không bằng, dù là cùng cảnh giới, hắn cũng không phải là đối thủ của lãnh đồng. Ngay cả với thực lực cực kỳ biến thái của Tiêu Phàm cũng bị hãm sâu trong đó, huống chi là bọn hắn. Các ngươi cũng phải chết, con ngươi lãnh đồng chuyển hướng sang bọn Sở Khinh Cuồng. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, hạ nhân của hắn, lão giả áo xám đã hiểu ý, chân khẽ động, một chưởng đánh về bọn Sở Khinh Cuồng. Võ Nhược Phong, ngươi xem chừng bọn họ. Sở Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng,
xông ra trước tiên, hắn không nắm chắc nếu đối mặt với Lãnh Đồng, nhưng nếu đối phó những người khác, hắn không hề e ngại. Cây kiếm dài trong tay rung động, kiếm khí lượn lờ xung quanh Sở Khinh Cuồng, như điệu nhảy phủ cả bầu trời, tràn ngập cả không gian, kiếm khí vừa nhiều vừa đầy, giống như hàng vạn cây kiếm cùng nhau phát ra, tập trung vào lão giả áo xám. Thần sắc Lãnh Đồng bình tĩnh, đầy tự tin với lão giả áo xám, cũng không quan tâm đến trận đấu bên kia lắm. Hiện tại, hắn chỉ muốn thấy Tiêu Phàm chết ở trước mắt, để tên tiểu tử đã dám lừa gạt thần thạch của mình phải lãnh hậu quả xứng đáng. Thời gian từ từ trôi qua, màn đen to lớn trong hư không từ từ thu nhỏ, như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chủ nhân của các ngươi đã chết rồi, các ngươi sống còn ý nghĩa gì? Lát giết ngươi sau, lão hủ hãy giết bọn hắn trước. Lão giả áo xám khẽ cười nhìn Sở Khinh Cuồng, sau đó lách mình phóng qua chỗ bọn kiếm la. Thực lực của lão giả áo xám cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, là do chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Sở Khinh Cuồng toàn lực ứng phó, thì miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ được, thậm chí còn có thể kiềm chế lão giả. Chỉ là muốn bảo vệ bọn kiếm la, thật sự không dễ dàng, dù sao bảo vệ người và giết người có độ khó khác nhau. Dừng tay, Sở Khinh Cuồng thấy lão giả áo xám phóng tới chỗ bọn kiếm la, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng mà về phương diện tốc độ thì lão giả áo xám không kém gì, mà Sở Khinh Cuồng còn rất bị động, không để ý đã bị lão giả áo xám lách qua khe hở. Lão giả áo xám khinh thường nhìn Sở Khinh Cuồng, kiếm nhắm vào kiếm la, hung hăng đâm xuống. Phụt phụt, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng vang, máu bắn tung tóe, kế tiếp là cánh tay đang nắm trường kiếm bay lên, hai mắt tất cả mọi người trừng lớn. Lúc nãy giống như có một đạo kiếm quang hiện lên, nhanh quá. Đám người kêu lên sợ hãi. Vừa rồi nhiều người chỉ thấy một vệt kiếm sáng hiện lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng không bắt giữ được. Ai, một tiếng già nua giận dữ giống lên, thấy lão giả áo xám nắm lấy cánh tay nhìn xung quanh, vừa rồi cánh tay bị chém đứt, chính là của hắn. Ngươi đang tìm ta sao? Lúc này, giọng nói hững hờ vang lên. Cùng lúc đó, trong mắt lão giả áo xám lóe lên một đạo hàn quang, sau đó đâm vào bộ ngực của hắn, khi hắn trấn tĩnh lại, một thân người chật vật đứng trước mặt hắn, đó là một thanh niên mặc áo choàng đen đã bị vấy máu tươi. Kiếm Hồng Trần, vậy mà hắn không chết, trong lòng mọi người bỗng nhiên run rẩy, đấy là đồng thuật trong truyền thuyết mà, hơn nữa còn là đồng thuật của người thừa kế Tu La Sơn, vậy mà hắn có thể sống sót. Hiển nhiên, thanh niên áo choàng đen không phải ai khác. Chính là Tiêu Phàm. Lúc mấu chốt, hắn đã ra tay cứu mạng bọn kiếm la, mặc dù hắn bị lực sát phạt của đồng thuật bao phủ, nhưng Tiêu Phàm vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài. Vậy mà ngươi không chết, trên mặt Lãnh Đồng lộ ra vẻ khó tin, đồng thuật của mình, thậm chí không thể giết chết một thần dược sư sao? Thần dược sư vốn không giỏi về chiến đấu, cùng lắm cũng chỉ có linh hồn lực hơi cường đại mà thôi, nhưng vừa rồi đồng thuật của hắn đã ẩn chứa cả sự công kích vật lý và công kích linh hồn mà. Mắt ngươi không mù, ta không phải vẫn còn sống tốt sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn Lãnh Đồng. Nếu như hắn không phải cố ý làm dáng một chút cho Lãnh Đồng thấy, ra vẻ yếu đuối, chứ lực sát phạt từ đồng thuật của Lãnh Đồng đồng, chưa chắc có thể chạm đến hắn. Thả hắn ra, thần sắc Lãnh Đồng vô cùng lạnh lùng, bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm màu máu, lộ ra sự sắc bén vô cùng. Ngươi tính là cái gì, ở trước mặt ta dám khoa tay múa chân? Tiêu Phàm khinh thường đáp lại, đột nhiên trường kiếm trong tay của hắn rung động, kiếm khí đầy trời tỏa ra. Lão giả áo xám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiêu tan khỏi đạo sinh tử, thân thể hóa thành vô số bọt máu bay vụt vào hư không, một trận gió thổi qua, trừ viên thần lực chi tinh, không còn lưu lại gì trong hư không. Đường đường là chiến thần cảnh đỉnh phong. Vậy mà bị Tiêu Phàm giết chết dễ dàng như vậy. Nếu như không phải thấy tận mắt, mọi người chắc chắn không tin, tên này chỉ là một thần dược sư. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy đã đủ yêu nghiệt, hắn còn là một cường giả với chiến lực vô địch. Mặt Lãnh Đồng như băng xương, cực kỳ khó coi, lão bộc của hắn lại bị người ta giết chết như thế, hơn nữa còn trong tình huống hắn đang ngăn chặn Tiêu Phàm. Thân là một trong những người thừa kế Tu La Sơn. Đương nhiên không ai sánh được với thiên phú và ngạo khí của Lãnh Đồng, mạng của lão bộc hắn không quan tâm,
nhưng hắn quan tâm đến thanh danh của mình. Trước mặt nhiều người như vậy, tên tiểu tử này lại giết lão bộc của hắn, có khác nào hung hăng tát hắn một cái. Ngươi đáng chết, lần nữa Lãnh Đồng xuất hiện, đi qua chỗ Tiêu Phàm, sát khí quanh người hắn tỏa ra hóa thành vật chất giống như cây kiếm băng xương, đâm vào hư không phát ra những âm thanh bén nhọn. Tiêu Phàm ném cây kiếm dài bình thường trong tay, bàn tay mở ra, bỗng nhiên lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu đen, cái đỉnh nhỏ phun ra sương mù, lộ ra một luồng khí tức huyền diệu. Càn Không Định Thiên Đỉnh, Lãnh Đồng cực kỳ khinh thường, cặp mắt của hắn lần nữa chuyển thành màu máu. Lần này, Tiêu Phàm quỷ dị phát hiện, con người của hắn xuất hiện từng đường vân tràn ra tu la thần nhãn, hóa thành thần văn đáng sợ giao sát với hư không. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, vừa rồi hắn cho là đồng thuật của Lãnh Đồng đã đến cực hạn, không ngờ hắn còn chiêu sát thương đáng sợ như vậy. Cảm nhận được những thần văn kia, trong lòng Tiêu Phàm có chút run sợ, cả hắn cũng không thể không thừa nhận, tên Lãnh Đồng này, thiên phú để tu luyện đồng thuật thật sự quá biến thái. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn vậy không lùi nửa bước, áo choàng đen rách nát bay trong gió, tư thế như thể sẽ đánh cược sống chết một phen. Cùng lúc này, truyền ra một tiếng nổ vang, nhìn thấy ở nơi chân trời, một vệt sáng bắn nhanh xuống, giống như một viên thiên thạch đang giáng xuống, vừa lúc rơi ngay giữa Tiêu Phàm cùng Lãnh Đồng. Lãnh Đồng vẫn không dừng bước, con người đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, như một bộ dạng không thể bỏ qua việc giết Tiêu Phàm. Phù. Cùng lúc này, một thân ảnh áo trắng hiện ra, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm không xa, nhàn nhạt nhìn Lãnh Đồng ở đối diện nói, Lãnh Đồng, bỏ qua việc này đi. Cổ Nhược Trần, tốt nhất ngươi nên tránh ra. Lãnh Đồng hung tợn nhìn Tiêu Phàm, nói với thân ảnh áo trắng kia. Thân ảnh áo trắng đó không phải ai khác, chính là Cổ Nhược Trần, góc áo hắn bị rách một chút, đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác thoát tục. Không cần nghĩ cũng biết. Người vừa mới rơi xuống là ai, chính là Cổ Thần Phong, Cổ Thần Phong giao thủ cùng Cổ Nhược Trần, Cổ Thần Phong đã thất bại. Oanh một tiếng, Cổ Thần Phong va nặng nề lên đường đi, từng tòa cung điện sụp đổ, những khe rãnh lớn nứt ra bốn phía như mạng nhện. Trong nháy mắt, đường phố phồn hoa trở nên bụi bặm mù mịt, cuồn cuộn khói, mọi người muốn nhìn rõ tình hình bên trong cũng không thể. Cổ Nhược Trần không để ý đến sống chết của Cổ Thần Phong. Mà nhàn nhạt nhìn Lãnh Đồng, đứng chắp tay nói, nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục ra tay, vậy đối thủ của ngươi chính là ta. Tiêu Phàm có chút cảm kích nhìn Cổ Nhược Trần, vừa rồi hắn cố ý làm cho bản thân trở nên chật vật, Cổ Nhược Trần còn tưởng rằng mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Lúc này Cổ Nhược Trần đứng ra, thật sự là đã đem lại hy vọng cho mình. Nếu như có thể, đương nhiên Tiêu Phàm không muốn đánh, bởi vì hắn còn phải đối phó với Tiếu Thương Sinh. Nên bây giờ không muốn để lộ thực lực. Lãnh Đồng dừng lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Cổ Nhược Trần, danh tính tam đại công tử của thiên địa lao ngục, không phải là tùy ý gọi như vậy. Vạn bảo các ngươi muốn đối địch với Tu La Sơn, Lãnh Đồng vẫn không có ý định buông tha Tiêu Phàm, lạnh giọng uy hiếp nói. Đương nhiên Vạn bảo các không muốn đối địch với Tu La Sơn, nhưng Kiếm Hồng Trần là khách khanh của Vạn bảo các ta, ngươi nhiều lần ra tay với hắn, thì muốn thế nào? Từ đầu đến cuối, thần sắc của Cổ Nhược Trần luôn bình tĩnh, nói. Ý của hắn rất rõ ràng, dù Vạn Bảo Các không muốn đối địch với Tu La Sơn, nhưng nếu ngươi bắt nạt Vạn Bảo Các, ta cũng không sợ. Lãnh Đồng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không cam lòng, cũng có chút khó chịu, nhưng hắn biết thực lực của Cổ Nhược Trần, chỉ một mình hắn, chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Đột nhiên, Lãnh Đồng phát hiện, mình đến thành Thiên Thương Thần. Nhưng mọi việc đều không thuận, đầu tiên là bị Tiêu Phàm lường gạt hơn trăm vạn viên thần thạch, bây giờ lại lão bộc của hắn lại bị Tiêu Phàm giết. Nếu như hắn có thể nuốt trôi cơn tức này, vậy thì không phải là người thừa kế của Tu La Sơn. Tiểu tử, hy vọng ngươi cả đời ở lại thành Thiên Thương Thần. Lãnh Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị phóng đi. Nhưng mới đi được mấy bước, đã bị Cổ Nhược Trần gọi lại. Nhớ kỹ trong vòng nửa tháng mang 120 vạn thần thạch tới đây, Vạn bảo các cũng không muốn phải tự đến Tu La Sơn một chuyến. Hừ, Lãnh Đồng hừ lạnh một tiếng, không hề có ý định dừng lại. Từ đầu đến cuối, thần sắc của Tiêu Phàm vẫn bình thường, nhưng khi nghe được lời nói này của Cổ Nhược Trần, trong lòng Tiêu Phàm có chút bất ngờ, chẳng lẽ Cổ gia còn thực lực để tranh đấu với Tu La Vương tộc sao? Nếu không,
Sao Cổ Nhược Trần dám nói như thế, mà Lãnh Đồng cũng không hề cãi lại. Kiếm huynh, ngươi không sao chứ? Đợi đến khi không còn thấy Lãnh Đồng nữa, lúc này Cổ Nhược Trần mới quay người hỏi Tiêu Phàm. Đa tạ Cổ huynh quan tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lễ phép trả lời. Mặc dù hắn không sợ Lãnh Đồng, nhưng Cổ Nhược Trần ra tay cứu hắn, điều này đáng để hắn nói lời cảm ơn. Không sao thì tốt rồi. Cổ Nhược Trần nhìn sâu vào Tiêu Phàm, như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm vậy. Lát sau, Cổ Nhược Trần chân đạp hư không, cả người biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa trên con đường lớn trong hầm, hai thuộc hạ trước đó đi theo Cố Nhược Trần đang áp giải Cổ Thần Phong đi lại. Toàn thân Cổ Thần Phong rách dưới, nhiều chỗ lộ cả xương, trận chiến này, hắn thua một cách triệt để. Đứa cháu tốt của ta, không ngờ ngươi đã vượt qua cả nhị thúc. Cổ Thần Phong cười gần nói, nụ cười miễn cưỡng, thậm chí có chút thù hận. Là nhị thúc đã lạc hậu, nên trở về rèn luyện thêm một chút. Thần sắc Cổ Nhược Trần vẫn vậy. Dường như không có chuyện gì trong thiên hạ có thể biến động đến hắn. Nếu như không biết còn tưởng rằng, Cổ Nhược Trần mới là trưởng bối, Cổ Thần Phong là vãn bối. Thắng làm vua thua làm giặc, Cổ Thần Phong lạnh lùng nói, mặc cho hai người kia áp lấy, cũng không phản kháng, thật ra là phản kháng không được. Phiền hai vị đưa nhị thúc đi, Cổ Nhược Trần nhìn hai người kia nói. Thất thiếu gia khách sáo rồi, thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Hai người thi lễ với Cổ Nhược Trần, sau đó mang theo Cổ Thần Phong, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu. Tiêu Phàm nhìn theo Cổ Thần Phong rời đi, nhưng trong lòng thì lại trầm tư cái gì đó, hai người Cổ gia đó nhất định là rời khỏi thiên địa lao ngục, nếu đi theo họ thì có thể tìm ra cách rời khỏi giới này không? Lập tức Tiêu Phàm đã phủ định ý nghĩ này, Cổ gia và người Tu La Sơn rời khỏi, chắc có biện pháp đặc thù. Nếu như đi theo đã có thể rời khỏi, đoán chừng đã có người sớm làm như vậy. Thu lại tinh thần, lần nữa Tiêu Phàm nhìn trận chiến trong hư không, nơi đó, Xích Vân Lão Tổ và Thanh Vân Lão Tổ đang đánh nhau với Hắc Mộc Lão Tổ và Ô Bằng Lão Tổ, khó phân thắng bại. Nhưng Tiêu Phàm không định xen vào, dù muốn đối phó với Hắc Mộc Lão Tổ và Ô Bằng Lão Tổ, cũng phải một thời gian sau mới được. Kiếm huynh, tại hạ còn có chuyện phải xử lý, quay về sẽ gặp mặt sau. Cổ Nhược Trần chắp tay với Tiêu Phàm, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Cổ Nhược Trần, trong lòng Tiêu Phàm bỗng hiện lên một suy nghĩ, hắn luôn có cảm giác không nhìn thấu được Cổ Nhược Trần. Có lẽ, Cổ Nhược Trần đã đoán được ta muốn gì? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Cổ Nhược Trần sợ Tiêu Phàm đánh nhau với Lãnh Đồng, sẽ bại lộ hết tất cả thực lực, cho nên mới ra tay, điều này Tiêu Phàm không thể không tán thưởng cách nhìn của Cổ Nhược Trần. Lúc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm phát hiện xung quanh không ít người đang chỉ trỏ vào hắn, cho rằng Tiêu Phàm may mắn, quen biết Cổ Nhược Trần, nếu không vừa rồi chắc chắn đã chết dưới đồng thuật của Lãnh Đồng. Đương nhiên nhiều người vẫn cho rằng thực lực Tiêu Phàm rất mạnh, ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng có thể dễ dàng giết chết, thực lực như vậy đã đủ kinh khủng rồi. Chỉ là tất cả, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn nhìn lên không trung. Ô Bằng, chúng ta đi. Hắc Mộc Lão Tổ thấy Cổ Thần Phong thua trận, Lãnh Đồng bị buộc rời đi, thần sắc càng gấp gáp. Hai người bọn họ đối phó với Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ đã là cực hạn, phía dưới còn có Cổ Nhược Trần cùng Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, điều này khiến lòng bọn hắn như không đáy. Nếu như hai người bị Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần cùng vây đánh, đoán chừng muốn đi cũng khó. Đi, Ô Bằng Lão Tổ gật gật đầu, không chút do dự một trường đẩy lùi Xích Vân Lão Tổ. Hóa thành một con thiên bằng, trong nháy mắt biến mất nơi cuối trời. Ô Bằng Lão Quỷ, trốn thật nhanh. Hắc Mộc Lão Tổ giận mắng, cũng vội lui đi. Thanh Phong Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đuổi theo, nhưng bị Xích Vân Lão Tổ ngăn lại, Thanh Phong Lão Quỷ, bỏ đi. Coi như bọn họ tốt số. Thanh Phong Lão Tổ đằng đằng sát khí nói, không giết chết hai người đó, ngọn lửa giận trong lòng của hắn không thể phát tiết ra được. Thân hình hai người lóe lên. Thân thể đáp xuống, mấy giây sau đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, Xích Vân Lão Tổ cười nói, tiểu huynh đệ dám giết cả người của Tu La Sơn, bội phục. Hắn muốn giết ta, đương nhiên ta không thể chờ hắn đến giết. Tiêu Phàm nhún vai cười nói, một vẻ mặt không liên quan đến mình, sau đó nhìn qua Thanh Phong Lão Tổ nói, Thanh Phong Lão Tổ, chuyện thứ nhất xem như đã thành công hoàn thành. Trước đó Thanh Phong Lão Tổ trúng độc, Tiêu Phàm thay hắn giải độc,
hắn đồng ý thay Tiêu Phàm làm ba việc, vừa rồi ngăn chặn lão tổ Hắc Mộc là chuyện đầu tiên thôi. Chuyện thứ hai, ngươi cần ta làm gì? Thanh Phong lão tổ gật gật đầu, lại hỏi. Chuyện thứ nhất đối với hắn, không phải là chuyện khó gì, hắn đã muốn tìm Hắc Mộc lão tổ và Ô Bằng lão tổ trả thù. Nếu không có chuyện gì, thì tạm thời ở lại thành Thiên Thương Thần đi, có lẽ không lâu sẽ cần ngươi làm chuyện thứ hai. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu huynh đệ, ta cũng ở lại thành Thiên Thương Thần, có chuyện gì có thể gọi ta? Xích Vân lão tổ cũng cởi mở cười nói. Chỉ sợ lúc đó ngươi không tới. Tiêu Phàm cười nói với Xích Vân lão tổ. Sợ, lão hủ sống nhiều năm như vậy, chưa hề biết sợ là gì. Xích Vân lão tổ nói. Tiêu Phàm chỉ cười, trong lòng thầm mắng Xích Vân đúng lão tổ là giỏi khoác lác, đến lúc đó nếu ta nói với ngươi, kêu ngươi đi giết Tiếu Thương Sinh, xem ngươi có sợ hay không, xem ngươi còn dám tới không. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Phàm sẽ không nói cho bọn hắn biết chuyện sẽ giết Tiếu Thương Sinh, nhưng trong lòng hắn có dự cảm, việc này sẽ sớm xảy ra. Mấy người hàn huyên vài câu, rồi Tiêu Phàm dẫn bọn kiếm la rời đi, hắn muốn cảm ngộ một chút những gì lần này đoạt được. Về phần Thiếu Thiên Tà đang trong chỗ tối, tạm thời Tiêu Phàm không đến gần hắn quá, những chuyện này cũng nên tránh né. Dù sao, nếu như giết Tiếu Thương Sinh, Thiếu Thiên Tà rất có thể trở thành thần chủ mới của Thương Sinh Thần Quốc. Nếu như Thiếu Thiên Tà có thể trở thành thần chủ mà thần phục Tu La Điện, thực lực của Tu La Điện khẳng định sẽ xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Trở lại khách điếm, Tiêu Phàm cho mấy người kiếm la cùng Vân Hạc nuốt mấy viên đan dược. Thương thế của hai người đã hồi phục rất nhanh, Tiêu Phàm dặn dò vài câu thì đi vào trong tiểu thiên địa. Giao thủ với lãnh đồng, Tu La thần nhãn của Tiêu Phàm dường như sẽ xảy ra biến hóa lớn, trước đó hấp thụ sức mạnh của thần lực vẫn đang kích thích đôi mắt của hắn, thỉnh thoảng truyền đến một cảm giác khô khốc đau nhói. Đồng thuật không phải tu luyện, mà là thức tỉnh sao? Trong lòng Tiêu Phàm luôn nghi ngờ. Hắn không phải lần một lần hai tu luyện Tu La thần nhãn. Nhưng từ khi lần thứ nhất Tu La thần nhãn được giác tỉnh, hắn đã không thu hoạch thêm được gì. Tiêu Phàm biết rõ sự mạnh mẽ của đồng thuật, nhưng nếu muốn thức tỉnh một đồng thuật mới thì quá là khó khăn, cho đến ngày hôm nay, Tu La thần nhãn đã có một chút thay đổi, điều này khiến lòng Tiêu Phàm có chút vui mừng. Nhưng, ngoại trừ ánh mắt truyền đến cảm giác đau nhói, Tiêu Phàm vẫn không biết phải lợi dụng sức mạnh kỳ lạ này thế nào. Trước tiên đem luyện hóa sức mạnh này đã. Có thể sẽ xảy ra điều bất ngờ. Tiêu Phàm tự nhủ. Sau đó cơ thể vận chuyển nội lực vô tận chiến quyết cấp độ 10, linh hồn lực bao vây luồng sức mạnh thần bí kia bắt đầu luyện hóa, quá trình này rất chậm, Tiêu Phàm rất nghiêm chỉnh cảm thụ luồng sức mạnh kỳ lạ này. Một ngày dòng dã trôi qua, Tiêu Phàm mới triệt để luyện hóa được luồng sức mạnh này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, lãnh đồng đã thi triển sức mạnh đồng thuật gì đối với hắn. Tu La thần bản của lãnh đồng chắc mang thuộc tính tử vong. Tiêu Phàm âm thầm nói. Sức mạnh đồng thuật của lãnh đồng đã vượt qua áo nghĩa, cụ thể là mang sức mạnh tử vong áo nghĩa, chỉ là mạnh hơn rất nhiều so với tử vong áo nghĩa bình thường thôi. Điều khiến Tiêu Phàm thất vọng là, sau khi luyện hóa luồng sức mạnh kia, ánh mắt của mình cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Chẳng lẽ ta đã cảm ứng sai rồi? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực. Rõ ràng hắn cảm nhận được bản thân đã nắm bắt được một luồng sức mạnh kỳ lạ mà. Đúng rồi, thức tỉnh cần cả một quá trình, và lại cần một loại sức mạnh để khiến nó nhức nhối. Trước đây mình không luyện hóa luồng sức mạnh này, đối với đôi mắt mình mà nói, luồng sức mạnh này chính là kẻ địch. Nhưng sau khi ta luyện hóa luồng sức mạnh kỳ lạ này, nó sẽ không còn chủ động kích thích cặp mắt nữa, luồng sức mạnh này tương đương như một chất xúc tác cho việc thức tỉnh. Trong đầu Tiêu Phàm suy nghĩ nhanh. Lát sau, Tiêu Phàm như lại hiểu được điều gì, nếu luồng sức mạnh này kích thích đôi mắt mới có cảm giác như vậy, vậy tự ta khống chế sự kích thích của luồng sức mạnh này thì thế nào? Nói rồi làm ngay, Tiêu Phàm thận trọng khống chế luồng sức mạnh kỳ lạ này thâm nhập vào đôi mắt, quả nhiên trong lòng vương vấn cảm giác kỳ vọng. Ngay sau đó, từ đôi mắt của Tiêu Phàm, một luồng khí tức chết chóc đáng sợ vô cùng lan tràn ra, theo sau đó là một cảm giác nhói đau mãnh liệt. Đau đến nỗi hắn nhe răng trợn mắt. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy cặp mắt của mình tràn ngập lực tử vong, như không nhìn được gì nữa. Trong lúc này, Tiêu Phàm muốn thu hồi luồng sức mạnh kỳ lạ, nhưng hắn lại phát hiện, luồng sức mạnh đang trực tiếp thâm nhập vào đôi mắt. Tiếp tục như thế, cặp mắt của mình sẽ bị mù.
Lần đầu tiên giác ngộ tu la thần nhãn, Tiêu Phàm không sợ bị mù, bởi vì những thế hệ tu la điện chủ đều vậy, nhưng lần này, là lần đầu hắn thử, sợ rằng với tâm tình của Tiêu Phàm, cũng có chút khẩn trương. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển lực sinh cơ xông vào đôi mắt, hòng tách lực tử vong ra. Nhưng, khiến Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi là, lực sinh cơ cũng nhanh chóng dung nhập vào đôi mắt, biến mất không để lại dấu vết, như luồng sinh cơ này, vốn là của đôi mắt. Ngay sau đó, sinh tử luân hồi đồ trong thần cung chủ động xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm, một luồng lực sinh tử huyền diệu thâm nhập vào đôi mắt Tiêu Phàm. Đau, cơn đau không tưởng tượng được, Tiêu Phàm chưa từng cảm thấy đau thế này, cả hắn cũng không chịu nổi, có thể biết được cơn đau này đáng sợ thế nào, đương nhiên, cũng là do đôi mắt là chỗ yếu nhất của con người. Cuối cùng, Tiêu Phàm cũng chịu đựng không nổi, nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhanh chóng đã không còn âm thanh gì. Không ngờ hắn đau đến nỗi ngất đi. Hắn không biết được, cặp mắt của hắn đã xảy ra sự biến hóa kỳ lạ, một con trong đó biến thành màu trắng, chỉ còn con ngươi, con mắt còn lại biến thành màu đen, chỉ có con mắt, quả nhiên là quỷ dị cực kỳ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Khiến hắn vui mừng chính là, thân thể của mình cũng không có khác biệt quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là hắn cảm giác cặp mắt của mình có chút thay đổi. Thật đáng sợ, về sau vẫn là không nên thử dùng ngoại lực để kích thích đồng thuật thức tỉnh. Quá nguy hiểm, Tiêu Phàm thở sâu, bình phục suy nghĩ một chút. Giờ phút này, thỉnh thoảng đôi mắt của hắn vẫn truyền đến cảm giác đau đớn, nghĩ đến hành động trước đó, Tiêu Phàm không khỏi hoảng sợ. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới lấy lại tinh thần. Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Trong quá trình hôn mê, hắn chỉ cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không cảm nhận được những vật khác ở chung quanh. Cũng may, hắn tiến vào trong tiểu thiên địa tu luyện, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện khó tưởng tượng gì nữa. Tiểu Hắc, ra đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, cách hắn không xa, một cái đầu nhỏ nhô ra, sau đó, rất nhanh lại chìm vào trong lòng đất. Rất lâu sau đó, chung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Ta đã nhìn thấy ngươi. Còn không ra, ngươi nên nghĩ đến hậu quả. Tiêu Phàm lại nói, trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp rõ ràng. Phù một tiếng, một bóng đen từ mặt đất xuyên lên. Ngay sau đó, một con rồng nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, con rồng nhỏ này dĩ nhiên chính là Cửu Âm Thần Long. Chỉ là Tiêu Phàm quen gọi nó là Tiểu Hắc mà thôi. Cửu Âm Thần Long vô cùng khó chịu, nhưng cũng không làm gì được Tiêu Phàm. À! Ngươi cũng đã khôi phục lại đến cửu biến chiến thần. Tiêu Phàm ngạc nhiên đánh giá Cửu Âm Thần Long, ánh mắt kia thật khiến Cửu Âm Thần Long run sợ. May mắn thôi. Cửu Âm Thần Long cười ha ha, nó thật sợ Tiêu Phàm luyện hóa nó luôn. Ta không ăn ngươi, có cần sợ ta như vậy không? Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt nhìn tên nhóc con này một chút. Đừng nhìn giọng nó non nớt, nhưng tuyệt đối là loại xấu bụng, hung ác, còn xấu xa hơn cả bọn Thạch Thánh. Sở Phàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại có hơi hoài niệm hai người Thạch Thánh cùng Sở Phàn. Mặc dù bọn hắn thường xuyên gây rắc rối, nhưng thời điểm quan trọng cũng rất đáng tin cậy. Đúng lúc này, tại sâu trong một khu rừng của Chiến Hồn Đại Lục, một thanh niên đi chân đất đột nhiên hắt hơi một cái, mắng thầm tên khốn kia đang mắng ta. Nói không chừng là nhớ ngươi đó, một thạch nhân trên lưng người thanh niên nói. Ai, ta chính là mệnh lẻ loi hưu quạnh. Ai cần ta chứ, vẫn nên tranh thủ thời gian làm xong việc lão già kia giao. Bằng không, chúng ta lại không được yên thân. Thanh niên thở dài, dáng vẻ như đã nếm trải đủ mọi khó khăn trong đời người. Sớm biết vậy, ta nên cùng Tiêu Phàm rời đi, đỡ phải theo ngươi chịu khổ ở nơi này. Mấy năm nay, chúng ta đi hết mấy cổ địa lớn, không biết rốt cuộc lão già kia muốn làm cái gì. Tiểu thạch đầu nhỏ giọng thầm thì. Tiếp tục làm việc. Nói nhiều rồi lại mệt mỏi, người thanh niên lại nói, sau đó giọng nói trở nên trầm xuống. Bên trong tiểu thiên địa, Cửu Âm Thần Long nghe được lời Tiêu Phàm nói, trong lòng không khỏi thầm mắng không ngừng, ngươi không ăn ta, nhưng ngươi một mực chèn ép ta. Sao có thể không sợ ngươi đây? Cũng khó trách Cửu Âm Thần Long nghĩ như vậy, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều không có chuyện tốt lành gì. Lần trước luyện đan đã tiêu hao mấy luồng khí long mạch của nó. Tiêu Phàm cũng lười cùng hắn nói nhảm, lại nói, ngươi dành chút thời giờ,
thay ta sửa sang lại nơi này, ta muốn xây một tòa thành trì, chu vi khoảng vạn dặm là được rồi. Chu vi vạn dặm, cửu âm thần long không khỏi hít một hơi lạnh, lập tức hét lớn, người đây là bóc lột lao động trẻ em, ta không phục. Còn lao động trẻ em gì chứ, người cũng là lão quái vật mấy ngàn tuổi rồi. Tiêu Phàm khinh bỉ nói, lập tức cười ha ha, ngươi chỉ cần thay đổi địa hình núi sông một chút là được, trở về rồi ta tìm người tới giúp ngươi. Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Cửu âm thần long rõ ràng không tin. Bụp, Tiêu Phàm trực tiếp khóc đầu nó, nói, đây là cái giá ngươi phải trả vì hoài nghi ta. Cho ngươi nửa năm, đừng có lười biếng đấy. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm biến mất khỏi tiểu thiên địa. Chỉ có cửu âm thần long buồn bực đứng đó không ngừng giận mắng. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ở trong sân, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La đã đi đến, nói công tử, người rốt cục ra rồi, đã sắp 7 ngày rồi. Có chuyện gì không? Tiêu Phàm duỗi lưng một cái, nói có phải có người mời ta đi làm chút chuyện gì đó không? Công tử, người thật đúng là liệu sự như thần. Kiếm La không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tiêu Phàm, thuận tiện nịnh nọt Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm thiếu chút nữa không nhịn được mà đạp cho hắn một cái. Cười mắng, Kiếm La, ngươi mà cũng học được nịnh hót à, xem ra người đều sẽ thay đổi. Ai cũng sẽ thay đổi, nhưng Kiếm La vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của công tử. Kiếm La cười ha ha mà nói. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Phàm cũng lười cãi cọ với hắn. Kiếm La mỉm cười, lấy thiếp mời ra, còn có một khối lệnh bài màu vàng óng, trên lệnh bài có khắc hai con kim long, bên trên còn viết một chữ lớn, cứng cáp, hữu lực, thần. Tiếu Thương Sinh tìm ta. Tiêu Phàm liếc mắt là nhận ra nguồn gốc của lệnh bài này, có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Tiếu Thương Sinh sẽ tìm hắn, nhưng mà không ngờ sẽ trực tiếp cho hắn một khối thần chủ lệnh bài để đi gặp hắn. Có cái lệnh bài này, tất nhiên sẽ một đường thông thuận. Vâng, 3 ngày trước, Tiếu Thương Sinh phái người đến tìm công tử, muốn mời ngươi, nhưng ngươi không ở đây. Sau đó lại đưa khối kim lệnh này tới. Kiếm La giải thích. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài cùng thiếp mời, nhìn thoáng qua nội dung trên thiếp mời, không khỏi nhíu mày, tự nhủ Tiếu Thương Sinh cũng quá nhiệt tình rồi. Cũng không phải nhiệt tình, ta đã cố ý đi nghe ngóng một chút, nghe nói mấy vị thần dược sư đều có được lệnh bài này. Có thể gặp Tiếu Thương Sinh bất cứ lúc nào. Sở Khinh Cuồng bổ sung một câu. Ồ, Tiêu Phàm lại có chút kinh ngạc. Nếu như không phải đặc biệt đối đãi mình thì tốt, Tiêu Phàm chỉ sợ được Tiếu Thương Sinh đặc biệt đối đãi. Quá nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy khó thích ứng. Đoán chừng là trường sinh đan có chút hiệu quả, cho nên muốn tìm ngươi luyện chế thêm trường sinh đan. Sở Khinh Cuồng cười nói. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm lắc đầu, ngưng trọng nói, ta nghe nói, Tiếu Thương Sinh là người đa nghi bẩm sinh. Trên đời này, hắn chỉ tin tưởng chính mình, sẽ không tin tưởng một viên đan dược, lại càng không cần phải nói đến ta. Dừng một chút. Tiêu Phàm lại nói, huống chi, viên trường sinh đan kia, không quá hiệu quả với Tiếu Thương Sinh, thậm chí sẽ làm bị tổn thương đến linh hồn của hắn. Trường sinh đan kia có độc, mấy người Kiếm La kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, họ còn không biết Tiêu Phàm tới đây là để giết Tiếu Thương Sinh. Nghe được Tiêu Phàm muốn hại Tiếu Thương Sinh, trong lòng tất nhiên không sao bình tĩnh được. Không có độc, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như linh hồn cùng thân xác phù hợp, tất nhiên là có lợi không có hại. Nhưng nếu linh hồn cùng thân xác không phù hợp, trường sinh đan cũng không khác gì độc dược. Vậy sao trước đó công tử còn cố ý để Cổ Nhược Trần tuyên truyền, là ngươi luyện chế ra trường sinh đan? Kiếm La càng thêm kinh ngạc, nếu như Tiếu Thương Sinh biết là công tử luyện chế, tất nhiên sẽ tìm công tử gây sự. Cho nên trên tay của ta mới có tấm thiếp mời này. Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén và ác liệt. Kiếm La mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, sau đó sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc cũng đồng thời lấy lại tinh thần. Võ Nhược Phong còn run giọng nói, công tử, chắc không phải là ngươi đến để giết Tiếu Thương Sinh chứ. Trước đây, khi Tiêu Phàm nói với bọn họ, đi giết thiên thần, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang nói đùa. Không ngờ rằng, Tiêu Phàm thật sự đến giết Tiếu Thương Sinh. Mấy người nuốt nước miệng, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Sợ thì các ngươi cứ đi đi thôi, Sở huynh theo ta đến thần cung một chuyến. Tiêu Phàm ngược lại vô cùng bình thản mà nói, có mục tiêu, hắn liền không sợ hãi. Gương mặt ba người Kiếm La thấp thoáng lo lắng, thật sự là tin tức này quá đáng sợ, giết Tiếu Thương Sinh, người bình thường có thể giết được hắn sao?
Đây chính là thần chủ Thương Sinh Thần Quốc đã tồn tại hơn vạn năm, chủ nhân của thế lực đứng số một số hai trong thiên hạ, chỉ có Tu La Sơn mới có tư cách đối đầu. Loại nhân vật như thần này, chỉ bằng bọn họ, có thể giết chết sao? Mấy người để tay lên ngực tự hỏi, sợ, chắc chắn là có sợ, nhưng sợ thì sẽ rút lui sao? Nếu như cứ sợ thì rút lui, bọn hắn ở thành Thiên Thương Thần gây ra nhiều rắc rối như vậy, e rằng đã sớm cụp đuôi bỏ chạy rồi. Tiêu Phàm vừa đi được mấy bước, Kiếm La liền hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, công tử, ta đi cùng ngươi. Ta cũng đi, Võ Nhược Phong cũng gật đầu. Tiêu Phàm vẫn còn đang khống chế tư tưởng của hắn, Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng không sống nổi. Đương nhiên, Võ Nhược Phong cũng không phải bởi vậy mà đồng ý đi theo Tiêu Phàm. Mà là do từ đó đến nay, từ tận đáy lòng, hắn đã tin tưởng Tiêu Phàm. Tính thêm ta nữa, Vân Hạc cắn răng nói. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng những ngày qua, trải qua quá nhiều chuyện, khiến hắn hiểu được, bất kể là lúc nào, tu sĩ cũng không thể e sợ. Nghe được những lời này, Tiêu Phàm mỉm cười, vỗ vỗ vai Kiếm La nói, các ngươi ở lại đây. Ta sẽ bảo Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cùng ta đến thần cung. Khi nào ta gọi các ngươi hãy đến. Vâng, công tử, mấy người gật gật đầu, chuyện Tiêu Phàm quyết định, bọn hắn đều không thay đổi được. Huống chi bọn hắn cũng biết, vừa rồi bọn hắn đã lộ ra vẻ sợ hãi, lỡ như để lộ ra chân tướng, tất cả mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Tiêu Phàm mang theo Sở Khinh Cuồng rời đi, vừa đi ra lạc viện, hắn liền cảm giác mí mắt của mình nháy liên tục, đã lâu lắm rồi không có xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ chuyến đi này sẽ không thuận lợi? Trong lòng Tiêu Phàm có chút trầm trọng, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Tiêu Phàm cảm thấy hẳn là không có sơ suất gì mới đúng. Đã như vậy, vì sao trong lòng luôn có cảm giác bất an đây? Đến cùng là sơ suất cái gì? Lá thư đó, Tiêu Phàm nhíu mày, cho đến bây giờ, cũng chỉ có lần Vạn Bảo Các mở hội đấu giá là nhận được lá thư đó, khiến Tiêu Phàm có chút bất an. Bởi vì ngoại trừ hắn, Tiếu Thiên Tà cùng Sở Khinh Cuồng ra, dường như còn có người thứ tư biết bọn hắn muốn giết Tiếu Thương Sinh. Cổ Nhược Trần có lẽ cũng đoán được, nhưng hẳn là sẽ không hại mình. Dù sao, giữa Cổ Nhược Trần cùng Tiếu Thương Sinh không có quan hệ lợi ích nào. Khả năng xuất hiện sơ suất duy nhất chính là chủ nhân lá thư này. Tiêu huynh, ngươi thế nào rồi? Sở Khinh Cuồng nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phàm khác thường, lập tức hỏi. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, thử hỏi, Sở huynh, nếu không ngươi ở lại, ta đi vào một mình. Tiêu huynh. Đây không giống với phong cách của ngươi. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Cùng lắm thì chết, 18 năm sau lại là một hảo hán. Sở Khinh Cuồng ngược lại là vô cùng thoải mái, tự tin. Chuẩn xác mà nói, là tin tưởng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu, đành phải kiềm nén phần bất an kia trong lòng. Cũng nhắc nhở bản thân, nếu quả thật có chuyện gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì chạy trước rồi nói. Tốc độ của hai người rất nhanh. Thời gian khoảng một nén nhang đã tới bên ngoài thần cung, lấy lệnh bài Thiếu Thương Sinh đưa cho ra, không có người nào ngăn cản. Thậm chí còn có tướng sĩ dẫn Tiêu Phàm đi vào sâu trong thần cung. Được tướng sĩ dẫn đường, hai người xuyên qua từng dãy hành lang, tiến vào sâu trong thần cung, Sở Khinh Cuồng luôn quan sát bốn phía thật kỹ lưỡng, trong mắt thoáng qua sự đề phòng. Sở huynh, đã tới nơi thì thả lỏng một chút, Tiêu Phàm truyền âm an ủi Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng nhẹ gật đầu, trong lòng ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Thần cung rất lớn, dòng dã đi hết thời gian nửa chén trà, tướng sĩ kia mới dừng lại. Lúc này, cách đó không xa cũng có mấy bóng người đi tới. Tiêu Phàm vẫn nhận ra người cầm đầu, chính là Bát Vương Tử Tiếu Thiên Tà. Còn cách rất xa, Tiếu Thiên Tà đã chào hỏi Tiêu Phàm, từ lâu đã nghe danh Kiếm Đại Sư Thần Dược Sư, hôm nay có thể gặp mặt, thật là may mắn. Tại hạ Tiếu Thiên Tà, đúng là may mắn, Tiêu Phàm chắp tay đáp lời. Không biết Tiếu Thiên Tà tới đây là có ý gì, chẳng lẽ hắn biết hôm nay mình sẽ tới. Tiêu Điện Chủ, không nghĩ tới người thật sự tới đây. Cười Thiên Tà truyền âm cho Tiêu Phàm. Người biết ta sẽ tới đây. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng là khi ra tay với Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thiên Tà mới tới. Lão Đại nói ngươi sẽ tới, bảo cho ta tới đây mời ngươi đi một chuyến. Tiếu Thiên Tà nói, Tiếu Thiên Cơ, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy trầm trọng nhưng bề ngoài vẫn duy trì bình tĩnh.
trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ với Tiếu Thiên Cơ. Cổ Nhược Trần, một trong tam đại công tử của thiên địa lao ngục, hắn đã gặp rồi, quả thực phi phàm. Nghĩ đến cùng là một trong tam đại công tử, Tiếu Thiên Cơ hẳn là sẽ không thua kém gì. Có điều, khiến Tiêu Phàm nghi ngờ chính là, vì sao Tiếu Thiên Cơ biết mình sẽ tới? Chẳng lẽ hắn phái người theo dõi mình? Tiêu Phàm lắc đầu, dựa vào linh hồn lực của hắn, người bình thường mà theo dõi hắn, hắn sẽ lập tức cảm nhận được. Lão đại có thể dự đoán một chút tương lai. Tiếu Thiên Tà không giấu giếm, nói chi tiết cho Tiêu Phàm. Dự đoán tương lai, Tiêu Phàm thật sự kinh ngạc, tương lai thật sự có thể đoán trước sao? Dù trước đây đã trải qua chuyện Tô Họa, Tiêu Phàm vẫn không tin có thể đoán trước tương lai. Dù sao, chuyện tương lai, có quá nhiều khả năng. Có điều, nghe giọng điệu của Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Cơ có lẽ thật sự có năng lực dự đoán tương lai. Chuyện kiếm đại sư luyện chế trường sinh đan đã truyền khắp thành Thiên Thương Thần. Tại hạ bất tài, mấy vị huynh đệ tỷ muội chúng ta vừa lúc cử hành một bữa tiệc trà giao lưu nho nhỏ, muốn mời kiếm đại sư đến hàn xá trò chuyện. Không biết kiếm đại sư có nể mặt chăng? Cười Thiên Tà lại nói. Quấy dày rồi, Tiêu Phàm hơi chút trầm tư, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu những lời này tất nhiên là nói cho những tướng sĩ này nghe. Những tướng sĩ kia cũng không dám làm trái lời Tiếu Thiên Tà, đành phải cung kính lui lại. Về chuyện Tiêu Phàm đi vào thần cung, tự nhiên có người báo cáo cho Tiếu Thương Sinh. Bát Phương Tử, người dẫn ta đi làm gì? Tiêu Phàm đi theo Tiếu Thiên Tà rời đi, được nửa đường rốt cục không nhịn được hỏi ra. Hắn không biết vì sao Tiếu Thiên Tà muốn ngăn đón mình ở đây, nhưng chắc chắn không phải chỉ là đi tụ tập giao lưu. Lão đại nói, bây giờ ngươi không thể tiến vào cung điện này, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vẻ mặt Tiếu Thiên Tà trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lại là đoán trước được, Tiêu Phàm buồn bực, chẳng lẽ Tiếu Thiên Cơ này lại thần kỳ như thế? Không sai, mà tiệc trà này cũng không phải ta tổ chức, là lão đại tổ chức. Hắn muốn ta nói cho ngươi biết, các phương tử và công chúa còn lại cũng sẽ ở đó. Tiếu Thiên Tà gật đầu nói. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi thu lại. Người khác không biết những lời này có ý gì, nhưng Tiêu Phàm hiểu rõ. Hắn vừa tiến vào thành Thiên Thương Thần liền bắt đầu chú ý đến các phương tử, công chúa. Việc này chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng biết đến, dù là Tiếu Thiên Tà cũng không rõ ràng kế hoạch cụ thể. Thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Cơ này lại biết được, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy mọi thứ của mình đều bại lộ dưới mắt Tiếu Thiên Cơ. Nếu Tiếu Thiên Cơ đã biết mình muốn đối phó với các công chúa, phương tử, chắc chắn hắn cũng biết mình muốn đối phó với Tiếu Thương Sinh. Chẳng lẽ lá thư này, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu như còn có ai đó biết hắn muốn đối phó với Tiếu Thương Sinh, vậy thì chỉ có thể là Tiếu Thiên Cơ. Có điều, nghĩ lại hàm ý bên trong lá thư này, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Ít nhất, nhìn tình huống bây giờ, Tiếu Thiên Cơ là bạn không phải địch. Nếu như thật sự có chuyện như vậy, ta nhất định phải gặp Tiếu Thiên Cơ một lần. Tiêu Phàm nặng nề nghĩ. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng đi theo Tiếu Thiên Cơ vòng qua dãy cung điện rộng lớn. Rất lâu sau đó, rốt cục xuất hiện trong một khu vườn thanh nhã lại độc đáo. Trong thần cung, khu vườn này cũng là có một phong cách riêng. Mời, Tiếu Thiên Tà ra hiệu mời Tiêu Phàm vào. Tiêu Phàm cũng không khách khí. Nếu như Tiếu Thiên Tà muốn đối phó với mình, cùng lắm thì trực tiếp rời đi là được. Sở dĩ hắn tin tưởng Tiếu Thiên Tà, chủ yếu là bởi vì đã kinh lịch qua Tiếu Thiên Tà, cùng thần quỷ đoạt hồn phù trên người hắn. Nhưng chỉ bằng điểm này còn chưa đủ để Tiêu Phàm liều mạng. Quan trọng nhất là, từ khi Tiếu Thiên Tà xuất hiện, cảm giác bất an sâu trong lòng Tiêu Phàm giảm bớt không ít. Ít nhất, từ điểm này cho thấy, Tiếu Thiên Tà cũng không có ý muốn hại mình. Tiến vào khu vườn trang nhã, trong nháy mắt mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Phàm. Người đến không nhiều, bao gồm cả Tiếu Thiên Tà cũng chỉ có 5 người, 4 nam 1 nữ. Tiêu Phàm nhận ra một người trong đó, chính là Lục Phương Tử đã bị hắn phong ấn tu vi trước đó. Nhưng ánh mắt Tiêu Phàm lại nhìn tới một người thanh niên mặc áo bào trắng. Người thanh niên mặc áo bào trắng có nước da trắng nõn, lộ ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm. Mỗi cử chỉ đều mang theo phong cách, thái độ của người có quyền thế. Người này không phải ai khác mà chính là Tiếu Thiên Cơ. Có điều hắn cũng cảm nhận được mấy ánh mắt sắc bén.
ngoại trừ Tiếu Thiên Cơ cùng nữ tử bên ngoài kia, hai người khác đều lộ ra ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, kém chút không nhịn được mà xông lên. Lão bát, tại sao lâu vậy ngươi mới đến? Chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Không phải nói mấy huynh đệ tỉ muội chúng ta tụ tập sao? Sao ngươi còn mang theo người ngoài đến? Nếu như không liên quan thì cũng thôi đi. Nhưng có vài người gan to bằng trời, giết huynh đệ tỉ muội chúng ta, rõ ràng là muốn chết. Hai người Lục Vương tử châm chọc khiêu khích, không chút che giấu ý định giết người. Nếu như người dẫn Tiêu Phàm tới không phải là Tiếu Thiên Tà, có khi bọn hắn đã nhào tới rồi. Tiếu Thiên Cơ, xin chào kiếm huynh. Tiếu Thiên Cơ lạnh nhạt nhìn ba người Lục Vương tử một chút. Hai người vội vàng ngậm miệng không nói, sau đó lại quay đầu hơi cúi người với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đại vương tử khách khí, không biết ngươi tìm ta là có việc gì. Trước đó ta đã nói với ngươi, chúng ta có một mục tiêu chung, không phải sao? Tiếu Thiên Cơ mỉm cười, ra hiệu bảo Tiêu Phàm ngồi xuống. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng lại, bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn, người viết lá thư đó, nhất định là Tiếu Thiên Cơ. Hắn tìm mình không chỉ là thảo luận về mục tiêu này mà thôi, chắc chắn là có một ít kế hoạch. Tiêu Phàm quan sát thấy Tiếu Thiên Cơ không có biểu hiện khác thường nào, huyết khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, rõ ràng đang ở trạng thái đỉnh phong, điểm này hoàn toàn khác biệt với những người khác. Những người khác nghĩ đủ mọi cách tránh bị Tiếu Thương Sinh đoạt xá, cố ý khiến thân thể bị thương, hoặc là áp chế tu vi. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm càng cảm thấy hứng thú với Tiếu Thiên Cơ. Hiển nhiên, Tiếu Thiên Cơ không có định trốn tránh Tiếu Thương Sinh đoạt xá, mà đã sớm chuẩn bị để đối phó lại. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm cũng không khách khí, ngồi xuống một chiếc ghế kế bên. Vẻ mặt mấy người Lục Vương tử trầm xuống. Bọn hắn không biết vì sao Tiếu Thiên Cơ lại khách khí với Tiêu Phàm như thế, lúc này, Tiếu Thiên Tà truyền âm cho mấy người nói, hắn đã sớm biết quan hệ giữa chúng ta, không có chuyện gì to tát hết. Hai người Lục Vương tử kinh ngạc, mặt đỏ bừng, hóa ra họ giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm cũng chỉ coi bọn họ là thằng hề. Có điều, bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mình quả thật không có tâm tư báo thù cho Ngũ Vương tử. Dù sao bọn hắn không phải huynh đệ ruột. Thậm chí còn là kẻ thù. Xin lỗi, Tiếu Thiên Cơ nhìn Tiêu Phàm, hơi cúi người. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trong đôi mắt của Tiếu Thiên Cơ, có tia sáng kỳ lạ đang dịch chuyển. Đồng thuật, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ cũng có được đồng thuật. Trong tích tắc, Tiêu Phàm cảm giác mọi chuyện của mình đều bại lộ trong mắt Tiếu Thiên Cơ. Nếu như Tiếu Thiên Cơ không nói xin lỗi trước đó, có lẽ Tiêu Phàm đã sớm ra tay. Tiêu Phàm khẽ cắn môi duy trì trong thời gian uống cạn nửa chén trà, tia sáng trong mắt Tiếu Thiên Cơ mới biến mất, cảm thấy có hơi kiệt sức. Lão đại, thế nào? Tiếu Thiên Tà hỏi. Điều này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, dường như giữa huynh đệ họ cũng không có tình nghĩa gì. Vì sao Tiếu Thiên Tà lại tôn trọng Tiếu Thiên Cơ như thế? Thông tâm thần nhãn của ta cũng nhìn không thấu kiếm huynh. Tiếu Thiên Cơ nhìn Tiêu Phàm một lúc, cười đến đắng chát. Thông tâm thần nhãn, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Cơ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ lại biết môn đồng thuật này. Nghe đồn thông tâm thần nhãn có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, biết được suy nghĩ trong lòng họ, thậm chí có thể phát hiện dấu hiệu của những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của họ, cũng chính là cái gọi là đoán trước tương lai. Giờ Tiêu Phàm mới hiểu ra vì sao Tiếu Thiên Cơ có thể biết một vài chuyện của mình, có lẽ hắn từng quan sát mình từ xa. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm sẽ không tin Tiếu Thiên Cơ có thủ đoạn này, nhưng bây giờ Tiêu Phàm có tin một chút. Mặc dù uy lực của thông tâm thần nhãn không quá mạnh, nhưng có thể đón may mắn đẩy nguy hiểm, vào một vài thời điểm quan trọng, có thể cứu mạng hắn. Đây chỉ là chiêu trò vặt vãnh mà thôi, Tiếu Thiên Cơ lắc lắc đầu nói. Trong lòng hắn lại vô cùng ngạc nhiên, trước kia, hắn còn có thể nhìn thấu một chút suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể phát hiện một chút hơi thở mà thôi. Tiếu Thiên Tà cùng nữ tử kia có vẻ thất vọng, vốn dĩ họ còn hy vọng lấy năng lực của Tiếu Thiên Cơ có thể đoán được chút ít về tương lai ta lại bốc cho kiếm huynh một quẻ. Tiếu Thiên Cơ không hề từ bỏ, lại tiếp tục nói. Bốc một quẻ, vẻ mặt Tiêu Phàm hơi kỳ quái, có cảm giác mình quay lại kiếp trước. Nếu như Tiếu Thiên Cơ không nổi tiếng ở bên ngoài, Tiêu
Tiêu Phàm nhất định sẽ cho rằng hắn là kẻ lừa đảo. Lúc này, trong tay Tiếu Thiên Cơ bỗng xuất hiện quầng sáng ngũ sắc, vô cùng lóa lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt người khác. Thiên Cơ bàn, Sở Khinh Cuồng kinh ngạc kêu lên. Tiêu Phàm cũng mất bình tĩnh, nghe đồn Thiên Cơ bàn có thể đo lường tính toán thiên cơ. Vậy mà Tiếu Thiên Cơ lại có được chiến hồn như vậy. Có điều, nghĩ đến trước kia, Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Hoàng đều có được chiến hồn là Thiên Long và Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Cơ có được chiến hồn Thiên Cơ bàn dường như cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng bình tĩnh lại. Tiếu Thiên Cơ triệu hồi ra Thiên Cơ bàn, một lần nữa vận chuyển thông tâm thần nhãn. Quầng sáng ngũ sắc đan xen vào nhau, từng vệt sáng nhanh chóng hiện lên. Đám người Tiêu Phàm không hề quấy rầy, ngược lại lẳng lặng nhìn. Phụt, đột nhiên, Tiếu Thiên Cơ phun ra một ngụm máu tươi, tia sáng bao quanh Thiên Cơ bàn chớp mắt liền biến mất, thân thể của hắn cũng ngã về phía sau. Đại ca, Lục Phương Tử vội vàng đỡ lấy Tiếu Thiên Cơ, vẻ mặt lo lắng. Mấy người Tiếu Thiên Tà cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn chưa bao giờ thấy Tiếu Thiên Cơ xem bói mà bị thương. Đây là lần đầu tiên. Ta không sao, Tiếu Thiên Cơ đứng dậy, nhưng vẻ mặt hơi nhợt nhạt. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Tiêu Phàm nói, tại hạ bất tài, chỉ miễn cưỡng nhìn ra một chút về tương lai của các hạ. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiếu Thiên Cơ lại vô cùng kinh hãi, vậy mà vẫn không tính ra được số mệnh của hắn. Hơn nữa, còn khiến mình bị cắn trả. Nếu không phải trên người người này có pháp bảo thì chính là có bí mật khó lường. Bao nhiêu năm nay, từ khi có được Thiên Cơ bàn cùng thông tâm thần nhãn, Tiếu Thiên Cơ chưa bao giờ nhìn không thấu một người. Tiêu Phàm xem như là người duy nhất. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm nhìn Tiếu Thiên Cơ với ánh mắt đầy nghi hoặc, nói. Kiếm huynh có bạn cũ đến tìm, chuyện trong lòng ngươi, e là sẽ có chút phiền phức. Tiếu Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi nói. Tiêu Phàm nghe thấy vậy liền chau mày, việc mà hắn muốn chẳng phải là đối phó với Tiếu Thương Sinh hay sao? Có chút rắc rối, lẽ nào không thể thành công? Nghĩ đến sự bất an trước đây của mình, Tiêu Phàm càng thêm khẳng định những gì Tiếu Thiên Cơ nói đều là chính xác. Chỉ là có thể kết quả sẽ không thành công. Không thành công thì không làm hay sao? Đây không phải là cách làm người của Tiêu Phàm, giết linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh vốn đã là một chuyện vô cùng nguy hiểm, từ lúc bắt đầu đã không chắc chắn sẽ thành công. Đã đi tới bước này, nếu cứ thế mà từ bỏ thì Tiêu Phàm sẽ coi thường chính mình. Hơn nữa có một giọng nói trong đầu nói cho hắn biết rằng chuyện đó nhất định phải làm, nếu không thì sẽ có rất nhiều chuyện không lường trước được xảy ra. Cố nhân gì, Tiêu Phàm nhìn Tiếu Thiên Cơ đầy nghi hoặc. Điều này thì chỉ có ngươi mới biết được, Tiêu Thiên Cơ cười ý vị. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi trùng xuống, trong đầu nghĩ rằng đám người bước vào thiên địa lao ngục lần này, ngoài hắn, Kiếm La và Võ Nhược Phong ra còn có Trọc Thiên Hồng và Chiến La. Hơn nữa, có vẻ như còn có 10 cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, trong đó 4 người đã bị hắn giết chết, Vân Hạc bị hắn bắt sống, nhưng trong đó còn có 5 người của chiến thiên nhất không rõ tung tích. Chắc chắn Trọc Thiên Hồng và Chiến La sẽ không hãm hại hắn, như vậy thì chỉ còn đám người của chiến thiên nhất thôi. Có thể đám người của chiến thiên nhất biết đến tên Kiếm Hồng Trần của ta. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, nếu bọn chúng làm thân phận của ta bị bại lộ trước Tiếu Thiên Cơ thì, nghĩ tới đây. Ánh mắt Tiêu Phàm chợt lóe lên một tia lạnh lùng. Khả năng đó rất cao, bởi vì đám người chiến thiên nhất là người của chiến thần điện, mà khả năng Tiếu Thương Sinh là kẻ tồn tại đứng sau chiến thần điện. Những thứ ta nhìn thấy là sắp xảy ra, nhưng chưa chắc đã ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau thì ta sẽ giúp ngươi. Tiếu Thiên Cơ nói. Người khác không biết nhưng Tiếu Thiên Cơ thì biết rõ. Chính vì sự không lường trước được nơi Tiêu Phàm mà bọn họ mới có cơ hội đối phó được với Tiếu Thương Sinh. Nếu tương lai đã được định đoạt thì Tiếu Thiên Cơ có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Hắn có thể dự đoán tương lai nhưng lại không có năng lực để thay đổi tương lai, cùng lắm chỉ có thể đón cát tránh hung mà thôi, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và thiên nhân tộc. Đại ca, chúng ta giúp hắn làm gì? Lục Phương Tử thấy không cam tâm, hắn hận Tiêu Phàm tới tận xương tủy. Làm sao mà có thể giúp Tiêu Phàm được cơ chứ? Tương lai là thứ quá huyền diệu. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, cuối cùng đưa ra một quyết định. Chỉ cần có đủ thực lực của bản thân thì có thể đạp bằng mọi kẻ địch dưới chân. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì đến ngay cả linh hồn phân thân nửa bước thiên thần cảnh của Tiếu Thương Sinh hắn cũng không sợ,
vậy thì còn lý do gì để hắn phải rút lui chứ? Nói như vậy là ngươi đã quyết định rồi. Sắc mặt của Tiếu Thiên Cơ sáng lên. Tiêu Phàm gật đầu, lúc này Tiếu Thiên Cơ đột nhiên liếc nhìn Tiếu Thiên Tà cùng nữ tử kia một cái, hai người đó đồng thời di chuyển, đánh về phía Lục Vương Tử. Thực lực của hai người bên Tiếu Thiên Tà và hai người bên Lục Vương Tử chênh lệch quá xa, hơn nữa lại đánh bất ngờ nên trong thoáng chốc đã khống chế được hai người họ. Đại ca, các người làm gì vậy? Lục Vương Tử quát ầm lên, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Tiếu Thiên Cơ lại đối phó với hắn. Các vương tử và công chúa khác không hề có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng Tiếu Thiên Cơ là anh ruột của hắn cơ mà, đến anh ruột còn đối phó với hắn hay sao? Kiếm huynh, tạm thời giao bọn họ cho huynh đó. Tiếu Thiên Cơ phong ấn tu vi của đám người Lục Vương Tử, sau đó ném tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, hắn châm thêm vài cây kim vào người bọn họ, sau đó phất tay, hai người đó liền bay vào bên trong tiểu thiên địa. Hắn nhìn Tiếu Thiên Cơ bằng ánh mắt đầy ý vị, mặc dù không biết vì sao lúc nãy Tiếu Thiên Cơ không đoán ra được việc của bản thân hắn nhưng Tiêu Phàm có thể chắc chắn được rằng lúc trước hắn đã đoán ra được điều gì đó. Nếu không thì hắn không thể nào lại cố ý tập trung tất cả các vương tử và công chúa lại sau đó hốt gọn một mẻ tất cả bọn họ được. Hơn nữa, chắc chắn Tiếu Thiên Cơ cũng biết được một vài bí mật của Tiêu Phàm, thậm chí hắn còn biết rõ việc tứ vương tử bị bắt sống nữa. Chỉ có điều Tiêu Phàm không biết rằng nếu không phải vì hắn đã lĩnh ngộ được tâm luyện cổ kinh thì có lẽ sẽ còn có rất nhiều sự việc sẽ bị bại lộ trước mặt Tiếu Thiên Cơ. Hai người các ngươi có thể ngăn cản được thần quỷ đoạt hồn phù của Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm nhìn về Tiếu Thiên Cơ và nữ tử kia, hắn đã đoán ra được tên của nữ tử đó, có lẽ đó chính là nhị công chúa Tiếu Thiên Vận. Nghe đồn, thực lực của Tiếu Thiên Vận vô cùng mạnh mẽ, thân thể nàng giống như bạo long. Một quyền có thể đập nát một chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhìn dáng vẻ thanh tú của Tiếu Thiên Vận, Tiêu Phàm cảm thấy hơi khó tin, một nữ tử thoát tục, mỹ lệ như thế này, sao lại có thể bạo lực đến như vậy được. Nhưng sau khi Tiêu Phàm thực sự chứng kiến thực lực của Tiếu Thiên Vận thì hắn cảm thấy bị dọa không hề nhẹ. Trong vòng thời gian uống cạn nửa chén trà thì không vấn đề gì. Tiêu Thiên Cơ gật đầu, ta có thể phong ấn chính mình, không để Tiếu Thương Sinh đoạt xá. Tức là bất luận thế nào Tiếu Thương Sinh cũng không thể đoạt xá ngươi được. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Thiên Cơ đầy nghi hoặc, hắn không ngờ rằng Tiếu Thiên Cơ lại còn có khả năng như vậy. Tiếu Thiên Cơ gật nhẹ đầu, sau đó Tiêu Phàm nhìn Tiếu Thiên Vận, sắc mặt cô ấy không hề thay đổi, giọng nói vô cùng tự nhiên, hắn sẽ không cướp đoạt cơ thể một nữ tử như ta, nếu mà hắn ngốc như vậy thì trong quá trình đó đủ để ngươi kịp giết chết hắn. Vậy sơ hở duy nhất bây giờ chính là Lục Vương Tử. Tiêu Phàm nhíu hai mắt. Sắc mặt Tiếu Thiên Tà lóe lên sự bất an, lúc này Tiếu Thiên Cơ nói, có lẽ lão bát cũng có thể cầm cự được thời gian khoảng nửa chén trà đúng không? Đúng vậy, Tiếu Thiên Tà nhẹ gật đầu, bị Tiêu Thiên Cơ nói ra như vậy thì hắn không còn giữ lại được gì cho mình nữa rồi, chỉ còn biết trầm ngâm, linh hồn của ta có thể chống cự với hắn trong một khoảng thời gian ngắn, một khi vượt qua khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà thì các ngươi hãy giết chết ta đi. Giết ngươi. Vậy điều kiện mà ngươi đã hứa với ta thì sao? Tiêu Phàm cười nhàn nhạt. Tiếu Thiên Tà chỉ biết cười đau khổ. Đối mặt với linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, hắn không cảm thấy nắm chắc được điều gì, thời gian uống cạn nửa chén trà đã là cực hạn rồi. Được rồi, để ta nói kế hoạch của mình. Thần sắc của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thứ nhất, bất luận thế nào chúng ta cũng phải phá hủy cơ thể của Tiếu Thương Sinh, bắt linh hồn của hắn thoát ra. Đương nhiên nếu có thể trực tiếp giết chết hắn là tốt nhất. Thứ hai, nếu không giết được linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh thì nhất định khiến hắn không thể thâm nhập vào cơ thể của Đại Vương Tử và Nhị Công Chúa. Ta sợ không nhịn được mà giết hai người, bước cuối cùng là dẫn nhập linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh vào cơ thể của Bát Vương Tử. Dẫn nhập vào cơ thể của Lão Bát, Tiếu Thiên Cơ cảm thấy nghi hoặc. Tiếu Thiên Tà dường như nghĩ ra điều gì liền hít một hơi thật sâu và nói, Lão Đại. Nghe lời kiếm huynh đi, mọi người cố gắng dẫn nhập linh hồn của lão già đó vào cơ thể ta. Mặc dù Tiếu Thiên Cơ không biết tại sao Tiếu Thiên Tà lại tự tin đến thế nhưng hắn nghĩ có lẽ giữa Tiêu Phàm và Tiếu Thiên Tà có bí mật nào đó mà hắn không biết, thậm chí có lẽ bọn họ đã sớm nghĩ ra cách đối phó với Tiếu Thương Sinh rồi. Nghĩ tới đây hắn lại thấy bình thường trở lại, trong lòng thầm nghĩ, trong số những huynh đệ tỉ muội này, người suy nghĩ sâu xa nhất không phải là ta mà chính là lão bát.
Các công việc cụ thể ta sẽ nói tỉ mỉ với mọi người thêm một chút. Tiêu Phàm lại nói, sau đó thuật lại toàn bộ kế hoạch của mình một lần nữa. Đều rõ cả rồi chứ? Mọi người gật đầu, Tiếu Thiên Tà nói, vậy giờ phải làm sao? Cũng đã đến lúc rồi, có lẽ có người sắp tới đây đón kiếm huynh rồi đấy. Tiếu Thiên Cơ cười nhàn nhạt, mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì một vài bóng người xuất hiện trước cửa, rồi một giọng nói sắc lạnh vang lên, thần chủ mời thần dược sư kiếm hồng trần. Tiêu Phàm nhìn Tiếu Thiên Cơ bằng ánh mắt kỳ dị, càng lúc càng tin vào năng lực của Tiếu Thiên Cơ, lời của hắn còn chưa nói hết thì đúng là Tiếu Thương Sinh cử người tới thật. Cảm tạ mấy vị chiêu đãi, thần chủ đã mời, vậy tại hạ xin được cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay với mọi người, quay người đi ra khỏi viện lạc. Sở Khinh Cuồng cũng đi theo sau Tiêu Phàm, mặc dù bọn họ luôn nhắc nhở mình hãy thả lỏng nhưng sắc mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Thực lực của người đến đón Tiêu Phàm không hề mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi, hoặc cũng có thể Tiếu Thương Sinh muốn Tiêu Phàm không cần phải dè chừng điều gì nên mới cử người có tu vi thấp như vậy tới đón hắn. Kiếm thần dược sư, xin mời. Người mặc áo đen đứng đầu làm tư thế mời chào, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Tiêu Phàm gật đầu, đi theo đám người đó rời khỏi Nhã Uyển, linh hồn lực lẳng lặng quét qua cơ thể của đám người này. Điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc chính là sát khí trong máu của đám người này vô cùng dày đặc, dù bọn họ có che giấu cũng không che nổi. Sở hữu sát khí nồng đặc như vậy trong huyết mạch, không biết là phải giết bao nhiêu người rồi mới đạt được tới trạng thái như vậy. Đều là những kẻ giết người chuyên nghiệp, Tiêu Phàm cảm thấy lòng mình trùng xuống, nếu đám người ra tay với hắn thì Tiêu Phàm cũng chẳng có gì phải lo lắng. Dù sao thì Tiêu Phàm cũng điều khiển được cả nghiệp hỏa, thi triển được tu la luyện ngục. Nghiệp lực càng mạnh thì đến lúc đó bị nghiệp hỏa đốt luyện sẽ càng vô cùng đau đớn, muốn chạy cũng chạy không thoát. Đi cùng đám người mặc đồ đen, một lúc sau Tiêu Phàm đã tới trước mặt một tòa cung điện rộng mênh mông. Phía trước cung điện là 100 bậc thang thật dài. Phía trước cửa chính của cung điện, cứ cách một bước lại có một người đứng đó, tất cả đều có tu vi chiến thần cảnh trở lên, khung cảnh vô cùng kinh người. Giữa hai hàng chiến thần cảnh là một con đường rộng tầm 3 trượng. Lúc này Tiêu Phàm đang đứng đầu con đường, vẫn chưa bước lên mà khí tức cường đại của đám chiến thần cảnh kia đã khóa chặt lấy Tiêu Phàm rồi. Kiếm thần dược sư, xin mời. Kẻ mặc áo đen cầm đầu cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng động, bắt đầu bước đi, trong lòng hắn thầm đoán, có lẽ Tiếu Thương Sinh đã biết việc Tiêu Phàm muốn giết hắn rồi. Nhưng đã tới rồi thì không có lý do gì rút lui cả. Bất luận thế nào. Hôm nay cũng phải dứt khoát kết thúc với linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh. Dù sao muốn đối phó với chiến thần điện và bộ lạc huyết ma thì cần phải đạt được sự trợ giúp về lực lượng của thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm bước lên bậc thang, Sở Khinh Cuồng giống như thủ vệ thủ hộ bên cạnh Tiêu Phàm, không dám lơi là. Hai người giống như đang đi bộ, cố gắng giữ bình tĩnh cho chính mình. Một lúc sau, hai người cũng tới được trước cửa cung điện. Trầm ngâm một lát. Tiêu Phàm dẫn đầu bước vào trong cung điện. Bên trong cung điện, có một bóng người đang ngồi ở vị trí thủ tọa, mặc long bào màu vàng kim, đội bình thiên quan, mũ của vua ngày xưa, nhưng khuôn mặt có chút mơ hồ, nhìn không rõ chân dung. Không cần nghĩ cũng biết người đó chính là Tiếu Thương Sinh. Hai bên cung điện, là hai hàng chiến sĩ khoác chiến giáp sát vàng, có khoảng 40 người. 40 người này, được trang bị từ đầu tới chân. Khuôn mặt nhìn không rõ, khí tức trên người chúng đều được che giấu, Tiêu Phàm nhất thời không nhìn ra được tu vi của chúng. Nhưng Tiêu Phàm biết, thực lực của bọn chúng chắc chắn không kém đám chiến thần cảnh đứng bên ngoài kia, nếu không thì đâu được trấn thủ bên trong cung điện này. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Tiêu Thương Sinh bày trận địa sẵn sàng như vậy để tiếp đón rõ ràng là biết Tiêu Phàm có chuẩn bị mà đến. Nhưng hắn vẫn hành lễ đối với lão giả ngồi ở vị trí thủ tọa đó, kiếm hồn trần yết kiến Tiếu thần chủ. Miễn lễ, Tiếu thần chủ gạt tay hờ hững, kiếm dược sư trẻ tuổi như vậy mà đã luyện chế ra được thần đan như trường sinh đan, quả thật là phúc trong thiên hạ. Tiếu thần chủ quả coi trọng tiểu tử rồi, thần sắc Tiêu Phàm thản nhiên, nhưng trong lòng thì hoài nghi, nếu Tiếu Thương Sinh biết được mình muốn hại hắn thì đúng ra phải trực tiếp ra tay với hắn mới phải chứ. Bản thần chủ đã tự mình kiểm nghiệm trường sinh đan mà kiếm dược sư luyện chế ra,
nếu kiếm dược sư có thể ở lại Thương Sinh thần quốc thì đó đúng là phúc phận của bách tính nước ta. Tiếu Thương Sinh tiếp tục nói. Tiêu Phàm nghe thấy vậy thì trong lòng trùng xuống, hắn tự nhủ, lão đang nói láo, nếu lão đã nuốt sinh cốt thần đan thì khí tức trong cơ thể hắn chắc chắn không thể ổn định như vậy được. Sinh cốt thần đan mà Tiêu Phàm luyện chế ra không phải để cứu mạng của Tiếu Thương Sinh mà dùng để đả thương linh hồn của lão. Dù sao nếu sinh cốt thần đan khiến huyết khí của hắn tăng cao thì chắc chắn sẽ đối kháng lại linh hồn của lão, chỉ cần không cẩn thận thì dù có là Tiếu Thương Sinh cũng sẽ gặp rủi ro. Nhưng bộ dạng hiện tại của Tiếu Thương Sinh không hề giống như đã uống sinh cốt thần đan. Tiêu Phàm là một thần dược sư đương nhiên nhìn là biết ngay. Tiêu Phàm đang định mở miệng đáp lại thì phát hiện ra có gì đó không đúng, nếu Tiếu Thương Sinh không uống sinh cốt thần đan thì chẳng phải lão đang hoài nghi hắn hay sao? Bản tính của Tiếu Thương Sinh vốn đa nghi, xem ra có vẻ đúng là như vậy rồi, cũng may là bây giờ lão ta mới hoài nghi thôi chứ chưa khẳng định, nếu không thì lão đã trực tiếp ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm liền cân nhắc một chút rồi mới nói, Tiếu thần chủ không hề có một chút thành ý nào cả, kiếm mỗ nào dám ở lại Tiếu sinh thần quốc. Ồ, ngươi nói bản thần chủ ta không có thành ý. Giọng điệu của Tiếu Thương Sinh tỏ ý hỏi thăm, còn lộ ra một sự tức giận nhàn nhạt. Tiếu thần chủ nói đã mua đan dược của tại hạ, nếu đã uống trường sinh đan thì huyết khí tự động sẽ tăng lên, nhưng bây giờ tại hạ thấy huyết khí của Tiếu thần chủ rất yếu. Đến ngay cả đan dược mà tại hạ luyện chế Tiếu thần chủ còn không dám dùng, lẽ nào như vậy là có thành ý sao? Thần sắc của Tiêu Phàm vô cùng bình thường. Nhưng trong lòng hắn đang thầm nguyền rủa, cái lão già không chết này, bỏ ra 210 vạn thần thạch để mua thuốc của hắn mà lại không dám dùng, lẽ nào còn sợ hắn hạ độc sao? Tiếu Thương Sinh trở nên trầm mặc, sau đó nói với vẻ tức giận, người biết bản thần chủ mua thuốc của ngươi mà lại còn cố ý nâng giá lên. Cũng không hẳn, Tiêu Phàm lắc đầu, đúng là hôm đó ta nâng giá lên cao, nhưng tại hạ cho rằng một viên trường sinh đan có thể duy trì cơ thể vạn năm không mục lẽ nào chỉ có giá mười mấy vạn thần thạch thôi sao? Huống hồ, tại hạ đã phải bỏ ra hơn 100 vạn thần thạch để mua nguyên liệu, hao tổn thời gian, sức lực, chỉ dùng mười mấy vạn thần thạch để mua trường sinh đan thì đúng là sỉ nhục trường sinh đan quá. Vậy nên không phải tại hạ cố ý nâng giá lên mà chỉ muốn chứng minh giá trị của trường sinh đan, nó đáng giá như vậy, đáng tiếc, nó lại không gặp được một chủ nhân tốt. Giọng điệu của Tiêu Phàm vừa mạnh mẽ, vừa chắc nịch. Sở Khinh Cuồng âm thầm giơ ngón tay cái lên, nếu hắn không biết nguyên do thì có lẽ đã tin điều đó là thật rồi. Tiếu Thương Sinh cũng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của Tiêu Phàm. Người ta phải trả giá như vậy mà các ngươi lại chỉ muốn dùng mười mấy vạn thần thạch để mua được nó, làm gì có chuyện tốt như vậy. Huống hồ, Tiếu Thương Sinh mua rồi mà không dám dùng thì chẳng phải là đang sỉ nhục trường sinh đan hay sao? Kiếm dược sư đúng là người có bản lĩnh, bản thân chủ chỉ tiện thăm dò một chút, thật không ngờ bị ngươi khám phá rồi. Tiếu Thương Sinh cười ha hả, nói lảng sang chuyện khác, trường sinh đan quả đáng quý. Bản thân chủ chuẩn bị trai tắm 7-7-49 ngày, sẽ trải nghiệm sự tuyệt diệu của nó. Nhà ngươi không dám thì cứ nói là không dám đi. Tiêu Phàm thầm chửi trong lòng, nhưng hắn cũng không dám nói điều đó ra mà bình tĩnh nói, Tiếu thần chủ uống viên đan này thì chắc chắn vạn năm bất diệt. Chỉ có điều Tiêu Phàm nghi ngờ rằng, hôm đó Tiếu Thương Sinh đã chấp nhận bỏ ra nhiều tiền như vậy mua trường sinh đan mà tại sao lại không dùng. Vậy đến lúc đó chắc chắn sẽ hầu tạ kiếm dược sư. Một lần nữa giọng nói uy nghiêm của Tiếu Thương Sinh lại vang lên, mấy ngày trước có một vài vị đạo hữu đến Thiên Thương Thần Thành, nó là quen biết kiếm dược sư, có lẽ là cố nhân của kiếm dược sư, bản thân chủ biết ngươi quay lại nên đã cố ý giữ bọn họ ở lại để gặp mặt kiếm dược sư. Cố nhân, thần sắc của Tiêu Phàm khẽ nhúc nhích, cuối cùng Tiếu Thương Sinh không còn nói lời sắc bén nữa, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả đúng là Tiếu Thương Sinh đã đoán ra mọi chuyện rồi. Tiêu Phàm còn đang nghĩ tới cố nhân mà Tiếu Thương Sinh nói tới thì Tiếu Thương Sinh đột nhiên vỗ tay, lúc này, một vài thân ảnh liền lập tức đi ra từ gian điện phụ bên cạnh. Tiêu Phàm, đúng là ngươi rồi, ngươi chưa tới mà một tiếng cười lạnh đã truyền tới rồi. Tiêu Phàm thấy vậy thì sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên một sự lạnh lẽo, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. Trải qua trăm kiếp luyện tâm, hắn đã có thể đạt tới trình độ không quan tâm hơn thua rồi. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn đang vô cùng kinh ngạc, hắn liếc mắt là biết đối phương là ai,
người đầu tiên chính là chiến thiên nhất kẻ đã bao vây bọn họ khi tiến vào thiên địa lao ngục. Mặc dù Tiêu Phàm đã giết chết chiến thiên hạ nhưng chiến thiên nhất cùng bốn cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong khác thì lại biến mất, thật không ngờ chúng lại ở đây. Hơn nữa, rất có khả năng đám người chiến thiên nhất mới chỉ vừa tới thành thiên thương thần được vài ngày thôi, sau đó gặp mặt Tiếu Thương Sinh, nếu không thì Tiếu Thương Sinh đã không coi tiền như rác mà bỏ ra cả 200 vạn thần thạch để mau sinh cổ thần đan. Dù bản tính của Tiếu Thương Sinh đa nghi nhưng viên đan dược này xuất phát từ Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các sẽ không chịu hy sinh danh dự của mình mà đi giúp một người ngoài. Vậy nên chắc chắn lúc đầu Tiếu Thương Sinh không hề hoài nghi sinh cốt thần đan, thậm chí khi viên đan dược nằm trong tay lão chỉ muốn uống ngay tức khắc. Nhưng Tiếu Thương Sinh lại không hề uống sinh cốt thần đan thì khả năng duy nhất chỉ có thể là sau khi bọn chúng chốt giá của sinh cốt thần đan, định rời khỏi Vạn Bảo Các thì gặp phải đám người chiến thiên nhất. Sự thoải mái trong lòng Tiêu Phàm giờ lại bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên. Cuối cùng thì hắn cũng biết được sự bất an này đến từ đâu rồi, hóa ra là từ chiến thiên nhất. Sở Khinh Cuồng nghe thấy chiến thiên nhất gọi tên của Tiêu Phàm thì toàn thân hắn cũng run lên. Kiếm dược sư, cố nhân của ngươi gọi ngươi kìa, giọng nói của Tiếu Thương Sinh, so với lúc nãy thì lạnh lùng hơn nhiều. Gọi ta, Tiêu Phàm nhìn Tiếu Thương Sinh với bộ dạng nghi hoặc, tỏ ra không biết. Tiêu Phàm, ngươi còn giả bộ, ngươi sở hữu một loại công pháp đặc biệt. Có thể thay đổi khí thức thần lực, người nghĩ người thay đổi dung mạo và khí thức thần lực thì ta không nhận ra ngươi sao? Chiến thần nhất cười lạnh lùng, điên cuồng. Đáng tiếc, ngươi không nên tên là Kiếm Hồng Trần. Tên là do cha mẹ đặt, là một thần dược sư, thay đổi khí thức thần lực của bản thân rất dễ, điều này có gì đặc biệt sao? Lẽ nào tại hạ tên Kiếm Hồng Trần lại khiến ngài gặp phiền phức? Tiêu Phàm làm ra bộ dạng có chết cũng không thừa nhận. Nếu không cần phải liều mạng cùng Tiếu Thương Sinh thì đương nhiên là điều tốt nhất. Dù sao thì Tiếu Thương Sinh cũng muốn hắn chữa trị gì đó thay lão, Tiêu Phàm muốn khống chế lão là một chuyện vô cùng dễ dàng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn sắp đặt một kết cục lâu như vậy. Đáng tiếc, xem ra bây giờ không ổn rồi, chiến thiên nhất xuất hiện, làm kế hoạch của hắn rối hết lên. Ta biết ngay ngươi sẽ không chịu thừa nhận, chiến thiên nhất nói, bộ dạng như thể hắn biết rõ mọi chuyện vậy. Thực ra ngươi tên Kiếm Hồng Trần cũng không làm sao, nhưng kẻ đứng bên cạnh ngươi tên là Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng là bạn thân của Tiêu Phàm, mà Kiếm Hồng Trần là hoa danh của Tiêu Phàm ở Chiến Hồn Đại Lục, đừng nói đây chỉ là sự trùng hợp nhé. Còn có chuyện như vậy nữa à? Tiêu Phàm cố ý tỏ ra ngạc nhiên. Như vậy thì sao? Thì sao? Ngươi vẫn còn cố chấp sao? Tiêu Phàm là điện chủ của Tu La Điện ở Chiến Hồn Đại Lục, là kẻ địch của Chiến Thần Điện, vậy ngươi nói xem sẽ thế nào? Chiến thiên nhất cười lạnh lẽo. Tiếu thần chủ, ngài có tin không? Thần sắc của Tiêu Phàm vẫn không hề thay đổi, hắn nhìn Tiếu Thương Sinh cười nói. Tiếu Thương Sinh chau mày, không hiểu ý của Tiêu Phàm là gì. Ha ha, Tiêu Phàm, trên người bọn ta đều có khí thức thần lực của Tiếu đại nhân, đây không thể là giả được. Chiến thiên nhất cười lạnh. Trên người hắn có khí thức thần lực của Tiếu Thương Sinh để lại. Về điểm này thì linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh chỉ cần nhìn là biết, đây cũng chính là lý do mà Tiếu Thương Sinh tin tưởng chiến thiên nhất. Ngươi nói dối, Tiêu Phàm đột nhiên quát lớn, chỉ vào chiến thiên nhất, ngay sau đó, cơ thể hắn nhúc nhích, biến thành bộ dạng như lúc ban đầu. Nói dối, bộ dạng nguyên hình của ngươi giờ đã bại lộ, ngươi muốn hãm hại bọn ta. Chiến thiên nhất nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt phẫn nộ còn Tiếu Thương Sinh thì không hề mở lời. Tiêu Phàm đột nhiên hiện ra hình dạng ban đầu, cơ thể hắn thỉnh thoảng lại phóng ra ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn. Tiếu thần chủ, tại hạ đúng là Tu La Điện điện chủ của Chiến Hồn Đại Lục, nhưng chưa chắc đã là kẻ địch của ngài, chẳng phải sao? Thần sắc của Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh. Điều hắn lo lắng bây giờ là không biết Chọc Thiên Hồng và Chiến La đã bị bắt hay chưa, trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc bội, bắt đầu thâm nhập vào một đạo thần lực. Thực ra ta đã âm thầm hợp tác cùng Chiến Thần Điện, 5 người này là những kẻ phản đồ của Chiến Thần Điện, nếu ngài không tin thì ta có thể tìm một người khác tới để đối chiếu. Tiêu Phàm lại nói, không cần, từ trước tới giờ Tu La Điện chủ luôn là kẻ địch của bản thần chủ, điều này không thể thay đổi được. Tiếu Thương Sinh nói chắc nịch, khoát tay, toàn bộ chiến sĩ mặc áo hoàng kim trong điện đều nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không ngờ Tiếu Thương Sinh lại quyết đoán như vậy. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng thật bình thường,
cục diện từ trước tới giờ của Tu La Điện Chủ và Chiến Thần Điện đều là một sống một chết. Tiếu Thương Sinh làm sao có thể tin tưởng hắn được, huống hồ, Tiếu Thương Sinh thà giết nhầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người, đây cũng là lý do mà lão tạo ra được một gia thế lớn như vậy. Chỉ cần Tiêu Phàm thừa nhận thân phận Điện Chủ Tu La Điện của mình thì lão ta sẽ cố giết Tiêu Phàm bằng mọi giá. Ha ha, Tiêu Phàm, người vẫn tự cho mình là đúng. Trên cơ thể của ngươi còn đang lưu lại ấn ký của Tiêu Thần Võ nữa đấy, không cần ta chứng minh thì đại nhân cũng đã sớm biết ngươi là kẻ địch rồi. Chiến Thiên Nhất đột nhiên cười lớn. Lúc này Tiêu Phàm mới bừng tỉnh ngộ, ấn ký của Tiêu Thần Võ trên cơ thể hắn, người khác không thể phát hiện ra nhưng linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh thì chắc chắn có thể. Có thể khiến Tiêu Thần Võ lưu lại ấn ký thì chắc chắn đó phải là người hắn ta xem trọng, các Tu La Điện Điện Chủ trước giờ đều vậy cả. Vì vậy, mặc cho Tiêu Phàm nói ba hoa trích chòe thì Tiếu Thương Sinh thực ra đã sớm biết thân phận kẻ địch của hắn rồi, chỉ là lão không biết Tiêu Phàm là Điện Chủ Tu La Điện mà thôi. Tuy nhiên, bất luận hắn có là Điện Chủ Tu La Điện hay không thì linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Phàm phát hiện ra bản thân hắn đã quá xem thường Tiếu Thương Sinh, dù cho không có Chiến Thiên Nhất thì có lẽ Tiếu Thương Sinh cũng đã định giết Tiêu Phàm ngay từ thời khắc đầu tiên gặp mặt rồi. Đáng tiếc, khi hắn bừng tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi, 40 cường giả chiến thần cảnh đều tiến sát tới gần bọn họ. Đi, Tiêu Phàm túm lấy vai của Sở Khinh Cuồng vứt ra bên ngoài, tốc độ nhanh tới mức cực hạn, còn hắn thì ở lại. Dù sao cũng đã bại lộ thân phận, Tiêu Phàm không còn phải dè chừng điều gì nữa, Tu La kiếm xuất hiện trong tay hắn, vung lên. Sinh tử hoàng tuyền lộ, Tu La kiếm rung lên, một con đường màu xám xuất hiện dưới chân hắn. Những bông tuyết màu xám rơi xuống, bao phủ lên toàn bộ 40 chiến sĩ chiến thần cảnh xung quanh. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là áp giáp hoàng kim của 40 tu sĩ kia bỗng phát ra những tia sáng màu vàng, ngăn cản toàn bộ lực sinh tử áo nghĩa. Không, thực ra không phải là ngăn cản toàn bộ mà vẫn có một vài tia thâm nhập vào nội thể thông qua những khe hở của chiến giáp, nhưng một chút sinh tử áo nghĩa đó không đủ để uy hiếp tới sinh mệnh của đám cường giả kia. Đây là chiến giáp gì vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nó có thể ngăn cản được sinh tử áo nghĩa, thật không thể tin được. Bắt lấy, bất kể sống chết, Tiếu Thương Sinh nói ra một câu lạnh lùng, bị Tiêu Phàm lừa mất 200 vạn thần thạch nên lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Thực ra, nếu không phải do Chiến Thiên Nhất nhắc nhở thì có lẽ Tiếu Thương Sinh căn bản sẽ không phát hiện ra trên cơ thể Tiêu Phàm có lưu lại ấn ký của Tiêu Thần Võ. Thiếu một chút thôi. Là lão đã nuốt sinh cốt thần đan rồi, giờ có lẽ đã chết rồi, một bộ linh hồn phân thân chết rồi cũng không sao nhưng phá hoại kế hoạch ban đầu của lão khiến lão không thể chịu đựng nổi. Bao nhiêu năm qua mà đây là lần đầu tiên lão bị lừa, nghĩ tới là lão giận tới mức muốn đánh nhau, chỉ muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. Giết, 40 chiến sĩ hoàng kim đồng loạt hét lên, sau đó lực lượng của toàn bộ đám người tập trung lại, hóa thành một thanh kiếm khí dài mấy trăm trượng. Đâm rách bầu trời, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm. Luồng khí thế đó đến ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy nhỏ bé. Sắc mặt Tiêu Phàm sầm lại, hắn đạp Thái Huyền Thần Du Bộ bay ra phía ngoài đại điện. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí mấy trăm trượng chém cung điện thành bột mịn, chém trăm bậc thang kia bay xa. Trong chớp mắt, cả tòa thành Thiên Thương Thần bỗng trở nên rung chuyển. Chuyện gì vậy? Sao mặt đất lại rung chuyển dữ dội vậy, có động đất sao? Âm thanh này hình như được truyền tới từ thần cung, lẽ nào có kẻ dám giết người trong thần cung? Có lẽ đúng là vậy đấy, nghe nói vài ngàn năm trước, Tu La Điện Chủ của Chiến Hồn Đại Lục đã xâm nhập vào thần cung, và cũng chỉ có đám điên đó mới dám dương oai ở đây thôi. Đám đông mỗi người một câu, đám cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong nhao nhao bay lên, đứng bên ngoài thần cung xem xét tình hình ở phía xa. Lúc này, Cổ Nhược Trần ở Vạn Bảo Các nghe được âm thanh như vậy thì thần sắc sầm lại, lẽ nào huynh ấy ra tay rồi? Nghĩ tới đây, Cổ Nhược Trần vội vàng đạp không bay lên, đứng sừng sững trên trời, vừa hay hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh lao ra khỏi cung điện, thân ảnh đó chính là Tiêu Phàm, nhưng không phải là dung mạo của Kiếm Hồng Trần nữa. Tu La Điện Chủ, Cổ Nhược Trần nghi ngờ, nhưng ánh mắt hắn lại chuyển hướng sang một bóng người khác. Đó chính là Sở Khinh Cuồng đang giao đấu với một chiến thần áo đen. Cổ Nhược Trần nheo mắt, trong giây phút nghĩ ra điều gì, Kiếm Hồng Trần chính là Tu La Điện Chủ thế hệ này của Chiến Hồn Đại Lục.
Lúc trước hắn đã thay đổi dung mạo, thoáng chốc, thần sắc của Cổ Nhược Trần biến đổi vô cùng phức tạp, hắn không biết có nên kết giao với Tu La Điện Chủ hay không. Bên trong thần cung lúc này Tiêu Phàm đang công kích 40 chiến sĩ Hoàng Kim để tháo chạy, hắn cảm thấy hơi hãi hùng. 40 chiến thần cảnh đỉnh phong cùng dồn lực công kích một lúc, có lẽ năng lực của thiên thần cũng chỉ đến như vậy. Nếu không phải vì hắn thoát nhanh thì có lẽ hắn đã không sống sót được dưới nhát kiếm lúc nãy rồi. Lúc này, Sở Khinh Cuồng cũng đã đến bên cạnh Tiêu Phàm, đưa mắt càn quét xung quanh, bọn họ đã bị các cường giả của chiến thần cảnh vây kín như nêm cối. Công tử, lại một tiếng hét nữa vang lên, đó chính là Kiếm La, Võ Nhược Phong và Vân Hạc đang đạp không lao tới. Khi nãy xuất hiện trong thần cung, bọn họ bị truy sát, đám người truy sát cũng không hề ít. Tiêu Phàm nhìn bọn họ, không nói lời nào. Tiêu Phàm, người trốn không thoát đâu. Năm người chiến thiên nhất lao ra khỏi cung điện, nhìn Tiêu Phàm đằng đằng sát khí, nhe răng cười. Trốn, ta chưa từng nghĩ sẽ trốn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Mọi chuyện giờ đã bại lộ vậy thì chỉ còn cách chiến đấu tới cùng thôi. Giờ hắn lại không hề lo lắng cho sự an nguy của bản thân mà lo lắng cho đám người Sở Khinh Cuồng, sớm biết vậy thì hắn đã không cho họ dính vào chuyện này rồi. Giết chết không tha, giọng nói lạnh lùng từ trong đám đổ vỡ của cung điện truyền ra, nhìn lại thì sẽ thấy Thiếu Thương Sinh vẫn đang ngồi bình thản tại chỗ cũ, dù cung điện có bị hủy hoại thì lão vẫn bất động như cũ. Người dân của Thương Sinh Thần Quốc nghe thấy vậy thì đồng loạt nhao lên không chút do dự. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm vang lên từ phía xa, ba bóng người nhanh chóng bay tới, xuất hiện ngay gần đó. Ngoài 40 chiến sĩ Hoàng Kim và đám người áo đen ra thì tất cả mọi người đều vội vàng dừng lại, khuôn mặt nhìn ra đầy vẻ mờ mịt. Đại Vương Tử, Nhị Công Chúa, Bát Vương Tử, tu sĩ của Thương Sinh Thần Quốc nhìn những người vừa tới đầy hoang mang. Khuôn mặt họ lộ rõ sự nghi ngờ. Tiếu Thương Sinh, không đáng để các ngươi bảo vệ. Tiếu Thiên Tà nói lạnh như băng. Lão sớm không phải là thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc rồi, thần chủ sớm đã bị một tên ma đầu đoạt xá. Cái gì, thần chủ bị đoạt xá? Không thể nào, thần chủ thần uy, trong thiên hạ này có mấy ai là đối thủ của thần chủ? Mọi người trở nên náo động, hoàn toàn không dám tin lời của Tiếu Thiên Tà. Còn đối với Thiếu Thương Sinh thì đại bộ phận mọi người đều kính trọng. Các vị, Bất Đệ nói đúng đấy. Lúc này Thiếu Thiên Cơ mới mở lời, đây là những gì mà bọn họ đã thương lượng với Tiêu Phàm. Nếu để mọi người biết được bọn họ muốn giết Thiếu Thương Sinh thì có lẽ toàn bộ người dân của Thương Sinh Thần Quốc sẽ đối đầu với bọn họ. Dù bọn họ mạnh mẽ nhưng cũng không thể trở thành kẻ địch của toàn bộ Thương Sinh Thần Quốc được. Hơn nữa những người khác cũng vô tội. Bọn họ cũng không nỡ hạ sát thủ, như vậy thì chỉ làm trò cười cho Tiếu Thương Sinh mà thôi. Ma đầu đoạt xá thần chủ, đáng chém. Tiếu Thiên Vân thêm vào một câu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn mọi người, nhất thời không biết phải làm sao. Đương nhiên bọn họ nghe theo lời của Tiếu Thương Sinh nhưng lời nói của ba vị vương tử và công chúa thì sao, chẳng lẽ là giả? Các ngươi được lắm, thông minh hơn rất nhiều các vương tử và công chúa lúc trước, biết phản kháng. Tiếu Thương Sinh bình thản nói vọng ra, giống như một tiếng sét đánh vang lên làm mọi người run sợ. Chỉ vẻn vẹn có một câu mà khiến rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, lục phủ ngũ tạng cuộn lên, luồng khí thế này quả thực vô cùng đáng sợ. Các ngươi không sợ chết sao? Tiếu Thương Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ba người Tiếu Thiên Tà, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng trong mắt lão bắn ra hai tia hung khí cực đáng sợ. Thà liều một phen còn hơn bị ngươi giết. Biết đâu lại có thể cùng chết với ngươi, báo thù cho thần chủ. Thần sắc của Tiếu Thiên Tà vô cùng bình tĩnh, bộ dạng như thể thấy chết không sợ vậy. Nghe thấy vậy, mọi người cảm thấy tin đám người Tiếu Thiên Tà thêm vài phần, bởi vì dù sao họ cũng không biết mối quan hệ thật sự giữa đám người Tiếu Thiên Tà và Tiếu Thương Sinh. Ma đầu đoạt xá thần chủ, đáng chết, giết nó đi, mọi người phẫn nộ nói. Thực lực của đám người đó rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của họ đâu. Lại có những người không cam tâm, thở dài nói. Mọi người lùi lại, để tránh bị ta đánh thương, không cần các ngươi ra tay, đợi hôm nay trừ ma xong thì các ngươi đều là công thần. Tiếu Thiên Tà thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, mọi việc vẫn đang phát triển theo chiều hướng mà bọn họ liệu ra. Nghe lời bát phương tử thần thông quảng đại, chắc chắn có thể diệt được ma đầu. Bọn ta có thể rời đi.
nhưng ai sẽ đối đầu với đám người kia? Kệ đi, Bát Phương Tử đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ có cách đối phó với những người kia. Không ít người lần lượt bay tản ra bốn phía, chỉ có một vài người vẫn lộ vẻ lo lắng, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì, chỉ còn biết rời đi. Ba người Thiếu Thiên Tà, Thiếu Thiên Cơ và Thiếu Thiên Vận nhìn nhau, rồi sau đó xông vào đám đông. Một mình Tiêu Phàm chưa chắc đã chống đỡ được với nhiều người như vậy, nhất là 40 chiến sĩ Hoàng Kim kia, vừa công kích vừa phòng ngự, đến ngay cả Tiêu Phàm cũng không dám liều mạng với họ, sức mạnh của đối phương dường như cố ý nhằm hết vào hắn vậy. Đám người này, khả năng công kích dường như vô địch rồi, đến cả Tu La Kiếm cũng không thể phá nổi chiến giáp của bọn chúng trong thời gian ngắn, lẽ nào dùng linh hồn công kích? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống. Hắn vừa chiến đấu vừa nhanh chóng nghĩ cách làm sao để đối phó được với 40 chiến sĩ Hoàng Kim kia. Keng, đúng lúc này, một âm thanh kim loại va chạm vang lên trong hư không, bằng một nhát kiếm Tiêu Phàm đã đẩy lùi chiến sĩ Hoàng Kim trước mặt rồi sau đó hắn quay lại nhìn nơi âm thanh kia phát ra. Hóa ra một Hoàng Kim cự long đang hiện lên xung quanh nhị công chúa Tiếu Thiên Vận, long trào và quyền cương của nàng hòa làm một thể, đập một nhát mạnh lên một trong số các chiến sĩ Hoàng Kim. Lớp chiến giáp Hoàng Kim kia lại bị một quyền của nàng đánh bẹp, hơn nữa hành động của nàng không có dấu hiệu dừng lại, một quyền rồi một quyền đánh xuống, chiến giáp Hoàng Kim bị đập nát thành một đống biến thành một quả cầu Hoàng Kim. Không cần nghĩ cũng biết chiến sĩ Hoàng Kim kia đã chết ngắc rồi. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi giật giật, năng lực của nhị công chúa quả không phải kinh khủng ở mức bình thường đâu, kẻ mà hắn không làm gì được thì lại bị nàng đập biến thành một khối sắt, năng lực này quả thật quá đáng sợ rồi. Năng lực thuần túy, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, hắn thu Tu La Kiếm lại thay vào đó là hắc sắc tiểu đỉnh, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Tiêu Phàm xoay vòng càn khôn định thiên đỉnh, nện thẳng vào một chiến sĩ Hoàng Kim, sau đó thúc giục huyết mạch Tu La trong cơ thể, sức mạnh trong người hắn một lần nữa tăng vọt. Những đợt khí cuồng bạo dâng lên tràn ngập xung quanh, đến ngay cả hư không cũng trở nên rung động, sự công kích của Tiêu Phàm quả thật đáng sợ. Sức mạnh lúc này của hắn mạnh hơn rất nhiều so với lúc hắn chiến đấu với Thanh Phong lão tổ. Một tiếng nổ ầm vang lên, tên chiến sĩ Hoàng Kim kia bị Tiêu Phàm nện cho một đỉnh biến thành cái bánh nhân thịt, chiến giáp Hoàng Kim ép chặt lấy cơ thể, từng tia máu tươi phun ra từ bên trong. Mặc dù hắn không đập nát được chiến giáp Hoàng Kim nhưng lại khiến tu sĩ bên trong chiến giáp Hoàng Kim nát bét. Đối với hắn mà nói, hiệu quả là như nhau, chỉ là có thêm ít máu tươi mà thôi. Giải quyết đám chiến sĩ Hoàng Kim này trước rồi tính. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, mặc dù đám mặc áo đen khá đông nhưng đám chiến sĩ Hoàng Kim này lại nguy hiểm hơn nhiều. Ngoại trừ sương mù thì căn bản không có cái gì có thể xuyên qua được lớp chiến giáp Hoàng Kim, nếu không thì Tiêu Phàm đã chẳng phải chiến đấu tốn sức đến thế. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, đám đông chỉ nhìn thấy từng chiến sĩ Hoàng Kim bị một luồng sức mạnh đập bay, mọi người không khỏi rùng mình. Bọn họ đã từng chứng kiến rất nhiều thủ pháp giết người, nhưng giống như của Tiêu Phàm tức là dùng tiểu đỉnh công kích điên cuồng thế này thì đúng là lần đầu tiên. Phía xa, lại có thêm hai bóng người nữa bay tới, nhìn trận chiến ở phía xa với khuôn mặt mịt mờ. Thanh Phong lão quỷ, ngươi nói xem tiểu huynh đệ gọi chúng ta tới làm gì. Đừng nói là hắn cũng tham gia chiến đấu đấy nhé. Một lão đầu mặc áo trường bào đỏ nói một cách đầy nghi ngờ. Thanh Phong lão tổ không nói gì, ánh mắt hắn nhìn theo bóng dáng kẻ đang nắm chắc tiểu đỉnh trong tay kia, khóe miệng hơi co giật. Cảnh tượng này quá quen thuộc với hắn. Hôm đó, hắn dẫn theo người đi vây giết Tiêu Phàm cũng chẳng phải bị đập như thế sao. Giờ đây tên tiểu tử này lại dám công kích thần cung điên cuồng như vậy. Mặc dù đã thay đổi dung mạo nhưng Thanh Phong lão tổ chỉ cần nhìn là nhận ra ngay Tiêu Phàm, thực ra là hắn đã quá quen thuộc cái tiểu đỉnh trong tay Tiêu Phàm kia. Có vẻ như hắn đã đang chiến đấu rồi. Thanh Phong lão tổ chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Ở đâu? Xích Vân lão tổ quét mắt nhìn chiến trường nhưng không hề phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Phàm. Nhưng khi hắn nhìn theo hướng mà Thanh Phong lão tổ đang nhìn thì đột nhiên hai mắt trợn trừng, dung mạo mà lúc trước chúng ta gặp, không phải là dung mạo thật của hắn. Có ra tay hay không? Xích Vân lão tổ hít một hơi thật sâu, nhìn Thanh Phong lão tổ nói. Thương sinh thần quốc đã tồn tại sừng sững không đổ theo cả vạn năm thời gian thì không dễ bị sập xuống như vậy đâu, đến lúc đó nếu nó không đổ thì có thể tất cả bọn chúng sẽ đều bị Tiếu Thương Sinh thanh tẩy.
làm người phải có chữ tín. Thanh Phong lão tổ thở dài, trong lòng thầm nói thêm một câu, kẻ này đi tới đâu thì nơi đó cũng có người gặp xui xẻo, hy vọng người đó không phải là ta. Dứt lời, Thanh Phong lão tổ hóa thành một trận cuồng phong lao vào trận chiến ở nơi xa, Xích Vân lão tổ cười điên cuồng, hóa thành một ngọn hỏa diễm cũng gào thét lao đi. Có thêm Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ cùng gia nhập, áp lực của đám người Kiếm La giảm đi rất nhiều. Mặc dù thực lực của bọn họ không yếu nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, hơn nữa hoàn toàn áp đảo bọn họ về số lượng. Trên cơ thể bọn họ ít nhiều cũng đã bị thương, đặc biệt là Vân Hạc và Võ Nhược Phong được chăm sóc rất đặc biệt, đối diện bọn họ chính là năm cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong của nhóm Chiến Thiên Nhất. Vân Hạc, ngươi dám phản bội Chiến Thần Điện. Chiến Thiên Nhất nhìn Vân Hạc bằng thần sắc lạnh lẽo. Lúc trước lão hủ mù quáng không biết gì, cuối cùng thì ta cũng đã biết Chiến Thần Điện mới chính là kẻ phản bội Chiến Hồn Đại Lục, Chiến Thiên Nhất, các người đều sai cả rồi. Vân Hạc lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ta thấy Tiêu Phàm đã thi triển chủng ma thuật với các ngươi rồi. Chiến Thiên Nhất nhíu hai mắt lại, trong lòng hắn làm gì chẳng rõ, chỉ là hắn không phản kháng nổi mà thôi. Nói nhiều cũng vô ích, đánh đi. Vân Hạc dường như đã nhìn thấu hết sinh tử vậy. Ta đã sống trong âm mưu nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có thể thức tỉnh lại rồi, vừa hay giết để thoải mái. Võ Nhược Phong cũng cười điên cuồng, lao lên không chút sợ hãi. Vân Hạc, Võ Nhược Phong đừng qua đó. Kiếm La kêu lên, thực lực của đám người Chiến Thiên Nhất không hề yếu, hơn nữa xung quanh còn có không ít bọn mặc áo đen, hai người họ lao lên chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Kiếm La, xin lỗi Tiêu Điện chủ giúp ta. Vân Hạc quay đầu lại cười nhưng sau đó lao lên một cách bất chấp. Kiếm La huynh, nói dùng với công tử, ta thua rồi. Võ Nhược Phong cười điên cuồng, lao vào vòng vây của đối phương. Giết, hai mắt Kiếm La đỏ lên, sát lục áo nghĩa điên cuồng gào thét xung quanh, tiếng ngàn vạn kiếm khí vang lên chói tai, huyết hải dưới chân chảy cuồn cuộn. Những ngày qua, sự thù hận của Kiếm La đối với Vân Hạc và Võ Nhược Phong đã không còn. Những người đó chỉ bị người khác che mắt mà thôi chứ bản tính của họ không hề xấu. Có thể trước đây Kiếm La chỉ ước sao bọn họ sẽ chết nhưng những ngày qua khi ở cùng nhau thì Kiếm La đã coi họ như người một nhà rồi. Sở Khinh Cuồng cũng đại sát tứ phía, vết kiếm trên người hắn càng lúc càng nhiều, máu tươi bắn ra. Trong những cuộc hỗn chiến như này, cái cần khảo nghiệm không phải là thực lực tuyệt đối của một người, có những lúc chỉ cần bất cẩn không để ý là đã có thể mất mạng rồi. Chết, lúc này, một tiếng nổ từ xa vang lên, kiếm khí của Chiến Thiên Nhất bao phủ lấy Vân Hạc và Võ Nhược Phong trong nháy mắt, rồi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Từng tiếng nổ rền vang, hai tên cường giả bên cạnh Chiến Thiên Nhất nổ tung, một luồng kiếm khí đâm xuyên thủng bờ vai của Chiến Thiên Nhất, máu tươi bắn ra tung tóe. Vân Hạc, Võ Nhược Phong, Kiếm La hét lên giận dữ, nhưng đáng tiếc hắn không làm được gì cả, đám mặc áo đen quá đông. Đông đến mức họ giết không hết. Hơn nữa, thực lực của bọn họ không hề yếu, nên không dễ giết như vậy. 18 tên, Tiêu Phàm cầm càn khôn định thiên đỉnh trong tay, một lần nữa nện trúng một tên chiến sĩ hoàng kim khác, số người bị giết chết càng lúc càng đông, sát lục huyết khí trên người hắn càng lúc càng mạnh. Lúc này, Tiêu Phàm nghe thấy tiếng hét giận dữ của Kiếm La liền vội quay đầu thì thấy Vân Hạc và Võ Nhược Phong bị kiếm khí nuốt sạch. Chết đi cho ta. Sự tức giận và khí thế trên người Tiêu Phàm tăng vọt, huyết khí cuồn cuộn bành trướng ra mãnh liệt, hai mắt đỏ rực, hiện ra những tia đầy khát máu. Kiếm Hồng Trần, giao lại chỗ nãy cho ta, huynh đi đối phó với bọn chúng đi. Đột nhiên giọng nói của Tiếu Thiên Vận vang lên bên tai. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lao đi giết đám người mặc áo đen kia. Hắn vốn tưởng đám người Vân Hạc có thể chống cự thêm một lúc nữa. Dù sao thì số lượng chiến sĩ Hoàng Kim ít nhưng bọn chúng lại là những kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng thật không ngờ hai người họ lại bị Chiến Thiên Nhất giết chết, bảo sao Tiêu Phàm không giận cho được. Thoát một cái, Tiêu Phàm đã xuất hiện bên cạnh chỗ Vân Hạc và Võ Nhược Phong ngã xuống, sát ý đáng sợ bộc phát ra trên người hắn. Tiêu Phàm nâng trường kiếm lên, nhìn Chiến Thiên Nhất phía đối diện đầy phẫn nộ, người đáng bị băm thây trăm đoạn. Thấy đôi mắt u tối của Tiêu Phàm. Chiến Thiên Nhất không khỏi rùng mình, ánh mắt đó quả thật đáng sợ. Hắn trước đây không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, huống hồ là bây giờ. Mấy ngày gần đây hắn nghe được không ít chuyện liên quan tới Tiêu Phàm,
đến ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong như Thanh Phong lão tổ còn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm chứ đừng nói gì đến chiến thiên nhất hắn. Cảnh tượng Tiêu Phàm oanh sát chiến sĩ Hoàng Kim lúc nãy vẫn còn đang in sâu đậm trong đầu chiến thiên nhất. Nhanh, mau giết hắn, mau giết hắn. Chiến thiên nhất kêu to sợ hãi, từ từ lùi lại phía sau. Hai tên còn lại sống sót cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, lúc trước chúng còn nghĩ giết Tiêu Phàm chỉ đơn giản như giết chết một con gà, nhưng cảnh tượng Tiêu Phàm đánh giết chiến sĩ Hoàng Kim lúc nãy đã khiến trong lòng bọn chúng phát lạnh mất rồi. Sinh tử Hoàng Tuyền lộ, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, không chứa đựng bất cứ tình cảm nào, sát ý trên người hắn không ngừng dâng cao, đưa tay vung kiếm lên. Sinh tử Hoàng Tuyền lộ lại xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lấy mấy chục người áo đen. Chớp mắt sinh tử áo nghĩa kinh khủng nuốt chửng sinh cơ của bọn hắn. Những kẻ áo đen có lẽ không bằng chiến sĩ Hoàng Kim, căn bản bọn hắn ngăn cản không nổi sự cắn nuốt của sinh tử áo nghĩa của Tiêu Phàm. Từng tiếng giống vang lên thảm liệt tại hư không, nhưng căn bản Tiêu Phàm không lưu tình chút nào, những người này, trung thần của Tiếu Thương Sinh, đều đáng chết. Nhất là bọn chiến thiên nhất, Tiêu Phàm sớm đã muốn lấy mạng của bọn hắn. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm đối phó với những chiến sĩ Hoàng Kim mạnh mẽ hơn kia, cũng sẽ không để Vân Hạc và Võ Nhược Phong lâm vào nguy hiểm, trong lòng của hắn tự trách, toàn bộ chuyển hóa thành sát ý. Đúng như hắn nói, chiến thiên nhất đáng bị ngàn vạn lưỡi đao. Đại nhân, cứu ta, cứu ta! Chiến thiên nhất sợ hãi kêu to, hắn chìm sâu bên trong sinh tử Hoàng Tuyền lộ, quanh thân bị bông tuyết màu xám vô tận cắt, máu thịt trên thân thể nhanh chóng bay vụt. Sinh cơ của thể nội cũng không ngừng sói mòn. Cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết không nghi ngờ gì, người duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có Tiếu Thương Sinh. Nhưng Tiếu Thương Sinh vẫn đứng lẳng lặng ở kia như cũ, không mảy may cử động, tựa như sinh tử của những người này đều không có quan hệ gì với hắn. Còn người Tiêu Phàm lạnh lùng dị thường, sát tâm nổi lên, mỗi một người chết đi, sát khí trên người hắn càng ngưng đọng. Nhìn từng người áo đen bị sinh tử Hoàng Tuyền lộ cắn nuốt, Tiêu Phàm cũng thở ơ, hắn ẩn ẩn cảm giác, tu la áo nghĩa sắp đột phá rồi. Sinh tử áo nghĩa cũng ở biên giới đột phá như thế, còn kém một chút như vậy, nếu như có thể đột phá, lần sau tiến về tu la sơn, hắn cũng nắm chắc thêm mấy phần. Ở trong lòng Tiêu Phàm, tu la sơn có lẽ phiền phức hơn Thương Sinh thần quốc rất nhiều. Những cường giả chiến thần cảnh chết đi kia. Đối với thí thần và phệ hồn mà nói, đều là vật đại bổ, thí thần nuốt thần tính, mà phệ hồn thì là nuốt thần lực. Về phần những thần lực chi tinh, Tiêu Phàm thu sạch hết, trong mắt hắn, những thứ này đều là thần thạch. Mấy giây thời gian, tất cả mấy chục người áo đen đều bị hủy diệt, chiến thiên nhất cũng đang bị giày vò đi trong sự sợ hãi chết đi, toàn thân chỉ còn lại một bộ xương, nhưng chết đi đau đớn hơn rất nhiều so với những tu sĩ kia. Nhưng mà... Đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, người mặc áo đen nhiều đến 400-500 người, muốn giết hết bọn hắn, thời gian ngắn cũng không phải làm được. Trong lòng Tiêu Phàm có một loại cảm giác, những người áo đen này còn không phải là át chủ bài lớn nhất của Tiếu Thương Sinh. Tiểu đội ảnh thần vệ ngày đó kia tập sát hắn, mới là nguy hiểm nhất, bằng vào mấy người bọn hắn, chưa hẳn có thể trèo trống đến cuối cùng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, chậm rãi đánh tới chỗ phía Tiếu Thương Sinh. Phàm là người ngăn cản ở trước người hắn, không có một người nào chết đi mà có thể hoàn hảo không bị tổn hại. Tiêu huynh, nơi này giao cho chúng ta. Tiếu Thiên Cơ ở cách đó không xa cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức quát to. Hắn dần thấy được cơ hội, những năm gần đây, hắn một mực tính toán làm sao có thể ngăn cản Tiếu Thương Sinh đoạt xá, nhưng vẫn không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Ngày hôm nay, cơ hội tới. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Tiêu Phàm thân là tu la điện chủ của chiến hồn đại lục, nếu như ngay cả hắn cũng không giết chết được Tiếu Thương Sinh, vậy đúng là không cứu nổi bọn hắn. Buồn bực nhất phải kể tới Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ, bọn hắn vốn cho rằng Tiêu Phàm là người kế thừa của tu la vương tộc Tu La Sơn. Nhưng bây giờ mới biết, Tiêu Phàm lại là tu la điện chủ của chiến hồn đại lục, bọn hắn mới thấy mình đã lên một con thuyền hải tặc. Nếu như không giết chết được Tiếu Thương Sinh, bọn hắn sắp xui xẻo rồi, hơn nữa thế lực của bọn hắn nhất định cũng sẽ bị Tiếu Thương Sinh nhổ tận gốc. Trong lòng hai người đương nhiên khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, lần trước lúc bọn hắn đối phó Hắc Mộc lão tổ ở Vạn Bảo Các, bọn hắn đã lên chiếc thuyền này,
nhãn hiệu trên thân đã đánh lên Tu La Điện Chủ, muốn lui ra ngoài là không thể nào. Hiện tại việc duy nhất có thể làm, chính là giết Tiếu Thương Sinh, về phần lửa giận của Tu La Sơn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cũng ngay ở thời điểm này, bốn phía thần cung, lại có không ít người giết tới, trong đó còn có đông đảo hồn thú. Một tên cũng không để lại, Tiếu Thiên Tà một kiếm chém giết một người áo đen, quát mắng nói. Trong nháy mắt những tu sĩ giết tới kia cũng gia nhập chiến đoàn, điều ngoài ý nghĩ của Tiêu Phàm chính là, những người này lại là thuộc hạ của Tiếu Thiên Tà, thời điểm lúc trước, lần đầu tiên gặp Tiếu Thiên Tà đã nhìn thấy. Còn có một số người, nhất định cũng là thế lực của Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Vận, bọn hắn vẫn luôn muốn phản kháng Tiếu Thương Sinh, tự nhiên cũng đang bồi dưỡng sức mạnh của mình như vậy. Nếu có một ngày muốn vạch mặt Tiếu Thương Sinh, bọn hắn cũng chuẩn bị ra sức đánh cược một lần, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy mà thôi. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm truyền âm nói cho đám người. Ngoại trừ Vân Hạc và Võ Nhược Phong, thực lực của những người còn lại này đều là số một số hai. Bọn hắn đối chiến với những người áo đen này, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi, hiện tại thế lực của bọn Tiếu Thiên Cơ cũng gia nhập thêm vào chiến đấu, phần thắng lại rất lớn. Lời vừa dứt, ánh mắt của Tiêu Phàm lại khóa chặt Tiếu Thương Sinh, dẫn theo Tu La kiếm đạp không đi đến. Tuy nhiên, những người mặc áo đen kia dường như không sợ chết, ngăn cản đường đi của Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không sợ nhất chính là quần chiến, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, phệ hồn của thể nội mở ra nhanh chóng đột phá. Đồng thời, linh hồn phân thân bên trong thần cung cũng đang lĩnh ngộ Tu La áo nghĩa, Tu La giả, chỉ có tái sinh trong giết chóc và máu tươi, cũng đột phá trong giết chóc và máu tươi. Dưới chân của hắn, từng thi thể rơi xuống, hư không đều bị nhuộm thành màu máu, tu sĩ bốn phía nhìn thấy mà tê cả da đầu. Sát thần tái thế, nhất mạch của bọn hắn mỗi lần xuất hiện ở giới này, máu đều sẽ nhuộm thương khung. Tu La Điện Chủ thế hệ này mặc dù chỉ là bát biến chiến thần, nhưng tại sao ta cảm thấy hắn mạnh hơn so với đại bộ phận chiến thần cảnh đỉnh phong nhỉ? Nếu như hắn đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chẳng phải là có thể đánh một trận với thiên thần sao? Nhất mạch Tu La Điện Chủ, đều là đột phá bên trong giết chóc, không phải tự nhiên những người đột phá dựa vào thần lực chi tinh có thể địch được, nhưng muốn đánh bại ma đầu đã đoạt xá thần chủ, vẫn là quá khó khăn. Đúng vậy a, vài ngàn năm trước, cũng có một Tu La Điện Chủ đánh giết vào thần cung, cuối cùng cũng không phải là kết thúc thất bại, bị thần chủ đánh lùi sao. Đám người bàn luận ầm ĩ, có ít người đoán được đại khái ngọn nguồn câu chuyện, cũng không tin chuyện bọn Tiếu Thiên Tà nói tới. Ở trong lòng phần lớn người, mà đầu Tiếu Thương Sinh chính là thần không thể vượt qua, người khác lại làm sao có thể bị đoạt xá được chứ. Sinh tử hoàng tuyền lộ, đột nhiên. Một tiếng hét lớn thu hút rất nhiều người chú ý, Tiêu Phàm một đường đánh đầu thắng đó, đã giết tới chỗ gần cung điện lúc trước, khoảng cách đến Tiếu Thương Sinh cũng chỉ có mấy trăm trượng. Dưới chân hắn, chất đống một đường xương cốt, máu tươi yêu diễm, nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên chỉ thấy Tu La kiếm trong tay hắn chấn động một cái, một con đường tử vong lớn hơn trước hiện lên ở hư không, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, bay thẳng đến chỗ Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm một bước vào sinh tử hoàng tuyền lộ, tu sĩ bốn phía chuẩn bị ngăn cản hắn, thời khắc ở gần sinh tử hoàng tuyền lộ, tất cả đều bị nuốt hết. Dọa cho tim mật những người khác phát lạnh, rốt cuộc không còn người nào dám tùy tiện tới gần, con đường này thực sự rất đáng sợ, ngưng tụ hầu hết sinh tử áo nghĩa dung hợp tới cực hạn, phải đáng sợ hơn rất nhiều so với một loại áo nghĩa viên mãn bình thường. Không có người áo đen ngăn cản, tốc độ của Tiêu Phàm nhanh hơn rất nhiều. Mấy bước đã bước tới gần Tiếu Thương Sinh, Tu La kiếm trong tay lại chém ra. Sát na vĩnh hằng, một luồng sáng loáng sắc bén vượt ngang chân trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một kiếm này, chỉ có tốc độ, dường như chỉ bung ra trong nháy mắt, ngay cả rất nhiều cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng bắt giữ không được. Nhưng mà, điều làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Tiếu Thương Sinh vẫn ngồi như cũ ở kia, không mảy may động đậy. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi híp híp hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, chẳng lẽ một bộ linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh đã cường đại đến mức như vậy sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trở nên hít thở không thông, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Một kiếm kia rất nhanh, nhanh đến cực hạn, kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, không phải vô địch dưới thiên thần, vậy cũng tương đương rồi.
nhưng Tiếu Thương Sinh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt của hắn bị một tầng sương mù che khuất, căn bản không mảy may thấy rõ, nếu như có thể nhìn thấy, nhất định mọi người sẽ càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bên trong ánh mắt Tiếu Thương Sinh đều là khinh thường, một dạng cực kỳ khinh thường đối với Tiêu Phàm. Phụt, thời khắc mắt thấy kiếm khí kia sắp chém trúng mi tâm của Tiếu Thương Sinh, chuyện xảy ra khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Tiếu Thương Sinh đột nhiên chuyển động, hắn duỗi hai ngón tay ra, động tác nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn, vượt quá sự nắm bắt của tất cả mọi người. Thời khắc lúc đám người lấy lại tinh thần, lại phát hiện, hai ngón tay của Tiếu Thương Sinh khẽ run lên, hóa thành một luồng gợn sóng bao phủ hắn. Kiếm mang sắc bén kia chém ở trên người hắn, vậy mà bắn ra quỷ dị. Khịt một hồi âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên, một kiếm đầy sức mạnh kia, không ngờ bị bắn ra rồi. Đám người biết Tiếu Thương Sinh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn mạnh như vậy, đây quả thực là mạnh vô biên rồi, phòng ngự hời hợt như thế mà ngăn được nhất kích tất sát. Tiêu Phàm cũng hơi trầm lại, Tiếu Thương Sinh này vẫn chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi mà đã mạnh như vậy, vậy bản thể của hắn còn kinh khủng ra sao? Lúc này những người khác cũng như ngừng thở, trừng lớn hai mắt nhìn chiến đấu ở phía xa, trong lòng rung động vô cùng. Thật mạnh, thần sắc của Thanh Phong lão tổ không ngừng lấp lóe, hắn không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai. Bọn Tiếu Thiên Cơ cũng nhíu mày, thực lực của Tiếu Thiên Sinh hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Có thể trấn nhiếp vạn năm, vẫn luôn đảm nhiệm thần chủ Thương Sinh thần quốc, thực lực của hắn làm sao có thể kém được chứ? Nơi xa, Cổ Nhược Trần ngược lại hoàn toàn không bất ngờ. Muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như ngay cả một bộ phân thân cũng không giết chết được, vậy ta còn có thể lấy cái gì đối kháng với Tiếu Thương Sinh? Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng tới gần. Hắn cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nếu như ngay cả chút bản lãnh này Tiếu Thương Sinh cũng không có, vậy thì đúng thật không có tư cách quản Thương Sinh thần quốc to lớn nữa. Chân Tiêu Phàm đạp thái huyền thần du bộ, tốc độ giống như thuấn di, lách mình liền xuất hiện trước người Tiếu Thương Sinh, Tu La kiếm bắn ra một luồng ánh sáng sắc bén, hung hăng đâm ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, càng bộc phát ra khí thế vô cùng, ngay cả hư không cũng dường như bị chọc thủng ra một lỗ. Phù một tiếng, Tu La kiếm chém ở phía trên gợn sóng kia, một trận gợn sóng rung động, chậm rãi tới gần bên trong, kiếm khí gào thét bốn phía, đều muốn đâm rách thiên địa, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà gợn sóng kia lại chặn lại như cũ, cho dù quả thật nó bị áp chế xuống, nhưng một kiếm của Tiêu Phàm vẫn không phá vỡ được. Sinh tử luân hồi, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động lần nữa, một luồng ánh sáng màu xám từ mũi kiếm xông ra, tất cả toàn bộ sức mạnh đều dung hợp ở một điểm, điên cuồng đánh thẳng vào chỗ gợn sóng. Phụt, một tiếng vang giòn, cuối cùng Tu La kiếm cũng phá vỡ được gợn sóng, tốc độ giống như tia chớp, thân thể của hắn nhanh chóng nghiêng về phía trước, đâm vào mi tâm của Tiếu Thương Sinh. Keng, lúc này, một đạo ảnh của tay hiện lên, bỗng nhiên bắt lấy Tu La kiếm của Tiêu Phàm, không, chuẩn xác mà nói, kẹp lấy Tu La kiếm phát ra một luồng âm thanh vang dội, giống như phẫn nộ. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn, lại bị đỡ rồi. Một kiếm ở khoảng cách gần như vậy, lại bị hai ngón tay của Tiếu Thương Sinh kẹp lấy. Tốc độ này nhanh thế nào mới có thể làm được, hơn nữa sức mạnh người thường cũng không thể so sánh. Tu La Điện nhất mạch có lẽ đều là người nổi bật về sức mạnh và tốc độ, nhưng ở trước mặt Tiếu Thương Sinh, lại như là một đứa bé. Kiếm là kiếm tốt, đáng tiếc người kém một chút. Giọng nói sâu kín của Tiếu Thương Sinh vang lên, sương mù trên bộ mặt hắn chậm rãi biến mất. Lộ ra một vẻ mặt già nua. Thật sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bàn tay lại chuyển động, bắn ra hai luồng kiếm mang, kiếm khí của Tu La kiếm vô cùng sắc bén, ngay cả hàn thiết cũng có thể chém đứt, nhục thân lại càng khỏi phải nói. Gào thét một tiếng, hai đầu ngón tay bay ra, cùng lúc đó, Tiếu Thương Sinh nhanh chóng lùi về phía sau, lúc lùi ra phía sau, muốn bắt lấy hai ngón tay bị cắt đứt kia. Thứ đó đứt rồi, nghĩ lại cũng không cần cầm về. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tốc độ của hắn tiếp tục tăng, so với trước mà nói, phải không ngừng nhanh hơn mấy lần. Một tiếng nổ vang lên, hai ngón tay bị đứt kia nổ tung, không để lại bất cứ cái gì. Tiếu Thương Sinh sầm mặt lại, hắn không làm sao không biết vừa nãy là Tiêu Phàm cố ý tỏ ra yếu thế, căn bản hắn không bộc phát ra toàn bộ thực lực.
không ngờ hắn ẩn giấu thực lực, đám người cũng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi tốc độ xuất kiếm của Tiêu Phàm, có lẽ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ xuất thủ của Tiếu Thương Sinh, cho nên mới bị Tiêu Phàm chém rụng hai ngón tay. Hừ, Tiếu Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thối lui ra phía sau, hắn phát hiện, Tiêu Phàm mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Ngươi diễn sâu rồi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Tu La kiếm phun ra nuốt vào vô số kiếm khí, xé rách mọi thứ, vùng không gian này giống như chịu không nổi uy áp của hắn, một luồng ánh sáng màu xám nở rộ, trong nháy mắt che mất mấy trăm trượng xung quanh. Sinh tử hoàng tuyền lộ, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, con đường tử vong tối tăm mờ mịt lại xuất hiện, con đường này có lẽ không làm gì được Tiếu Thương Sinh, nhưng mấu chốt là có thể tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể của Tiếu Thương Sinh. Bộ thân thể này của Tiếu Thương Sinh vốn đã vô cùng già nua, hắn cần nhanh chóng đoạt xá thân thể khác mới có thể tiếp tục sống sót. Bây giờ bị Tiêu Phàm tính toán như thế, một điểm sinh cơ cuối cùng trong cơ thể hắn cũng gần như bị Tiêu Phàm tiêu diệt. Trước đó Tiêu Phàm hiển lộ thực lực, cũng không phải sức mạnh đích thực của hắn, nếu không Tiếu Thương Sinh đứng ở kia không nhúc nhích mà có thể ngăn công kích của Tiêu Phàm lại sao? Hiển nhiên là không thể nào, dù là hắn đâm ra một kiếm kia, cũng không phải là tốc độ và lực công kích cực hạn của hắn. Bởi vậy Tiếu Thương Sinh mới có thể dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy một kiếm của Tiêu Phàm như thế, một phen sợ hãi cho đám người bốn phía, chứng minh Tiếu Thương Sinh hắn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn đâu ngờ tới, ngay từ đầu Tiêu Phàm đã không nghĩ giao phong chính diện với hắn, chỉ là muốn tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể hắn mà thôi. Giết chết Tiếu Thương Sinh chỉ trong thời gian ngắn là không thể làm được, nhưng tiêu diệt sinh cơ thân thể của hắn, dễ hơn rất nhiều đối với Tiêu Phàm. Thật sự nếu muốn thi triển tốc độ cao nhất, tốc độ của Tiêu Phàm còn phải nhanh hơn so với lúc nãy rất nhiều, dù sao hắn còn chưa thi triển Tu La Thần Dực. Tiểu tử, người đáng chết, Tiếu Thương Sinh nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông ra khỏi sinh tử hoàng tuyền lộ. Chỉ từ điểm này có thể nhận ra, Tiếu Thương Sinh phải mạnh mẽ hơn nhiều so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, hoàn toàn không ở cùng cấp độ. Đổi lại chiến thần cảnh đỉnh phong, muốn chạy ra khỏi sinh tử hoàng tuyền lộ, gần như là không thể, mà Tiếu Thương Sinh lại làm được một cách đơn giản. Muốn giết người, cũng không phải dựa vào mồm mép mà nói, bằng vào một bộ linh hồn phân thân mà có thể tồn tại trên vạn năm, không thể không nói, Tiếu Thương Sinh ngươi thật sự là khó lường. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm. Hắn không ngờ Tiếu Thương Sinh lại còn không nỡ bỏ thân xác này. Bản thân chủ đã sớm nói, nhất nạch này của các ngươi cũng không có kẻ nào tốt. Sắc mặt Tiếu Thương Sinh lạnh lùng, lời vừa dứt, trực tiếp lấy tay đánh tới phía Tiêu Phàm. Chẳng qua ngươi cũng như vậy, một kẻ trộm mộ mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng, thân thể lên như diều gặp gió, kiếm khí tung hoành quanh thân. Khí thế quanh thân Tiêu Phàm không ngừng kéo lên, sát phạt kiếm khí gầm rít. Lộ ra Tu La áo nghĩa đáng sợ tràn đầy khí tức chết chóc, ngay cả hư không dường như đều không chịu nổi luồng uy áp đó. Tiếu Thương Sinh có mạnh không? Hiển nhiên rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không yếu, nếu như ngay cả một bộ thế thân khô cứng của Tiếu Thương Sinh cũng không đánh được, thì hắn cũng không cần thiết phải đối đầu với bản thể thực sự của Tiếu Thương Sinh. Đương nhiên, Tiếu Thương Sinh trước mắt mà Tiêu Phàm đối mặt, hắn cũng không dám coi thường, ai biết lão già này còn có thủ đoạn gì nữa. Bang bang, từng đợt va chạm kịch liệt truyền đến, thân ảnh của hai người dâng cao, rất nhanh liền biến mất trước mắt mọi người, cuốn vào sâu trong không trung. Người bình thường căn bản không theo kịp tốc độ của hai người, cũng không dám tùy tiện tới gần họ, sợ vạ lây. Giết, một tên cũng không tha. Trên không trung, một tiếng nổ ầm truyền đến, là tiếng thét giận dữ của Tiếu Thương Sinh, hiện giờ Tiếu Thương Sinh đã hoàn toàn phẫn nộ. Một tên cũng không tha. Tiếu Thiên Tà lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng nhìn những hắc y nhân kia. Lời vừa dứt, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, hai người áo đen cách đó không xa bị một kiếm chém đôi. Những người này, tử chung vì Tiếu Thương Sinh, bọn chúng không thể nào đầu hàng, dù là Tiếu Thương Sinh chết đi, bọn chúng cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của Tiếu Thương Sinh. Giết, đám người cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục chém giết, người không tử thì là ta vong. Việc đã đến nước này, mỗi người đều không mong chờ sự may mắn, về phần sống chết của Tiếu Thương Sinh, liền tạm thời giao cho Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Cơ híp hai mắt nhìn đám người áo đen, không ngừng quét mắt ra chung quanh,
tựa như đang chờ đợi cái gì đó xuất hiện. Nếu như nói, còn có ai không nhiễm mảy may vết máu, cũng chỉ có Tiếu Thiên Cơ hắn, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để chứng minh thực lực nổi trội của hắn, một trong tam đại công tử. Lão bát, bảo người của ngươi cẩn thận một chút, ảnh thần vệ còn chưa xuất hiện. Tiếu Thiên Cơ truyền âm cho Tiếu Thiên Tà. Tiếu Thiên Tà cau mày, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có Tiếu Thiên Cơ nhắc nhở, hắn thực sự không phát hiện ra vấn đề này. Những người áo đen trước mặt này, giống như tử sĩ, không có bất kỳ cảm xúc nào, hơn nữa ra tay vô cùng chậm chạp, không có chút gì tinh anh. Tiếu Thiên Tà biết sự kinh khủng của ảnh thần vệ, những người đó, gọi là vạn dặm chọn ra một người cũng không lại, kẻ yếu nhất cũng là tu vi cửu biến chiến thần. Nghe đồn, họ đều là sát thủ tuyệt đỉnh, có một vài chiến thần đỉnh phong, còn khủng khiếp hơn so với cấp độ của những nhân vật lão tổ như Thanh Phong trưởng lão. Lực lượng này đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, không thể không khiến Tiếu Thiên Tà kiêng kỵ. Hơn nữa, đến bây giờ Tiếu Thương Sinh còn chưa dự định để cho lực lượng kia ra tay, chẳng lẽ hắn còn dựa dẫm vào thế lực nào khác? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiếu Thiên Tà bừng tỉnh lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn giờ đây chỉ hy vọng, Tiêu Phàm có thể thắng được. Trên không trung, hai luồng âm thanh đang va chạm kịch liệt, âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra bốn phía. Bên trong vô tận tinh không, có một đạo sương mù xám xịt, bao phủ lấy biên giới, nơi đó chính là kết giới mảnh thiên địa này, dù là cường giả thiên thần cũng không đánh vỡ được. Tiểu tử, người quả thực rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào ngươi mà muốn đối phó với bản thần chủ, vẫn còn xa. Tiếu Thương Sinh ngạo mạn nhìn Tiêu Phàm. Mặc dù bị Tiêu Phàm bất thình lình chém đứt hai ngón tay, nhưng hắn vẫn không xem Tiêu Phàm là gì. Dù sao, năm đó Tu La Điện Chủ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà hắn cũng không thèm để ý tới, huống chi Tiêu Phàm chỉ là cảnh giới bát biến chiến thần. Không vội, chúng ta cứ từ từ tiến tới. Tiêu Phàm mỉm cười, tựa như cùng một lão bằng hữu nói chuyện. Thân ảnh của hắn nhanh chóng chớp động, mỗi một kiếm đều hết sức hiểm độc, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế trên người cũng không ngừng dâng cao. Ngươi nghĩ có thể giết ta? Trong giọng nói của Tiếu Thương Sinh lộ ra ý khinh thường. Luận về hao mòn thần lực, Tiếu Thương Sinh thật sự chưa phải là đối thủ của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trẻ tuổi khí thế hừng hực, còn hắn đã khô cạn huyết khí, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng người chịu không nổi lại là hắn. Tiêu Phàm không biết rằng, làm hao mòn thần lực của Tiếu Thương Sinh thực sự là một cách, nhưng chẳng qua là hắn chưa nghĩ đến. Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn muốn chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không thể giết chết hắn, nếu như muốn hao mòn. Vậy cũng nhất định phải làm cạn kiệt huyết khí và sinh cơ của Tiếu Thương Sinh. Chỉ cần huyết khí của hắn hao kiệt, hiển nhiên phải thử nghiệm đoạt xá, đây là cơ hội sống sót duy nhất của linh hồn phân thân này. Ngươi muốn dùng ta mài kiếm? Tiếu Thương Sinh đột nhiên híp hai mắt nhìn Tiêu Phàm, sâu trong đồng tử hiện lên sát ý nồng đậm. Tiếu Thương Sinh hắn, đường đường cường giả thiên thần, lại bị người khác dùng để mài kiếm, đây quả thực là sự sỉ nhục đối với hắn. Cho dù bây giờ hắn chỉ là một bộ linh hồn phân thân, cũng không chấp nhận người khác coi thường. Vậy phải xem ngươi có tư cách để ta mài kiếm hay không? Kiếm trong tay Tiêu Phàm không hề dừng lại một chút nào. Hắn như vậy không thể nói là không cuồng vọng, Tiếu Thương Sinh ngươi tự cho rằng ngươi là đá mài kiếm là sỉ nhục đối với ngươi, nhưng trong mắt ta còn phải xem ngươi có tư cách này hay không? Tiếu Thương Sinh không biết Tiêu Phàm lấy ở đâu ra sự tự tin. Hắn đã thi triển tu la thần thể, kích hoạt tu la huyết mạch, tối đa cũng chỉ có tu la thần nhãn và tu la thần dực chưa thi triển. Nhưng thực lực như vậy ngay cả làm bị thương hắn cũng không làm được, lại càng không cần phải nói đến giết hắn. Cho dù Tiêu Phàm thi triển tu la thần nhãn và tu la thần dực thì sao, chẳng lẽ một đôi mắt và một đôi cánh còn có thể giết chết mình hay sao? Xẹt xẹt, Tiêu Phàm chém ra từng nhát kiếm không biết mệt mỏi, hư không khắp nơi đều là kiếm ảnh. Sinh tử áo nghĩa và tu la áo nghĩa đều được hắn thi triển đến cực hạn. Ngay từ đầu quả thực không thể gây tổn thương đến Tiếu Thương Sinh, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ của Tiêu Phàm càng lúc càng nhanh, ngẫu nhiên có thể lưu lại trên người hắn một vết kiếm. Bên trong vết kiếm kia ẩn chứa một sợi sinh tử áo nghĩa, Tiếu Thương Sinh rất dễ dàng có thể hủy đi, cũng không mấy bận tâm. Nhưng mấy canh giờ về sau, Tiếu Thương Sinh cuối cùng cũng cảm giác có chút không ổn. Huyết khí trên người hắn đang từ từ giảm bớt, mặc dù tốc độ rất chậm, rất khó phát hiện,
nhưng quả thực có giảm bớt. Đột nhiên, đồng tử Tiếu Thương Sinh bỗng nhiên co rụt lại, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, người muốn làm hao mòn huyết khí của ta. Huyết khí của hắn không chịu được hao mòn, nếu lại tiếp tục, đoán chừng không bao lâu huyết khí trong cơ thể sẽ bị sinh tử áo nghĩa của Tiêu Phàm hấp thụ hầu như không còn. Tiếu Thương Sinh rốt cuộc hiểu rõ tính toán của Tiêu Phàm, hắn đang dùng nước ấm nấu ếch, đợi khi bản thân phát hiện ra thì đã chậm. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, khí thế trên người đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, tu la thần dực thoáng hiện, khí thế quanh thân Tiêu Phàm tăng vọt hơn mấy lần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, Tiếu Thương Sinh thét lên một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy xuống phía dưới. Bây giờ muốn chạy, có phải đã muộn rồi không? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên bay ra một đạo lưu quang, chặn đường đi của Tiếu Thương Sinh. Đó là một bức tranh to lớn, phía trên lưu động hai luồng khí tức hoàn toàn tương phản, ngưng tụ thành một vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ chút sinh cơ còn sót lại bên trong cơ thể Tiếu Thương Sinh. Rất hiển nhiên, đây chính là sinh tử luân hồi đồ, luận về tước đoạt sinh cơ, dù là sinh tử hoàng tuyền lộ, cũng không nhanh bằng sinh tử luân hồi đồ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm liên tiếp chém ra cơ số đường kiếm, từng đường sinh tử hoàng tuyền lộ màu xám quét ngang chân trời, vây thành một hình cầu, bao phủ lấy Tiếu Thương Sinh. Sự việc tới quá nhanh, thân hình Tiếu Thương Sinh bị sinh tử luân hồi đồ ngăn trở, lập tức đã mất đi cơ hội chạy trốn. Bây giờ hắn muốn chạy trốn, đoán chừng chút huyết khí cuối cùng trong bộ thân thể này đều sẽ bị hấp thụ đến cạn kiệt, đến lúc đó đón tiếp hắn sẽ là những ảo ảnh kỳ dị. Đến tận bây giờ, Tiếu Thương Sinh mới phát hiện, tiểu tử này khó chơi hơn nhiều so với mình tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.